Diệp Thần lập tức mướn một chiếc thuyền nhỏ, ngự khí kích động, đi phía bắc nhanh chóng đi tới. Cổ U Hải Thành bên trong, có Vạn Khư Thần Điện lưu lại trận pháp, cấm chế lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ở chỗ này phi hành cùng chiến đấu, cũng phải hao phí nhiều linh khí, cho nên ở trong thành hoạt động khách thương người đi đường, đều là ngồi thuyền, rất ít có người mình phi hành. Diệp Thần đi thuyền một đường lái nhanh, dọc theo phù chiếu chỉ thị, một đường đi tới thành bắc biên giới. Cái này nơi biên giới, nước chảy đặc biệt vắng lặng, người ở thưa thớt, không có trong thành như thế sầm uất, chỉ có mấy cái ngư dân đang đánh cá. Mà ở nơi này hoang vu vùng nước bên trong, lại có không thiếu dòng nước ngầm vòng xoáy, thuyền bè một khi lái vào vòng xoáy bên trong, rất có thể liền người mang thuyền đều bị chiếm đoạt. Vòng xoáy này, tựa hồ là đi thông đáy biển thành lối đi. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng bắt được khác thường, liền muốn điều khiển thuyền tiến vào vòng xoáy bên trong. Vùng lân cận có một cái lão ngư dân, thấy vậy, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, người đi về trước nữa chạy nhanh, sẽ bị vòng xoáy cắn nuốt. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp cái này ngư dân, đầu đội nón lá, che mặt, không thấy rõ dung mạo. Người này là ai, làm sao thanh âm như vậy quen thuộc? Diệp Thần tim chợt giật mình, cái này lão ngư dân thanh âm, để cho hắn đặc biệt quen tai, hắn luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nhớ nổi. Tiền bối, ngươi là ai? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi. Lão kia ngư dân ha ha cười một tiếng, nói ta chỉ là một giới đánh cá người, không cần phải để ý đến ta tên chữ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu như không muốn chết, không muốn lại đi tới. Diệp Thần nghe được nói chuyện của hắn, càng cảm thấy vô cùng quen tai, mình khẳng định nghe qua, nhưng vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi, nói tiền bối, chúng ta trước kia có biết hay không? Lão kia ngư dân cười nói, không biết, ta tuổi tác quá già rồi, rất nhiều chuyện cũng không nhớ nổi, ta chỉ là cho một mình ngươi thành thật khuyên, mau rời đi, ngươi còn có mạng sống cơ hội. Diệp Thần trầm giọng nói, nếu tiền bối không chịu nói, vậy cũng được, cáo từ. Kiếm vô danh sống chết một phát, Diệp Thần tuyệt không thể ngồi coi bỏ mặc. Nếu cái này lão ngư dân, từ đầu đến cuối không chịu thổ lộ tên họ, Diệp Thần vậy không hỏi thêm nữa, thời gian cấp bách, hắn trực tiếp xoay người rời đi, điều khiển thuyền lái vào vòng xoáy nước chảy xiết bên trong. Oanh! Diệp Thần thuyền bè, vừa tiến vào trong nước xoáy, quả nhiên lập tức bị chiếm đoạt, trong phút chốc biến mất đi. Lão kia ngư dân thấy Diệp Thần biến mất, thân thể khẽ run lên, nón lá xuống giả nua gương mặt, lại có hai hàng chọc rơi lệ chảy ra. Nếu như Diệp Thần thấy một màn này, khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bất quá, Diệp Thần còn không biết cái này lão ngư dân là ai, hắn tiến vào vòng xoáy lối đi sau đó, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, thật may hắn tu vi cường hãn, ung dung ổn định thân hình. Đợi được xoay tròn dừng lại, Diệp Thần nhưng phát hiện, mình đã tới dưới đáy biển thế giới. Nơi này, là một tòa đáy biển thành. Tất cả loại sắc thái sặc sỡ san hô, một phiến phiến điêu long họa phượng cung điện dưới đáy biển, xanh thẫm nước biển, mát rượi linh khí, tất cả loại thiên hình vạn trạng đáy biển sinh vật, chung nhau cấu trúc thành một giấc mộng huyễn vậy thế giới. Đứng lại, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Diệp Thần mới vừa đến, nhưng gặp hai cái người khoác khôi giáp tuần tra vệ binh, khí thế hung hăng đi tới trước chất vấn. Các ngươi lại là người nào? Diệp Thần nhất thời cảnh giác, nói. Một tên vệ binh nói, chúng ta chính là phủ thành chủ vệ binh, thư mời của ngươi đâu? Không có thư mời, ai cho phép ngươi bước vào cổ U Hải Thành? Cái này đáy biển thành, mới là cổ U Hải Thành chân chính chỗ, phía trên vậy một nửa trên nước thương cảng, chỉ là che người tai mắt thôi. Mà muốn tiến vào cổ U Hải Thành chân chính bàn, nhất định phải có thư mời. Mà Diệp Thần, hiển nhiên không có loại vật này. Không có thư mời, nhất luật giữ gian tế xử lý. Vệ binh kia ánh mắt bỗng nhiên rét lạnh, đột nhiên đạp một cái bước, rút ra giữa eo bái phục đao, một đao hướng Diệp Thần đầu chém tới, lại là không chút lưu tình, trực tiếp động sát thủ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng gặp vệ binh kia bái phục đao, chém ra một đao, ánh đao lại là xanh lam màu sắc, giống như trời không minh, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Thật là cường hãn đao khí. Không đúng, cái này sau lưng tựa hồ có cổ quái. Diệp Thần lui về phía sau. Một cái tạp binh, võ đạo tu vi có hạn, nhưng đối phương cái này một đao, nhưng là dựa vào cổ U Hải Thành địa mạch đại thế, có một cổ đặc thù lực lượng gia trì. Cổ lực lượng này, là bầu trời lực lượng,
thậm chí mang oai rồng. Cái này cổ U Hải thành địa mạch, tuyệt đối không so tầm thường. Diệp Thần mắt gặp đối phương đao pháp lợi hại, tâm niệm vừa chuyển, sử dụng binh tự quyết, cách không một nhiếp, trực tiếp đem hắn thân đao nhiếp đoạt lại. Binh tự quyết tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể trực tiếp cướp lấy người binh khí pháp bảo, thần thông hiệu quả cùng ngày xưa luân hồi đại năng, thượng cổ khí linh sư phong trời chết hiểu có chút tương tự, coi như là một cái tăng cường phiên bản. Truyền thuyết binh tự quyết tột cùng nhất chiến đấu cảnh giới, cả ngày kiếm đều có thể đoạt vào tay, theo cho mình dùng, vô cùng lợi hại. Bất quá loại cảnh giới này, cho dù là kiếm thần lão tổ, còn có Tiêu Bố Y, cũng không có đạt tới. Bởi vì cái này hai người, chủ yếu là lợi dụng binh tự quyết luyện khí, cũng không phải là chiến đấu. Mà Diệp Thần vừa vặn ngược lại, sở trường chiến đấu, mặc dù đồng dạng là binh tự quyết, nhưng con đường đã hoàn toàn không cùng. Lần này Diệp Thần vừa động thủ, đem đối phương binh khí đoạt lấy. Vệ binh kia ai yêu một tiếng, kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới mình cầm ở binh khí trong tay, vô tình liền bị Diệp Thần cướp đi, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Binh tự quyết, cửu thiên phá toái đạo. Diệp Thần ánh mắt run lên, binh tự quyết kéo dài thi triển, bàn tay một chụp, sử dụng một chiêu bể binh pháp, phốc xích hai tiếng, đem vậy hai tên vệ binh thân thể, hoàn toàn đánh bể thành thịt nát, máu tươi nhiễm đỏ nước biển chung quanh. Bầu trời lực lượng, màng oai rồng, cái này cổ U Hải thành địa mạch, rốt cuộc có ảo diệu gì chỗ. Diệp Thần nhớ tới vệ binh kia mới vừa đao pháp, như cũ cảm thấy nghi ngờ cùng kinh ngạc. Được rồi, tìm được trước kiếm vô danh nói sau. Diệp Thần lắc đầu một cái, dọc theo phù chiếu hơi thở, nhanh chóng đi về trước phương bay vút đi. Một đường đi tới trước, Diệp Thần trong tai nghe được táo tạp tiếng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng náo nhiệt. Phía trước nhưng là một cái rộng rãi quảng trường, dùng bạch ngọc đại bàng thế mà thành, lộng lẫy và tuyệt vời. Giờ phút này, ở trên quảng trường, đầu người chào chào, tụ đầy người xem náo nhiệt. Diệp Thần lặng lẽ hỗn thượng đi vừa thấy, chỉ gặp quảng trường bị bố trí thành pháp trường, một cái tay cụt nam tử, bị vô số xiềng xích trói buộc, tóc tai bù xù, cả người vết thương, đứng bên cạnh hai cái đao phủ thủ, sắp phải bị thi hành chém hình. Vậy tay cụt nam tử chính là kiếm vô danh. Mà ở pháp trường phía bắc, chính là một cái giam chém đài, trên đài ngồi một người thanh niên nam tử, người mặc cẩm tú hoa bào, mặt đầy ngạo sắc, bên người còn vây quanh mấy cô gái đẹp, một bộ vinh váo hống hách hình dáng. Kiếm vô danh, người ý đồ trộm cắp ta phủ thành chủ hai đại kỳ chân, thiên không thần hồn cùng ly cốt yêu phiên, người có nhận biết hay không tội? Vậy chàng thanh niên mặt đầy kiêu căng nụ cười, lạnh lùng nói. An thiết tâm, người muốn giết cứ giết, cần gì phải tìm cái loại này mượn cớ. Liền làm ta năm đó mắt bị mù, lại có thể biết nhận người cái loại này bằng hữu, vạn khư người, làm sao có thể sẽ có người tốt. Kiếm vô danh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vậy chàng thanh niên, mắt mang khinh miệt cùng tức giận. Lúc đầu vậy chàng thanh niên, chính là cổ U Hải thành thành chủ, An thiết tâm. Diệp Thần ở pháp trường ra, mắt thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, lại không nghĩ rằng kiếm vô danh bị vu hãm trộm cắp, còn sắp phải bị chém đầu. An thiết tâm cười hắc hắc, nói ta phủ thành chủ làm việc quang minh chánh đại, nhưng cho tới bây giờ không oan uổng người, người nếu muốn trộm đạo bảo vật, vậy bàn về tội làm chết, người đến sao, chém. Thanh âm rơi xuống, An thiết tâm ném ra một chi lệnh bài, trực tiếp hạ lệnh chém đầu. Vậy hai cái đao phủ thủ, một người đè lại kiếm vô danh, một người khác vung đao muốn chém. Lao một cái bầu trời vậy thanh u ánh đao, từ vậy chém đầu trên đao bung ra, vô cùng sáng chói lóa mắt, rung động tâm hồn. Diệp Thần lại một lần nữa thấy cái loại này ánh đao, trong lòng khiếp sợ không thôi, xem ra cổ U Hải thành địa mạch, đúng là có cổ quái, có thể làm người giao phó cho một loại thần bí lực lượng cường đại. Cổ U Hải thành bên trong vệ binh, đệ tử, phủ thành chủ môn đồ, tất cả mọi người đều có thể mượn dùng cái loại này địa mạch lực lượng. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng, thế gian lại có thể sẽ có lớn mạnh như vậy địa mạch. Đấu chữ quyết, tám bộ phù đồ khí. Mắt gặp kiếm vô danh liền phải bị giết, Diệp Thần lập tức động thủ, bước chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể phóng lên cao, đấu chữ quyết thi triển, phối hợp tám bộ phù đồ khí, nhưng gặp lao một cái ánh vàng rực rỡ Phật quang, ở Diệp Thần trong tay chào đáng. Vậy Phật quang tách thả ra, ngay tức thì hóa thành một tòa ngàn tầng cao phù đồ bảo tháp. Cái này phù đồ bảo tháp,
nhưng còn quấn hung mãnh đấu khí. Ở đấu khí bơm vào hạ, Phật tháp trên có đấu chiến thắng Phật khí tượng nổi lên, ra giới chiến Phật hội tụ, trên không ngâm sướng, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Diệp thần e sợ cho không cứu được người, lần này là dùng hết toàn lực, coi như là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, ở diệp thần một kích này dưới, đều phải ngay tức thì tan thành mây khói. Phốc xích! Phốc xích! Vậy hai cái đao phủ thủ thân thể, ở phù đồ bảo tháp nghiền ép hạ, như máu xương mù vậy nổ lên. Mà kiếm vô danh, bị Phật quang bao phủ, nhưng là chút nào không việc gì, ngược lại thương thế đạt được bồi bổ, đang nhanh chóng khôi phục. Diệp đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Kiếm vô danh thấy trên bầu trời diệp thần, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, càng bội phục diệp thần thần thông. Diệp thần ngón này đấu chữ quyết, cùng tám bộ phù đồ khí dung hợp, thần thông lực lượng cầm nặn đến chút nào, chỉ giết kẻ địch, không có tổn hại đến hắn phân nửa, biểu dương ra vô cùng cao thâm thần thông tu vi. Người nào? An Thiết Tâm thấy diệp thần hạ xuống, nhất thời kinh hãi, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường mọi người cũng là cả kinh thất sắc, không nghĩ tới lại có thể đụng phải có người cướp pháp trường. Đạp đạp đạp, ở pháp trường bốn phía vệ binh, lập tức vào tới, đồng loạt hợp với bái phục đao, lau một cái lao động trời thương xanh đao mang, phóng lên cao, dường như muốn đem biển sâu biến thành thanh thiên, vô cùng nguy nga. Đao mang lóe lên tới giữa, thậm chí còn có oai rồng lực lượng, tràn ra tới, tiếng rồng ngâm từng cơn. Đi mau. Diệp thần sớm có chuẩn bị, lập tức rút ra hoang ma thiên kiếm, chặt đứt kiếm vô danh trên mình gông xiềng, mang hắn đi bên ngoài sông lên đánh ra. Đừng để hắn chạy, mau kết trận, dùng thần bầu trời đao trận. An Thiết Tâm thấy vậy, nhất thời giận dữ, nghiêm túc tiếng quát to. Vậy rất nhiều vệ binh cường giả, bước chân dịch chuyển, ngay tức thì kết thành một cái trận pháp, mấy trăm người cùng kêu lên kêu gào, thương màu xanh đao mang nối thành một phiến. Ùn ùn kéo đến hướng Diệp thần kiếm vô danh hai người chém tới. Xuy xuy xuy. Ở phiến phiến đao mang, đem được nước biển chung quanh, cũng chém cắt thành liền chân không, vô số nước chảy kích động, biển sâu áp lực ngàn gấp vạn lần tăng lên, cùng bữa trước không vậy đao khí cùng nhau, thiên cùng biển uy áp, điên cuồng khuynh tả tại Diệp thần kiếm vô danh trên hai người. Đấu đế thiên kiếm trận, phá. Diệp thần quát to một tiếng, đấu chữ quyết cùng trận tự quyết vận chuyển, hoang ma thiên kiếm. Long Uyên Thiên Kiếm, Tai Nan Thiên Kiếm ba kiếm đều xuất hiện, một bộ đấu đế chiến bảo thêm thân, bàn chân đạp một cái, đấu đế thiên kiếm trận ngay tức thì ra đời, kim quang cuồn cuộn, ba cây thiên kiếm xông lên trời không, ác liệt phá giết. Oanh oanh oanh, An Thiết Tâm thần bầu trời đao trận, cùng Diệp thần đấu đế thiên kiếm trận, kịch liệt đụng vào nhau, ba cây thiên kiếm kiếm khí, cùng vô cùng thương xanh đao khí, lẫn nhau giao phong chém giết, nhất thời bạo phát ra hàng loạt vang lớn. Biển cả làm chấn động, thiên địa làm vang tung tóe. Quảng trường người xung quanh cửa, thấy vô số đao kiếm chảy loạn chém chết, người người hù được ôm đầu trốn chui như chuột, có người trốn được hơi chậm một chút, bị kiếm khí ánh đao cuốn bên trong, thân thể ngay tức thì chôn vùi, liền mảnh giấy vụn cũng không có để lại tới. Diệp thần sắc mặt một trắng, chỉ cảm thấy từng cơn hào hùng uy áp tấn công tới, ngũ tạng lục phủ một hồi nặng nề đau đớn, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Như vậy va chạm, cho dù là Diệp thần, vậy thừa nhận to lớn áp lực. Thật may, hắn trận tự quyết tu vi tinh thâm, cuối cùng đem vậy thần bầu trời đao trận, biến dạng ra một đạo lỗ hổng, mang kiếm vô danh nhanh chóng chạy trốn đi. Mau truy đuổi, mau truy đuổi. An Thiết Tâm thấy vậy, nhất thời vô cùng gấp gáp tức giận, liền liền xuống làm. Đám người vệ binh lật đật đuổi giết đi lên, nhưng Diệp thần tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Diệp thần mang kiếm vô danh, đi tới một nơi tĩnh lặng đáy biển san hô trong nhóm, tạm thời nghỉ ngơi xuống. Diệp đại nhân, đa tạ ngươi cứu ta. Kiếm vô danh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lập tức quỳ xuống hướng Diệp thần nói cảm ơn. Diệp thần đem hắn đỡ dậy, nói, không sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, An Thiết Tâm làm sao sẽ nghĩ giết ngươi. Nghe được Diệp thần cái này hỏi, kiếm vô danh trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra lửa giận. Nói cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ, ta không nghĩ tới hắn sẽ như thế vô sỉ. Hắn hôm nay công thành danh toại, địa vị là một khối thành chủ, chia cắt xưng hùng, thậm chí và cựu Nhật Minh cũng có một chút giao tình, đã quên ta trước kia tình nghĩa. Ngày xưa ở Hồng Quân bí cảnh bên trong, kiếm vô danh từng cùng An Thiết Tâm từng có giao tình, hai người sóng vai tác chiến qua.
Kiếm vô danh là muốn tìm Hồng Quân kiếm đạo trung cực, mà An Thiết Tâm là muốn tìm Ly Cốt Hiêu Phiên, hai người mục tiêu tuy không cùng, nhưng dẫu sao đã từng cộng kinh hoạn nạn, nào nghĩ tới hôm nay lại có thể bất hòa. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, hắn bêu xấu người ăn trộm bảo vật. Kiếm vô danh tức giận nói, đúng vậy, ta tới đây gặp hắn, là muốn thương lượng đối kháng Vạn Khư chuyện, dẫu sao hắn đã phản bội Vạn Khư, đối với Vạn Khư có hận ý, ta còn muốn có thể lôi kéo, cùng hợp tác, nào nghĩ tới cái này tiểu nhân hèn hạ, lại có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem ta đả thương, còn vu hãm ta muốn trộm hắn Ly Cốt Hiêu Phiên, còn có Thiên Không Thần Hồn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, Ly Cốt Hiêu Phiên ta biết, vậy Thiên Không Thần Hồn vậy là cái gì? Ly Cốt Hiêu Phiên là Hồng Quân thất bảo một trong, trước mắt An Thiết Tâm chấp trưởng một khối pháp bảo mảnh vỡ, tình báo này Diệp Thần đã biết, vậy Thiên Không Thần Hồn sự việc, hắn còn không biết. Cổ U Hải Thành bên trong cường giả, người người cũng có thể mượn địa mạch đại thế, muốn đến là cùng vậy Thiên Không Thần Hồn có liên quan. Kiếm vô danh nói, Thiên Không Thần Hồn, cái này bốn chữ, sau lưng liên lụy đến đặc biệt đáng sợ thiên cơ, ta không thể tùy tiện nói bừa bầu trời người, rất có thể gặp phải bầu trời thần phạt. Bầu trời thần phạt, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Yên Vũ Tiên Tôn cho hắn trong tình báo, vậy không có đề cập Thiên Không Thần Hồn sự việc, chẳng lẽ nói, cũng là kiêng kỵ sau lưng thiên cơ, cho nên phải Diệp Thần mình điều tra. Ngươi cứ nói đừng ngại, ta vì ngươi hộ pháp. Diệp Thần rất muốn biết vậy Thiên Không Thần Hồn bí ẩn, lúc này sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, dùng để trấn thủ khí vận, miễn phải gặp đến cái gì nhân quả trừng phạt. Kiếm vô danh yên lặng một lát, vẫn là có chút chần chờ. Diệp Thần thấy hắn như vậy hình dáng, càng tò mò hơn vậy Thiên Không Thần Hồn lai lịch. Phải biết, Kiếm vô danh sát phạt đặc biệt ác liệt, tính cách vậy tàn bạo, nhưng hiện tại nhắc tới vậy Thiên Không Thần Hồn, nhưng do dự dự, chậm chạp không dám lời nói, có thể gặp vậy Thiên Không Thần Hồn, sau lưng dính rất lớn. Đang trầm mặc tốt một trận sau đó, Kiếm vô danh cắn răng, rốt cuộc mở miệng, nói Thiên Không Thần Hồn, thật ra thì chính là Thiên Không Chi Vương chết sau đó, tàn lưu lại thần hồn. Diệp Thần nói, Thiên Không Chi Vương, đó lại là ai? Kiếm vô danh nhìn một chút bốn phía, tựa hồ e sợ cho sẽ có bầu trời thần phạt hạ xuống, nhưng đợi một hồi, cũng không gặp có động tĩnh, liền thoáng yên tâm, nói. Thiên Không Chi Vương, là bốn lớn thú vương một trong, truyền thuyết Hồng Quân lão tổ lúc còn trẻ, nuôi bốn đầu thần thú, vậy bốn đầu thần thú, chính là trong truyền thuyết bốn lớn thú vương. Diệp Thần cả kinh nói, Hồng Quân tọa hạ bốn thần thú. Lúc đầu cái này Thiên Không Thần Hồn, lại có thể và Hồng Quân lão tổ có liên quan. Kiếm vô danh gật gật đầu nói, đúng vậy, bốn lớn thú vương truyền thuyết, đặc biệt rất xưa và thần bí, ta trước mắt chỉ biết là hai vị. Diệp Thần nói, kia hai vị. Kiếm vô danh nói, một vị trong đó, chính là cái này Thiên Không Chi Vương. Thiên Không Chi Vương, nhưng thật ra là một đầu Thiên Không Thần Long, nắm giữ chí cao thiên đạo quy luật, cũng chính là thiên lý. Diệp Thần nghe được thiên lý hai chữ, nhất thời tim giật mình. Kiếm vô danh nói, truyền thuyết bên trong, đệ nhất thiên lý, chính là Thiên Không Chi Vương, trước mắt chấp trưởng chư thiên vạn giới thiên đạo phép tắc, nhưng thật ra là đời thứ hai thiên lý, liền tên hình chữ thể cũng không có, thực lực không cách nào cùng ngày xưa Thiên Không Chi Vương so sánh. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhưng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn sững sốt. Thiên lý danh hiệu, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Trong truyền thuyết, thiên lý đặc biệt thần bí, thực lực vậy vô cùng cường đại, lại là đương kim vô thiên thư thực tế người điều khiển. Lần này địa tâm vực nguy cơ, sau lưng cũng có thiên lý bóng dáng. Thiên lý cùng vũ hoàng cổ đế đạt thành giao dịch, đeo sao không cổ đạo chuyển đưa cho Vạn Khư. Mà thiên lý mục tiêu, là giết chết Nhâm Phi Phàm, cây tuyệt gieo họa. Ở Diệp Thần trong ấn tượng, thiên lý vô cùng mạnh mẽ, có tư cách cùng vũ hoàng cổ đế giao dịch. Tuy nói thiên lý thực lực, kém hơn vũ hoàng cổ đế, nhưng nếu như phải làm một cái bài danh, cường giả đương thời, thiên lý có thể xếp hàng thứ tư. Còn như trước ba, vũ hoàng cổ đế, thái thượng thiên nữ, ma tổ vô thiên, cũng là không bị thiên lý ảnh hưởng siêu cấp nhân vật lớn, đã vượt qua thiên. Có thể để cho bọn họ cố kỵ, là sau lưng nhất cuối cùng không không. Cái này thế gian lớn nhất quy tắc hạn chế, thật ra thì không phải thiên lý, mà là không không. Đi qua vô số đời trước nghiên cứu, không không cảnh giới hẳn là có ý thức. Đúng vậy, một cảnh giới, lại có ý thức của chính mình.
Cái ý này thức, ở bài xích người khác tiến vào không không. Trước mắt Phú Hoàng cổ đế, nhưng thật ra là bị không không quy tắc hạn chế, không thể trực tiếp hạ xuống, giết chết Diệp Thần. Bởi vì giết chết Diệp Thần, cướp đoạt luân hồi huyết mạch, thu hoạch này quá lớn, Phú Hoàng cổ đế rất có thể trực tiếp đột phá, bước vào không không. Mà không không cảnh giới, nhưng ở kháng cự hắn, cho nên có dũng khí loại quy tắc hạn chế. Dĩ nhiên, người bình thường sẽ không phải chịu không không quy tắc ảnh hưởng, bởi vì thực lực còn chưa đủ, còn không tư cách. Hạn chế người bình thường, là thiên lý quy tắc. Thiên lý muốn duy trì một cái thăng bằng, không cho phép quá mức nghiêm trọng ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên có dũng khí loại quy tắc hạn chế. Nếu như không có hạn chế nói, tất nhiên sẽ tạo thành cường giả đối với người yếu tàn sát, cuối cùng đưa đến cả thế giới tan vỡ, thiên lý đi về phía diệt vong. Thiên lý, chấp trưởng thế gian quy luật, như vậy mạnh mẽ, nhưng đương kim thiên lý, lúc đầu lại là một cái người thừa kế, là đời thứ hai truyền nhân. Đệ nhất thiên lý, chính là thiên không chi vương, trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ chăn nuôi một đầu rồng thần thú cưng. Nói cách khác, Hồng Quân lão tổ là chăn nuôi thiên lý chủ nhân. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, cái này Hồng Quân lão tổ chưa chắc quá mạnh mẽ một chút, thế gian thật sự có đáng sợ như vậy tồn tại sao? Vẫn là nói, Hồng Quân tồn tại, chỉ là hư ảo truyền thuyết, cũng không phải là chân thực. Sáng tạo cái này không chân thật tin tức người, thì là ai? Diệp Thần muốn không rõ ràng, trước không nói Hồng Quân lão tổ, chỉ nói vậy thiên không chi vương, là đệ nhất thiên lý người chấp trưởng, thực lực vượt qua trước mắt thiên lý, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Kiếm vô danh sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, nói tiếp An Thiết Tâm chấp trưởng cổ U Hải Thành sau đó, lợi dụng vạn khư lưu lại bắt thần thú trận pháp, bất ngờ bắt được thiên không chi vương thần hồn, cũng phong ấn ở địa mạch bên trong, cho nên cổ U Hải Thành địa mạch, linh khí cường đại dị thường. An Thiết Tâm người bên dưới, đều có thể mượn dùng thiên không chi vương lực lượng, mặc dù chỉ có thể mượn dùng một chút, nhưng uy lực tuyệt không thể khinh thường, người vậy gặp qua. Diệp Thần nghe xong chuyện chân tướng, nội tâm vô cùng rung động, nói thiên không chi vương cường hãn như vậy, thần hồn lại có thể bị người bắt được. Kiếm vô danh nói thiên không chi vương rơi xuống 5 tháng, cách này không biết có bao nhiêu xa vời, hắn thần hồn ý thức của chính mình, đã sớm tiêu trừ, vậy thần hồn chỉ là một đoàn năng lượng. Chỉ cần vận khí đủ tốt, cùng vậy thần hồn sinh ra đồng tình, liền có thể bắt được lợi dụng. Chúng ta nếu trốn thoát, vậy nhanh lên một chút đi thôi, nếu bị An Thiết Tâm đuổi kịp, vậy thì phiền toái. Ở cổ U Hải Thành địa bàn bên trong, An Thiết Tâm là thần minh vậy tồn tại, vô cùng cường đại. Bởi vì, hắn có thể mượn dùng thiên không chi vương thần hồn lực lượng, ngang hàng chấp trưởng đệ nhất thiên lý. Diệp Thần sắc mặt cũng là ngưng trọng, nói ừ, vậy đi thôi. Lập tức hắn cùng kiếm vô danh, che giấu hơi thở, bí mật chạy ra ngoài. Trên đường, Diệp Thần lại hỏi, vậy một vị khác thú vương đâu? Ngươi không phải nói biết hai vị sao? Thiên không chi vương lớn mạnh như vậy, vậy một vị khác thú vương, muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kiếm vô danh nói, một vị khác thú vương, chính là mộng yểm chi vương, nghe nói là một đầu ác mộng thần thú, hình như thượng cổ sư ma, hai con ngươi phơi bày một đỏ một lam màu sắc. Đại biểu âm dương trung cực, nếu như nói thiên không chi vương, chấp trưởng thiên lý lực lượng, vậy mộng yểm chi vương, chấp trưởng là thuần túy sát phạt hạ xuống, như mộng nói mớ triền thân, không người nào có thể trốn tránh. Mộng yểm chi vương, Diệp Thần nghe được kiếm vô danh miêu tả, nhất thời trợn mắt hốc mồm, đây không phải là tiểu hoàng sao? Chẳng lẽ nói, tiểu hoàng huyết mạch tổ tiên, nhưng thật ra là Hồng Quân lão tổ tọa hạ thần thú, mộng yểm chi vương. Hồng Quân lão tổ bốn thần thú, thực lực đều là giống nhau, nói cách khác, mộng yểm chi vương thực lực, cùng thiên không chi vương so sánh, chút nào vậy không thua gì, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Tiểu hoàng ở hoàng tuyền đồ bên trong, nghe được kiếm vô danh mà nói, cũng là vô cùng giật mình, nói, chủ nhân, chẳng lẽ nói ta tổ tiên, lại là Hồng Quân lão tổ người theo đuổi. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, nhưng là không lời chống đỡ. Bởi vì Hồng Quân lão tổ bí mật, hắn biết được quá ít, còn như bốn lớn thú vương truyền thuyết, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe. Tiểu hoàng là cái này của cờ mấu chốt một vòng, cũng là Diệp Thần kiếp trước bố trí. Chẳng lẽ nói, kiếp trước luân hồi chi chủ, thật ra thì đã sớm biết được tiểu hoàng thân phận, cho nên nói trước bố cục an bài, để cho kiếp này Diệp Thần, đạt được cái này to lớn trợ lực. Nếu như tiểu hoàng tổ tiên,
thật sự là mộng yểm chi vương mà nói, vậy hắn khôi phục toàn bộ huyết mạch lực lượng, há chẳng phải là đủ để sánh vai Thiên Lý. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi kích động. Kiếm Vô Danh thấy Diệp Thần khác thường, nói, Diệp đại nhân, người thế nào? Diệp Thần thoáng tỉnh táo lại, nói, không việc gì, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài. Kiếm Vô Danh ừ một tiếng, nói ta mới vừa tiết lộ Thiên Không Chi Vương tin tức, lại không có thiên phạt hạ xuống, Diệp đại nhân ngươi hoàng tuyển đồ, quả nhiên uy lực bất phàm, sau này ngươi thành tựu, nói không chừng sẽ vượt qua Thiên Lý. Diệp Thần trong lòng động một cái, mới vừa đích xác không có bất kỳ thiên phạt dị tượng, nhưng hắn mơ hồ tới giữa, cảm thấy cái này sau lưng, thật ra thì không phải công lao của hắn, mà là tiểu hoàng công lao. Tiểu hoàng tổ tiên, nếu quả thật là mộng yểm chi vương mà nói, vậy cùng Thiên Không Chi Vương, liền là cùng các sư huynh đệ, tự nhiên sẽ không phải chịu tổn thương. Diệp Thần hỏi, vậy mộng yểm chi vương, nhưng có thần hồn lưu tích chữ? Kiếm Vô Danh lắc đầu nói, không có, mộng yểm chi vương chết sau đó, thần hồn mất mạng, nhưng nghe nói có huyết mạch truyền thừa xuống, cũng không biết bị ai thừa kế. Diệp Thần tim đập bịch bịch, chẳng lẽ nói mộng yểm chi vương huyết mạch, thật ra thì chính là bị tiểu hoàng thừa kế. Đang suy nghĩ lúc đó, chợt sau khi nghe phương, có một hồi tiếng rít vang lên. Nhưng gặp một cái cẩm bào chàng thanh niên, mang mấy người tùy tùng, nhanh như tia chớp đuổi giết tới, cản lại Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh đường đi. Chính là An Thiết Tâm. Đám kia thùng cơm, vẫn là phải bổn thành chủ đích thân ra tay, mới có thể sắp xếp các ngươi. An Thiết Tâm hừ một tiếng, lúc đầu phổ thông vệ binh, truy đuổi thất lạc Diệp Thần hai người, hắn đích thân ra tay, trực tiếp giết tới đây. Toàn bộ cổ U Hải Thành, đều là hắn đạo tràng, Diệp Thần hai người muốn chạy thoát theo dõi, tự nhiên là chuyện không thể nào. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cảm ứng một tí An Thiết Tâm hơi thở, sau khi phát hiện người tu vi, là Trăm Gia Cảnh tầng 2 thiên. Nếu như là vậy Trăm Gia Cảnh tầng 2 thiên cường giả, Diệp Thần lực chiến dưới, có nắm chắc chém chết. Nhưng vấn đề là, An Thiết Tâm không so tầm thường, người này chấp trưởng Ly Cốt Hiêu Phiên một khối pháp bảo mảnh vỡ, hơn nữa bắt được Thiên Không Chi Vương thần hồn, có thể mượn dùng đệ nhất thiên lý lực lượng, lá bài tẩy vô cùng mạnh mẽ. Nếu quả thật đánh, Diệp Thần không có nắm chắc thủ thắng. Ngươi là Vũ Hoàng Thế Gia tạp chủng sao? Chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên, không nghĩ tới lại có thể lợi hại như vậy, hãy xưng tên ra, ta không giết vô danh người. An Thiết Tâm nhìn chằm chằm Diệp Thần, suy đoán Diệp Thần thân phận. Mới vừa Diệp Thần đấu chữ quyết cùng trận tự quyết bùng nổ, võ đạo thần thông như vậy cường hãn, hắn chỉ lấy là Diệp Thần xuất từ Vũ Hoàng Thế Gia, là Vũ Hoàng cổ đế phái tới đây, muốn thanh lý môn hộ. Kiếm Vô Danh nói, Diệp đại nhân tên chữ, nhắc tới chỉ sợ sẽ hù chết ngươi. Diệp Thần hừ một tiếng, nói cùng loại người này nói nhảm cái gì, trực tiếp giết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần trong mắt bên trong, có dữ dằn sát ý mãnh liệt ra, sau lưng luân hồi trói lọi hiển hóa, một cái mênh mông luân hồi chi bàn hư ảnh, đột nhiên hiện ra. Lục đạo luân hồi pháp, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, vậy luân hồi chi bàn hư ảnh, điên cuồng bạo tăng, đổi được giống như tinh cầu vậy to lớn, từ chân trời trấn giết xuống, vòng tròn ranh giới mũi, giống như thiên kiếm vậy sắc bén, hướng An Thiết Tâm vặn cổ đi. Cái gì, lục đạo luân hồi pháp, chẳng lẽ ngươi là... An Thiết Tâm nhìn vậy luân hồi chi bàn hư ảnh, nhất thời cả kinh thất sắc, gương mặt lập tức đổi được vô cùng trắng bệch, thân thể cũng ở đây run lẩy bẩy. Cái này luân hồi chi bàn, tỏ rõ liền Diệp Thần thân phận, chính là luân hồi chi chủ. Diệp Thần biết rõ An Thiết Tâm lá bài tẩy cường hãn, cho nên ra tay một cái liền bùng nổ toàn lực, luân hồi huyết mạch kịch liệt đốt đốt, cả người kim quang dọn ra, luân hồi chi bàn như muốn chân áp chư thiên, thanh thế thật lớn. An Thiết Tâm mồ hôi lạnh nhễ nhại, hoàn toàn không nghĩ tới lúc đầu Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Ở kiếp trước, luân hồi chi chủ còn nhỏ thời điểm, bị Vũ Hoàng cổ đế đào đi thiên đế cốt. Lúc ấy moi xương, An Thiết Tâm cũng ở tại chỗ, hắn chính mắt gặp qua luân hồi đạo cốt đáng sợ, thủy khí nhô lên ngàn vạn dặm, đại lộ quy luật chấn động thức chư thiên, cái này còn chỉ là còn nhỏ thiên đế cốt, nếu như bị luân hồi chi chủ phát huy huyết mạch tất cả năng lượng, vậy chỉ sợ ở hùng phách thiên hạ. Tham phá không không, du ngoạn võ đạo đình. Nguyên nhân chính là chính mắt gặp qua, cho nên An Thiết Tâm, so với người bất kỳ, đều phải sợ hãi luân hồi thiên uy. Ở Vũ Hoàng cổ đế cùng luân hồi chi chủ đánh cờ bên trong, phần lớn người coi trọng Vũ Hoàng cổ đế,
nhưng An Thiết Tâm thì không phải vậy, hắn cho rằng luân hồi chi chủ tất thắng, Vũ Hoàng cổ đế sớm muộn phải biến thành một bộ xương khô, hắn phản bội vạn khư, thật ra thì cũng có sợ hãi luân hồi nguyên nhân. Nhưng, hắn nơi nào nghĩ đến, mình vô cùng sợ hãi luân hồi chi chủ, giờ phút này lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Vậy luân hồi chi bàn hư ảnh, sau ngày tận thế thẩm phán còn đáng sợ hơn trăm lần, tạm thời tới giữa, An Thiết Tâm hô hấp nghẹt thở, lại quên né tránh. Oanh! Diệp thần luân hồi chi bàn, chấn áp xuống đi, sắc bén kia bên nhận, không ngừng chuyển động dưới, tại chỗ đem An Thiết Tâm thân thể, vặn cắt thành vô số khối vụn, máu tươi nội tạng tung tóe. À! An Thiết Tâm phát ra một tiếng hét thảm, kinh úy dưới không có phòng tránh, tại chỗ bị chém bể thân xác. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, hắn thân xác bị cắn nát sau đó, thần hồn lại có thể bay ra, cũng không có bị giết hết. Ừ! Diệp thần trợn to hai mắt, một hồi kinh ngạc. Hắn luân hồi uy áp, hạng cường hãn, người bình thường nếu như cứng rắn bị hắn nhất kích, vậy vô luận là thân xác vẫn là thần hồn, đều phải hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng cái này cái An Thiết Tâm, lại có thần hồn còn sống. Luân hồi chi chủ, lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ. Thật là lớn bản lãnh, thần thông thật là lợi hại, không hổ là luân hồi đạo pháp, vượt qua chư thiên. An Thiết Tâm khàn cả giọng gầm lên, trong thanh âm như cũ mang chấn động chỉ cùng sợ hãi. Thật may, người luân hồi huyết mạch, còn chưa trổ mã đến đỉnh cấp, thậm chí liền kiếp trước uy lực cũng không đạt tới. Rất xa thiên không chi vương à, nghe theo ta kêu gọi, trên đời gian hiện ra ngươi thiên uy, chu diệt luân hồi, xây lại thiên lý. An Thiết Tâm lại thở phào nhẹ nhõm, thoáng chấn định lại, bắt đầu giơ tay giơ lên trời ngâm sướng. Mới vừa Diệp thần ra tay, đã để cho hắn thấy rõ Diệp thần thực lực, mặc dù lợi hại, nhưng tối đa chẳng qua là cho mình kỳ cổ tương đương, xa xa không đạt tới luân hồi nghiền ép bước. Cuồn cuộn tiếng ngâm sướng, từ An Thiết Tâm trong miệng phát ra, nước biển chung quanh ủng ủng thối lui, không gian quy luật chấn động, diễn hóa ra liền một phiến bầu trời xanh thẳm. Ở bầu trời này bên trong, có một đoàn nhức mắt quang. Đó không phải là ánh sáng của mặt trời mang, là thiên lý chói lọi. Diệp thần gặp qua làm thiên lý hình ảnh, cho nên vừa nhìn thấy cái này đoàn quang chiếu rọi, lập tức nhận ra. Cái này đoàn quang chiếu rọi, hơi thở cùng đương kim thiên lý tương thông, nhưng nếu có thể tính muốn bàng bạc rất nhiều, hơn nữa chớp sáng bên trong có một đạo long ảnh hiển hóa, đó là chấp trưởng đệ nhất thiên lý, hồng quân tọa hạ thần thú, thiên không thần long bóng người. Đây chính là thiên không chi vương thần hồn sao? Diệp thần nhìn vậy đoàn long ảnh chói lọi, nội tâm một hồi rung động. Hống! Từng cơn tiếng rồng ngâm, từ chân trời vang lên. Hào hùng thiên lý năng lượng, còn có rồng thần năng lượng, bơm vào đến An Thiết Tâm thần hồn bên trong. Rắc rắc sát! An Thiết Tâm thần hồn, lại là ngay tức thì khôi phục thân xác, cái này thiên không thần hồn năng lượng quá đáng sợ, chết đi thân xác cũng có thể khôi phục, hoàn toàn vi phạm sống chết quy luật. Đang khôi phục thân xác sau đó, An Thiết Tâm bàn tay nắm chặt quyền, xương cốt nổ tung vang dội, quả đấm vặn vẹo. Lại biến hóa thành long chảo, có màu trắng bạc cùng hoàng kim chói lọi đang lưu chuyển, mỗi một cây móng vuốt đều là vô cùng sắc bén. Luân hồi chi chủ, cho ta chết. An Thiết Tâm long chảo vung lên, mang thiên không thần hồn uy áp, hung hăng hướng Diệp thần đầu bắt đi. Diệp thần ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, thiên không chi vương thần hồn, năng lượng đặc biệt bằng bạc, nếu như toàn bộ bùng nổ, vậy cho dù là Vũ Hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên nhóm cao thủ, đều phải kiêng kỵ. Cái này An Thiết Tâm, có thể mượn dùng bầu trời oai rồng, đại khái không tới một phần vạn, nhưng lập tức liền cái này một phần vạn không tới năng lượng, vậy là vô cùng cường hãn. Chí ít, đối với trước mắt Diệp thần mà nói, uy áp đã đủ to lớn. Long Uyên Thiên Kiếm, lên. Mắt gặp An Thiết Tâm long chảo đánh tới, Diệp thần tâm niệm vừa động, lập tức sử dụng Long Uyên Thiên Kiếm. Hống. Huyết long thân thể. Ngay tức thì từ thiên kiếm bên trong liều chết xung phong đi ra, mỗi một khối miếng vảy, đều có thiên thư cổ xưa chữ viết ở hiển hóa. Huyết long, cùng ta hợp thể. Diệp thần biết rõ An Thiết Tâm cường hãn, một tiếng hò hét, thân thể bay vút đi, bàn tay một chiêu, huyết long bay vút lên tới đây, cùng hắn dung hợp. Người cùng long dung hợp, để cho được Diệp thần hai tay, cũng là biến thành long chảo. Đất hoang sinh tinh, sáng như ánh sáng mặt trời. Luân hồi hoang tinh, lên. Diệp thần long chảo nắm chặt, luân hồi huyết mạch kịch liệt cháy,
cùng huyết long vạn tướng thiên thư dung hợp, ngay tức thì hình thành một viên hoang tinh vẫn thạch, giống như nóng rực thái dương vậy, ở Diệp Thần trong tay hiện lên. Đây là hắn cùng huyết long, lẫn nhau dung hợp với nhau sau kỹ thuật đánh nhau, luân hồi hoang tinh. Viên này luân hồi hoang tinh, mang theo luân hồi huyết mạch uy năng, còn có vạn tướng thiên thư năng lượng, cùng với huyết long oai rồng, cũng là Diệp Thần mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, giờ phút này trực tiếp bộc phát ra, hướng An Thiết Tâm lướt đi. Thật là cường hãn hơi thở. An Thiết Tâm thần sắc biến đổi, hắn tuy chấp trưởng thiên không chi vương thần hồn, nhưng tự thân khí vận quá kém, đức không xứng vị, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu lực lượng, đối mặt Diệp Thần cùng huyết long dung hợp kỹ thuật đánh nhau, hắn nhưng là ngay tức thì rơi vào hạ phong. Ly cốt yêu phiên. Nguy cấp dưới, An Thiết Tâm muốn gọi ra pháp bảo. Nhưng mà, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch, huyết long vạn tướng thiên thư, còn có long uyên thiên kiếm dưới áp chế, hắn hô hấp cũng nghẹt thở, khí huyết vậy bị áp chế, lại không cách nào cho gọi ra pháp bảo. Không tốt. An Thiết Tâm hoảng hốt, mắt xem Diệp Thần long chảo giết tới, cũng chỉ có thể nhắm mắt, huy động móng vuốt giết ra. Long đấu long, cứng đối cứng. Rắc rắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở hai đạo long chảo, va chạm nhau ngay tức thì, có xương cốt nổ tung thanh âm, từ Diệp Thần cùng An Thiết Tâm trong cơ thể, đồng loạt truyền ra. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là An Thiết Tâm, ở đối phương uy áp cường đại hạ, thân xác gân cốt đều là nổ tung, ngay tức thì trọng thương. Diệp Thần khóe miệng chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung hung hãn năng lượng, giống như hãn biển vậy bạo xông lên vào bên trong cơ thể, thậm chí mang theo cực kỳ cổ xưa quy luật oai rồng, để cho hắn giống như gặp phải thái sơn áp đỉnh vậy, trực tiếp trọng thương hộc máu. Ung ung, đùng đùng, hô hô hô. Sau đó, Diệp Thần trong cơ thể, lại truyền ra một hồi kinh người phá sập tiếng, đó là điện thiểm lôi minh, lửa trời nổ tung, gió lớn gào khóc, tuyết rơi nhiều lay động thanh âm. An Thiết Tâm thần thông, mang theo bầu trời long hồn uy áp, đó là đệ nhất thiên lý sát phạt. Thiên lý cơn giận, có thể đưa tới vô cùng thiên tai. Diệp Thần thân thể chung quanh, vô số sấm sét gió tuyết nổ tung, vô cùng thiên tai đang hành hạ trước hắn thân xác. Đây chính là đệ nhất thiên lý uy lực sao? Diệp Thần nội tâm thất kinh, coi như là bước đầu lĩnh ngộ được thiên lý lợi hại. Nếu như không phải là hắn thể chất cường hãn, thân xác thành thánh, chính là cái này thiên lý thần phạt, vậy đủ để đem hắn tiêu diệt ngàn vạn lần. Bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, luân hồi linh bia. Diệp Thần trong tay nặn quyết, vội vàng dùng bát quái thiên đan thuật cùng luân hồi linh bia chữa thương, cũng mở thiên tiên cá chép sao, xua tan hết thiên tai thần phạt sát phạt. Thật may An Thiết Tâm thực lực có hạn, không cách nào phát huy ra chân chính thiên lý uy áp, ở Diệp Thần chữa trị xuống, hắn tự thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, An Thiết Tâm lại không có như thế may mắn, ở va chạm sau khi kết thúc, hắn tại chỗ trọng thương, hộc máu liền liền, bị đánh được rơi xuống đất, lõm xuống thật sâu đi xuống. Hu hu hu, bầu trời bên trong, bữa trước không long hồn hư ảnh, cũng là hoàn toàn tiêu tản mát, lần nữa chui hồi địa mạch. Bầu trời tiêu tán, nước biển lần nữa đổ cuốn vào, rót rơi vào An Thiết Tâm rơi xuống trong hố sâu. Thành chủ đại nhân, vậy mấy người tùy tùng, kinh hãi thất sắc, vội vàng đem An Thiết Tâm vớt lên. Chiến đấu phát sinh được quá nhanh, vậy kết thúc được quá nhanh, Diệp Thần cùng An Thiết Tâm giao thủ, phát sinh ở trong nháy mắt, hai người đều là trực tiếp dùng mạnh nhất lá bài tẩy đụng nhau, ngay tức thì phân ra được thắng bại, người ngoài căn bản không xen tay vào được. Cuối cùng Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường hãn, hơi thắng một nước. Kiếm vô danh bay đến Diệp Thần bên người, nói, Diệp đại nhân, không có sao chứ. Hắn nguyên khí còn không khôi phục, mới vừa chiến đấu tự nhiên cũng không cách nào nhúng tay, giờ phút này thấy thắng bại đã phân, mà Diệp Thần tựa hồ trọng thương, hắn không khỏi có chút lo âu. Không có sao, còn chưa chết. Diệp Thần lau mép một cái máu tươi, thu hồi long uyên thiên kiếm, thân thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Mà An Thiết Tâm, nhưng là vết thương chồng chất, hơi thở mong manh, ở mấy người tùy tùng nâng đỡ, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, chúng ta đi. Trận chiến này sa sút, An Thiết Tâm đặc biệt không cam lòng, nếu như hắn có thể nhúc nhích cách dùng bảo, sử dụng ly cốt yêu phiên, vậy ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Dẫu sao, ly cốt yêu phiên, nhưng mà Hồng Quân thất bảo một trong,
coi như chỉ là một khối mảnh vỡ, uy lực kia vậy không được. Chỉ tiếc, hắn bị Diệp Thần áp chế, lại không có dùng pháp bảo cơ hội, nội tâm có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bực bội tức giận. Dưới mắt trọng thương trong người, An Thiết Tâm cũng không dám tái chiến tiếp, ở mấy người tùy tùng nâng đỡ, nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Thần thương thế còn đang khôi phục, bên trong, cũng không lực tái chiến, mắt gặp An Thiết Tâm chạy trốn, nhưng cũng không cách nào đuổi giết. Lá phong vũ, vạn lá lay động. Vừa lúc đó, lại nghe một hồi kiều sất tiếng vang lên, một đạo người quần áo trắng bóng, hạ xuống ở biển sâu thế giới bên trong, đầu ngón tay phất một cái lúc đó, nước biển tan đi, rất miễn cưỡng đánh ra một phiến chân không. Mà ở nơi này phiến chân không bên trong, có từng mảnh lá phong, ở bay múa đầy trời, mang phiêu diêu sát ý, hướng An Thiết Tâm đoàn người lướt đi. 77. Diệp Thần con người co giúp một cái này đạo hạ xuống bóng người, lại là Yên Vũ Tiên Tôn trắng như lê. Ở Yên Vũ Tiên Tôn phía sau, yêu thánh Hàn Âm bóng người, chậm rãi nổi lên, xem hình dáng thương thế đã khôi phục rất nhiều. Suy suy suy, một phiến lá phong phiêu vũ, lại mang theo yêu khí tia máu, đó là yêu thánh Hàn Âm hơi thở. Hắn cùng Yên Vũ Tiên Tôn liên hiệp, nhất kích giết ra, muốn chém giết An Thiết Tâm, sinh tuyệt hậu hoạn. Yêu thánh Hàn Âm, là ngươi, ngươi tại sao còn không chết? An Thiết Tâm cả kinh thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới yêu thánh Hàn Âm còn sống. Hắn chỉ lấy lại yêu thánh Hàn Âm, đã bị ma tổ vô thiên giết chết, nào nghĩ tới thật ra thì đã bị Diệp Thần cứu sống. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ở yêu thánh Hàn Âm cùng Yên Vũ Tiên Tôn liên hiệp hạ, An Thiết Tâm bên người mấy người tùy tùng, tại chỗ bị chém chết, máu tươi văng tung tóe. An Thiết Tâm đây, thân thể vậy gặp phải chém chết, thân xác diệt vong, một món thần hồn bay ra. À, yêu thánh Hàn Âm, luân hồi chi chủ, các ngươi lại dám ở địa bàn ta ngang ngược, còn hủy diệt nhục thân của ta, thật làm ta cổ U Hải Thành không người. Ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. An Thiết Tâm vô cùng tức giận, khàn cả giọng gầm thét, sử dụng một tấm ngọc phù, linh khí thúc dục, quát lên. Tiểu cửu đỉnh trận, mở. Ở hắn linh khí bơm vào dưới, vậy ngọc phù ông một tiếng chấn động đứng lên, thanh mang bùng nổ. Mà theo ngọc phù chấn động, một màn kinh người xuất hiện, nước biển chung quanh, kịch liệt sôi trào, có vô số thủy quang hà thải tràn ngập ra. Cuồn cuộn thiên hà nhô lên lúc đó, chừng cửu tôn cự đỉnh, nổi lên. Cái này cửu tôn cự đỉnh, làm thành một vòng, bộc phát ra kịch liệt năng lượng uy áp, đó là vạn khư thần điện quy luật uy áp. Đây là, cửu đỉnh đại trận, không đúng. Diệp Thần thấy vậy cửu tôn cự đỉnh, một hồi kinh hãi dị, bắt được cửu đỉnh đại trận tương tự hơi thở, nhưng muốn so với cửu đỉnh đại trận yếu rất nhiều. Yêu thánh Hàn Âm, là tiểu cửu đỉnh trận, năm đó vạn khư dùng để bắt thần thú trận pháp. Nghe vậy, Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu trận pháp này, là từ cửu đỉnh đại trận bên trong diễn hóa ra tới, kêu tiểu cửu đỉnh trận, coi như là yếu hóa bản cửu đỉnh trận pháp. Cái này tiểu cửu đỉnh trận, cùng chân chính cửu đỉnh đại trận so sánh, vậy dĩ nhiên là đom đóm ánh sáng nhạt, không chút nào túc đạo, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, uy lực cũng là không phải chuyện đùa. Năm đó, vạn khư bắt thần thú, liền là dựa vào tiểu cửu đỉnh trận, đem thần thú vây khốn sau đó, lại ngăn ấn đến cự đỉnh bên trong, cường hãn hơn nữa thần thú, đều không thể chạy khỏi. Mà còn mở khải tiểu cửu đỉnh trận sau đó, An Thiết Tâm gương mặt, biến thành màu gan heo, hô hấp cũng đổi phải gấp xúc, một bộ đặc biệt khó chịu hình dáng. Cái này tiểu cửu đỉnh trận, sau lưng quy luật năng lượng, xuất xứ từ vạn khư thần điện. Mà An Thiết Tâm, đã phản bội vạn khư. Một tên phản đồ, là không tư cách lại lợi dụng vạn khư quy luật. Cho nên, hắn mở tiểu cửu đỉnh trận, là nghịch thiên cử chỉ, sẽ phải chịu vạn khư phép tắc cắn trả, không giết người, trước tổn thương mình. Vậy mở trận pháp ngọc phù, thật ra thì cũng là một cái ẩn hình bom, nếu như quá thường xuyên sử dụng, thậm chí sẽ đưa tới phép tắc nổ, làm tự thân chết. Bất quá, đối mặt Diệp Thần đám người uy hiếp, An Thiết Tâm vậy không có lựa chọn khác, trực tiếp mở tiểu cửu đỉnh trận. Ung ung, cửu đỉnh chấn hải, uy năng vô lượng. Các loại thời gian pháp tắc, không gian quy luật, giết hại quy luật, mất đi quy luật vân. Vân, thuộc về thái thượng thế giới, vạn khư thần điện quy luật uy áp, không ngừng bộc phát ra, trùng trùng sấm tiên quang tách thả ra, tình cảnh vô cùng nguy nga. Đi mau. Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, liếc mắt liền nhìn ra, cái này tiểu cửu đỉnh trận lợi hại.
Cái này cổ U Hải Thành, là An Thiết Tâm địa bàn, ở chỗ này, trận pháp uy lực, gấp mấy lần tăng cường, liền Diệp Thần đều khó phá giải. Một khi bị tiểu cửu đỉnh trận bao vây, vậy chỉ sợ chắp cánh khó thoát. Lập tức Diệp Thần vung tay lên, mang kiếm vô danh, Yên Vũ Tiên Tôn, Yêu Thánh Hàn Âm các người, nhanh chóng rời đi. Rào. Bốn người bay ra đáy biển, lần nữa trở lại mặt nước, nhưng gặp khắp thành xôn xao, rất nhiều khách thương người đi đường, toàn về đến trên bờ, không có một người dám ở lại tàu biển bên trong. Diệp Thần cùng An Thiết Tâm chiến đấu, làm được nguyên vùng đại dương, đều là tràn đầy nguy hiểm hơi thở, có từng cơn sóng lớn sôi trào, các loại sấm sét ánh lửa màu sắc giấu giếm, nhìn thấy mà đau lòng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bên ngoài Minh người đánh tới sao? Không phải nói còn có một cái tháng thời gian, bên ngoài Minh mới sẽ phát động tấn công sao? Làm sao nhanh như vậy? Rốt cuộc là ai đang quấy rối? Đám người bàn luận sôi nổi, tràn đầy bất an. Oanh! Mà ngay tại lúc này, đáy biển bên trong, đột nhiên có cửu tôn đỉnh lớn, phá biển bay vút lên ra, thẳng sông lên trời cao. Cửu đỉnh chấn thiên, như chín luân thái dương vậy chói mắt, sáng chói được người hoa mắt. Tiểu cửu đỉnh trận. An thành chủ lại vận dụng tiểu cửu đỉnh trận, hắn không sợ vạn khư cắn trả sao? Kẻ địch rốt cuộc là ai, lại có thể đem an thành chủ ép đến tình cảnh này? Mọi người thấy cửu đỉnh bay lên không huy hoàng khí tượng, lại là kinh ngạc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy cửu đỉnh có ý định giết người truyền ra, cái này ý định giết người chính là nhằm vào hắn. Đi! Diệp Thần không có lưu lại, lập tức mang Yêu Thánh Hàn Âm các người. Trực tiếp đi cổ U Hải Thành bên ngoài bay đi. Chủ nhân, chờ một chút. Mà làm Diệp Thần mới vừa bay đến ngoại ô thời điểm, lại nghe được Tiểu Hoàng thanh âm. Tiểu Hoàng, thế nào? Diệp Thần hỏi nói. Tiểu Hoàng nói, chủ nhân, ta mới vừa ở đáy biển, bắt được đồng loại xác thực hơi thở. Ta xác định có đồng loại, bị tống giam ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, ngươi biết hắn bị nhốt ở đâu? Tiểu Hoàng nói, ta biết, ta còn cảm ứng được, hắn hơi thở đặc biệt yếu ớt, cần cứu chữa, chủ nhân, người có thể đi giải cứu hắn sao? Diệp Thần nhướng mày một cái, Tiểu Hoàng đồng loại, hắn tự nhiên muốn đi cứu vãn, nhưng vấn đề là, trước mắt An Thiết Tâm mở ra tiểu cửu đỉnh trận, hắn trong thời gian ngắn, cũng không cách nào phá trận cứu. Chúng ta rời đi trước, sau này lại làm dự định. Diệp Thần cân nhắc dưới, vẫn là quyết định rời đi trước cổ U Hải Thành. Tiểu Hoàng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng biết cửu đỉnh không phá, căn bản không có cách nào đi cứu người, xông vào ngang hàng chịu chết, nói, được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn đám người, hoàn toàn rời đi cổ U Hải Thành, tìm một cái tĩnh lặng đảo nhỏ, tạm thời nghỉ ngơi. Tôn chủ, người không có chuyện gì sao? Yên Vũ Tiên Tôn mắt mang vẻ lo âu, hỏi. Diệp Thần nhìn nàng một mắt, nói, không có sao. Lại nhìn xem Yêu Thánh Hàn Âm nói, các ngươi làm sao cũng tới. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ, ta không yên lòng, sợ ngươi xảy ra chuyện, quyết định vẫn là tới giúp ngươi. Yêu Thánh Hàn Âm từ từ nói, luân hồi chi chủ, ngươi đại khả yên tâm, ta có ngươi trấn diệt yêu đá và vạn yêu tiên chỉ phụ trợ, thương thế đã không việc gì. Vừa nói, Yêu Thánh Hàn Âm đưa tay một cái, lòng bàn tay ngưng tụ ra một giọt nước. Cái này giọt nước. Nhưng thật ra là vạn yêu tiên chỉ biến thành. Thương thế hắn đã không còn đáng ngại, liền đem vạn yêu tiên chỉ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nói, tiền bối, ta nghe nói có một đầu ác mộng thú, bị giam ở cổ U Hải Thành, ta muốn đi cứu viện, không biết ngươi có biện pháp gì. Yêu Thánh Hàn Âm ở Hắc Ám Cấm Hải nhiều năm, kiến thức phong phú, Diệp Thần chỉ muốn từ hắn trong miệng, thám thính ra cứu biện pháp. Trước mắt, Tiểu Hoàng đồng loại. Bị kẹt ở cổ U Hải Thành bên trong, mà cổ U Hải Thành, bị tiểu cửu đỉnh trận bảo vệ, Diệp Thần muốn cứu người vậy không có biện pháp đi. Yêu Thánh Hàn Âm khẽ cau mày, nói ác mộng thú sao? Ta đây là nghe nói, Hắc Ám Cấm Hải tồn tại một giấc mộng nói mớ thần tộc, chính là thú tộc, tổ tiên là ngày xưa Hồng Quân lão tổ tọa hạ thần thú, Mộng Yểm Chi Vương. Hôm nay ác mộng thần tộc, chính là Mộng Yểm Chi Vương hậu duệ. Nhưng chân chính có thể thức tỉnh Mộng Yểm Chi Vương huyết mạch năng lượng, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai. Cổ U Hải Thành bên trong, đúng là nhốt một đầu ác mộng thần thú, nhưng cũng chỉ là phổ thông thú vật, cũng không có thức tỉnh Mộng Yểm Chi Vương huyết mạch năng lượng. Luân hồi chi chủ, người muốn cứu giấc mộng kia nói mớ thần thú sao?
ta khuyên ngươi cũng không cần, thông thường thần thú, không xứng với ngươi thân phận, không có giá trị bồi dưỡng. Diệp Thần trong lòng động một cái, lặng lẽ hướng Tiểu Hoàng hỏi nói, Tiểu Hoàng, ngươi còn muốn đi cứu viện sao? Tiểu Hoàng kiên quyết nói, phải cứu, ta cho tới bây giờ không đã gặp ta đồng tộc, coi như là thiên phú phổ thông hạng người, dẫu sao là ta đồng loại, không thể ngồi coi bỏ mặc. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy rõ ràng Tiểu Hoàng ý, liền hướng yêu thánh nói, tiền bối, ta khác có nguyên nhân quả trong người, vẫn là muốn đi cứu viện, chỉ là hôm nay cửu đỉnh khốn khóa, nên như thế nào phá trận. Vậy tiểu cửu đỉnh trận, từ cửu đỉnh đại trận diễn hóa ra tới, vô cùng cường hãn, nếu như Diệp Thần muốn phá trận mà nói, suy nghĩ nửa năm thời gian chắc có thể, nhưng hắn hiển nhiên không có như thế nhiều thời gian chờ. Cho nên, hắn muốn nghe một chút yêu thánh hàn âm ý kiến. Yêu thánh hàn âm trầm ngâm một hồi, nói, nếu như muốn phá đỉnh cứu viện mà nói, hoặc là có thể chờ một tháng sau, bên ngoài Minh Công Thành ngày, lại xem tình huống. Diệp Thần nói, bên ngoài Minh Công Thành. Yêu thánh hàn âm gật đầu một cái, không sai, bên ngoài biển có rất nhiều tiểu thế gia, là cầu tự vệ, thành lập liên minh, mà chống đỡ kháng lớn thế gia môn phiệt lấn áp, những thứ này tiểu thế gia, đơn độc một thế lực yếu ớt, nhưng tạo thành liên minh, nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Bên ngoài Minh cùng cổ U Hải Thành, mấy ngàn năm qua tranh đấu không ngừng, gần đây ma tổ vô thiên giận dữ giết người, hạ hầu gia ôn gia cùng đại môn phiệt, tất cả bị đồ sát, bên ngoài Minh nhắm ngay cơ hội, quyết định ở một tháng sau công thành. Đây là bọn họ ngàn năm một thuở công thành cơ hội, bởi vì lớn thế gia môn phiệt, đều sợ chọc giận ma tổ vô thiên, bước hạ hầu gia cùng ôn gia theo gót, cho nên người người tự nguy, không dám ló đầu, cổ U Hải Thành không cách nào mượn ngoại viện. Đến lúc đó công thành cuộc chiến bùng nổ, thế cục hỗn loạn, nói không chừng có đục nước béo cò cơ hội. Diệp Thần sau khi nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu như có chiến loạn bùng nổ, An Thiết Tâm được cái này mất cái kia, đích xác là hắn đục nước béo cò cơ hội. Mà chờ đợi một tháng, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Được, đa tạ tiền bối cho biết, ta đã có quyết đoán. Diệp Thần hướng yêu thánh hàn âm chắp tay nói cảm ơn. Yêu thánh hàn âm khẽ mỉm cười, móc ra chấn diệt yêu đá, đưa cho Diệp Thần, nói, không cần cảm ơn, luân hồi chi chủ, khối này chấn diệt yêu đá, ta còn đưa ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, diễn cảm có chút cổ quái, nói, tại sao? Yêu thánh hàn âm, ta bị ma tổ vô thiên đả thương, mặc dù thương thế đã hết bệnh, nhưng tinh thần vết thương, nhưng không cách nào chữa khỏi, đi về sau cuộc đời còn lại, đều đưa cuộc sống ở ác mộng bên trong. Luân hồi chi chủ, ta đã không có cách nào đến giúp ngươi cái gì, khối này chấn diệt yêu đá vẫn là còn đưa ngươi đi. Nói xong lời cuối cùng, yêu thánh hàn âm trong giọng nói, rất nhiều thổn thức tịch mịch ý. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đi theo Diệp Thần, đánh dẹp thiên hạ, nhưng vấn đề là, hắn đã hữu tâm vô lực. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, ma tổ vô thiên sát phạt, hắn vậy tự mình lãnh giáo qua. Ma tổ vô thiên công kích. Có thể xâm nhập phạt người tinh thần, để cho nhân tâm bên trong sản sinh ra sợ hãi, kinh sợ, kính sợ, khiếp nhược vân. Vân các loại mặt trái tâm trạng, giống như tâm ma vậy quanh quẩn không tiêu tan, cả đời kèm theo. Người một khi có tinh thần vết thương, hơn nữa không cách nào khép lại nói, vậy đời này cơ hồ là phế, không thể lại vận công tu luyện, nếu không tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, yêu thánh hàn âm vết thương ngoài ra thế, đã không có gì đáng ngại. Nhưng tinh thần ác mộng vết thương, đối với ma tổ vô thiên sợ hãi, nhưng trọn đời cũng không cách nào tiêu trừ. Nói cách khác, hắn sau này là người phế nhân. Cho dù là Diệp Thần, đối mặt ma tổ vô thiên tinh thần sát phạt, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hiện tại hắn vậy chịu đủ hắn đắng, tinh thần vết thương còn không hết bệnh, thậm chí phải dùng nguyện vọng thiên tinh, mới có thể miễn cưỡng đè xuống nội tâm mặt trái tâm trạng. Hắn võ đạo nội tình thâm hậu. Lá bài tẩy rất nhiều, sau này có biện pháp giải quyết. Nhưng yêu thánh hàn âm, nhưng là không thể nào khỏi rồi. Diệp Thần trầm mặc xuống, thật sâu cảm thấy ma tổ vô thiên đáng sợ, thật là tùy tiện nhúc nhích ngón tay, là có thể tiêu diệt người khác cả đời. Yêu thánh hàn âm ha ha cười một tiếng, ngược lại cũng rộng rãi, nói chí ít, ta nhặt trở về một cái mạng, cũng xem là tốt. Diệp Thần nói, tiền bối. Yêu thánh hàn. Hôm nay ta chỉ muốn lá dụng về cội, trở lại huyết yêu tộc, hầu hạ ở yêu hư đại nhân bên người, xin luân hồi chi chủ tác thành. Yêu hư,
chính là Vạn Yêu Tiên Chỉ Khí Linh, Hồng Hà Tiên Tử sư thúc tổ, cũng là huyết yêu tộc sau lưng nắm giữ người. Yêu Thánh Hàn Âm Ác Mộng truyền thân, đã không cách nào lại giao thiệp với võ đạo, chỉ muốn lá dụng về cội, qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Diệp Thần than thở một tiếng, vốn còn muốn mời chào Yêu Thánh Hàn Âm, đào tạo trợ lực. Đáng tiếc, Ma Tổ Vô Thiên xuất hiện, nhưng hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Được rồi, tiền bối, ngươi trở về nghỉ ngơi cũng tốt, chỉ là địa tâm vực nguy cơ nghiêm trọng, bên trong 3 năm, Vũ Hoàng Cổ Đế rất có thể tự mình hạ xuống, tiêu diệt hết thảy, loại thời điểm này, ngươi còn phải đi về sao? Diệp Thần nói. Yêu Thánh Hàn Âm cười nói, luân hồi chi chủ, ta tin tưởng ngươi thực lực, Vũ Hoàng luân hồi tranh, ta tin tưởng ngươi tất thắng, sẽ không thật để cho địa tâm vực tiêu diệt. Diệp Thần cười một tiếng, nói, vậy thì thừa tiền bối chúc lành. Nếu như chàng này đánh cờ, ta có thể thủ thắng, nhất định rất nhiều một mình ngươi an ổn tuổi già. Yêu Thánh Hàn, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, linh khí hội tụ, hóa thành một tấm phù chiếu, giao cho Yêu Thánh Hàn, ngươi cầm phù này chiếu, trở về huyết yêu tộc, Hồng Hà Tiên Tử tự nhiên biết rõ hết thảy, nàng sẽ phò hộ ngươi. Đa tạ. Yêu Thánh Hàn âm lần nữa nói cảm ơn, cầm xong phù chiếu, liền hướng Diệp Thần nói tạm biệt, ngự gió bay khỏi Hắc Ám Cấm Hải. Trở lại địa tâm vực. Diệp Thần thấy Yêu Thánh Hàn Âm đi xa, lại lần nữa thu hồi chấn diệt yêu đá, không khỏi một hồi thổn thức. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này chấn diệt yêu đá, đâu đâu vòng vo một chút, hay là trở về đến trên tay mình. Một tháng sau công thành cuộc chiến, ta tinh thần ác mộng do ở đây, đến lúc đó, sợ rằng liền nguyện vọng thiên tinh cũng trấn áp không được, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Thần suy nghĩ. Ma Tổ Vô Thiên mang cho hắn tinh thần vết thương, trước mắt còn không có khép lại, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, thời gian chỉ hoãn nữa, ở Hắc Ám Cấm Hải chỗ này, Diệp Thần không chống đỡ được bao lâu, rất có thể phải bị ác mộng chiếm đoạt. Mà muốn giải quyết Ma Tổ Vô Thiên tinh thần xâm nhập phạt, tốt nhất là dùng Linh Khư Thiên Châu. Diệp Thần nhìn trong tay chấn diệt yêu đá, trong lòng động một cái, nếu như đem chấn diệt yêu đá, cùng Linh Khư Thiên Châu dung hợp. Nói không chừng có thể trực tiếp tu bổ Linh Khư Thiên Châu, thậm chí tiến hơn một bước lớn mạnh. Đến lúc đó, Diệp Thần tinh thần vết thương vấn đề, liền có thể hoàn toàn giải quyết. Tôn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Yên Vũ Tiên Tôn hướng Diệp Thần xin chỉ thị. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nói, một tháng sau, công thành cuộc chiến mới bắt đầu, cái tháng này chúng ta thật tốt chỉnh đốn, nơi nào cũng không nên đi. Yên Vũ Tiên Tôn nói, Lập tức. Diệp Thần, Yên Vũ Tiên Tôn, Kiếm Vô Danh ba người, liền ở đảo nhỏ này trên nghỉ ngơi điều chỉnh. Kiếm Vô Danh tự đi đến hòn đảo bên kia, một mình dưỡng thương luyện kiếm. Diệp Thần gọi ra bát quái lò luyện đan, thi triển binh tự quyết, đem Linh Khư Thiên Châu, chấn diệt yêu đá, cùng bỏ vào, chuẩn bị dung hợp tu bổ. Yên Vũ Tiên Tôn cùng thị ở Diệp Thần bên người. Bát quái lò luyện đan bên trong, Linh Khư Thiên Châu lóe lên màu xanh tiên mang. Mà chấn diệt yêu đá, thì chớp động đỏ thẫm yêu quang, hai cổ ánh sáng lẫn nhau xen lẫn, khá là rực rỡ tươi đẹp. Diệp Thần hai tay đạo đạo linh quyết đánh ra, định đem hai cổ ánh sáng dung hợp. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị cầm chấn diệt yêu đá, đi sửa phục Linh Khư Thiên Châu. Thiên yêu thấy Diệp Thần động tác, hơi một hồi kinh dị, hỏi. Không phải, chính xác mà nói, hẳn là dung hợp. Diệp Thần uốn nắn Thiên yêu giải thích. Nếu như chấn diệt yêu đá, cùng Linh Khư Thiên Châu dung hợp thành công mà nói, tiên khí cùng yêu khí lẫn nhau kết hợp với nhau, nhất định có thể lột xác, Linh Khư Thiên Châu tự nhiên cũng có thể tu bổ. Thiên yêu ha ha cười một tiếng nói, tiên cùng yêu, lẫn nhau không cho, ngươi cưỡng ép dung hợp, nếu như thất bại, hai kiện bí bảo đều phải bạo diệt, ngươi có thể chịu đựng tổn thất này. Phải biết, Linh Khư Thiên Châu hàm chứa vạn khư nhân quả, là ngày xưa Vũ Hoàng Cổ Đế. Dùng để đào tạo đệ tử chân truyền địa phương. Sau này Diệp Thần phá giải cửu đỉnh đại trận, đối kháng vạn khư ý chí, cái này Linh Khư Thiên Châu là mấu chốt, không cho sơ thất. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói ta tin tưởng ta binh tự quyết tiêu chuẩn, muốn dung hợp không hề mệt khó khăn. Diệp Thần đối với thực lực bản thân, đặc biệt là binh tự quyết thành tựu, có tuyệt đối lòng tin. Tuy nói tiền yêu không cho, nhưng hắn lợi dụng binh tự quyết thần thông. Nhưng có thể đem hai loại bất đồng thuộc tính bí bảo, trực tiếp dung hợp một chỗ. Thiên yêu nói, người đối với người thực lực, ngược lại là có tự tin, hy vọng không phải thứ khoác lác, ta đều có điểm không nhìn thấu lá bài tẩy của ngươi.
Diệp Thần tiến bộ quá nhanh, đột phá quá mạnh, cho dù là thời khắc này Thiên Yêu, vậy sờ không trúng Diệp Thần nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Chỉ gặp ở Diệp Thần nắm trong tay hạ, bát quái bên trong lò luyện đan, Linh Khư Thiên Châu cùng Trấn Diệt Yêu Đá, dính sát chung một chỗ. Rồi sau đó, một món binh tự quyết sát khí, từ Diệp Thần trong ngón tay đánh ra, đánh vào Trấn Diệt Yêu trên đá. Bót! Vậy Trấn Diệt Yêu Đá, nhất thời nứt ra, hàng loạt yêu khí lệ khí thả ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt híp lại, thần sắc hơi có chút ngưng trọng xem chừng, khối này Trấn Diệt Yêu Đá, là Hồng Quân địa mạch kết tinh tà khí biến thành, liền ma tổ vô thiên đều mong mỏi muốn, năng lượng thực là không phải chuyện đùa. Cái này hàng loạt yêu khí thả ra ngoài, liền Diệp Thần đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Hắn có thiên yêu thân thể, huyền yêu tinh máu, vốn là đối với tầm thường yêu khí, có thể tùy tiện hấp thu, nhưng cái này Trấn Diệt Yêu Thạch yêu khí, quá mức cổ xưa mênh mông, liền hắn cũng không dám tùy tiện hấp thu. Yêu linh quy nguyên, sắc. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, đem vậy hàng loạt yêu khí, toàn bộ bơm vào đến Linh Khư Thiên Châu bên trong. Rào. Ở lớn tính yêu khí bơm vào hạ, Linh Khư Thiên Châu nhất thời toát ra ánh sáng sáng chói, tia sáng kia không ngừng lóe lên, dần dần nổi lên một cái bỏ túi động thiên thế giới. Cái thế giới này, chính là vậy Khư Uyên tiên cảnh thế giới nhỏ, có trùng trùng sơn thủy tọa lạc, tiên hà thủy khí vần quanh, khá là lộng lẫy. Hẳn không vấn đề gì. Diệp Thần thấy tiên cảnh lần nữa hiện lên, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Linh Khư Thiên Châu, đang nhanh chóng chữa trị. Thiên Châu bên trong động thiên thế giới, vốn là đã thành phế tích, nhưng hiện tại lần nữa khôi phục, đại biểu Linh Khư Thiên Châu cũng ở đây tu bổ bên trong. Ở động thiên thế giới trung ương, có một khối phủ đầy vết rách bia đá, chính là Linh Khư Thiên Châu hạch tâm, Linh Khư Đạo Thạch. Mà hiện tại, khối này Linh Khư Đạo Thạch, vết rách đang dần dần tu bổ. Diệp Thần lợi dụng binh tự quyết, đem Trấn Diệt Yêu Thạch yêu khí, bơm vào nhập Linh Khư Đạo Thạch bên trong. Yêu cùng tiên, hai người tiệm xu dung hợp. Như vậy qua được nửa tháng, dung hợp hoàn toàn hoàn thành, một viên mới tinh thiên châu, từ bát quái trong lò luyện đan bay lên. Viên này mới thiên châu, đã không có một chút vết rách, tất cả hư hại dấu vết, đều bị Diệp Thần chữa trị khỏi. Tiên linh thanh mang, yêu khí hắc phụ, lẫn nhau xen lẫn, ở trên hạt châu lẫn nhau quấn quanh, cũng cuối cùng diễn hóa ra một cái tiên cảnh thế giới. Trên thế giới ương, một khối yêu khí bia đá đứng sừng sững, ở nơi này phiến tiên cảnh thế giới, lộ vẻ được vô cùng đột ngột, tràn đầy tà lệ hơi thở. Cuối cùng thành công. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nhưng cảm thấy hạt châu bên trong, còn hàm chứa một chút đặc biệt cổ xưa khí vận, đó là vạn khư khí vận. Ngày xưa, vạn khư thần điện lợi dụng Linh Khư Thiên Châu, bồi dưỡng đệ tử chân truyền, hiện tại những cái kia chân truyền cường giả, sắp muốn từng cái hạ xuống tới đất tim vực bên trong đi. Bên trong 3 năm, sẽ có 81 đạo vạn khư chân truyền cường giả ý chí, hoàn toàn hạ xuống. Mà Linh Khư Thiên Châu, chính là những cường giả kia cửa khởi nguyên chi địa. Chấp trưởng Linh Khư Thiên Châu, liền có thể nắm trong tay vạn khư cường giả khí vận ngọn nguồn, đang chiến đấu tạo thành tuyệt đối áp chế ưu thế. Nói cách khác, Diệp Thần nếu như có thể luyện hóa Linh Khư Thiên Châu, sau này đối kháng vạn khư ý chí, liền sẽ tùy tiện rất nhiều. Nếu như Nhâm tiền bối biết, ta đã tu bổ Linh Khư Thiên Châu, hắn nhất định thật cao hứng. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, nhớ lại Nhâm Phi Phàm. Ban đầu, cho dù là Nhâm Phi Phàm, đều không có thể tìm được viên này Linh Khư Thiên Châu, bây giờ lại bị Diệp Thần tìm được, hơn nữa còn thuận lợi tu bổ. Ở bàn cờ này cục đánh cờ bên trong, Diệp Thần nhiều một lá bài tẩy, dĩ nhiên là nhiều một phần sức lực. Tôn chủ, hạt châu này. Ở một bên hộ pháp Yên Vũ Tiên Tôn, thấy viên này Linh Khư Thiên Châu, trong mắt lại đột nhiên một hồi mê ly, thân thể mềm mại run rẩy, da nổi lên một chút say lòng người đỏ ửng, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, tựa như tinh thần được nghiêm trọng ảnh hưởng. Bảy bảy, người thế nào? Diệp Thần thấy Yên Vũ Tiên Tôn dị thường, nhất thời sửng sốt một chút. Yên Vũ Tiên Tôn trong mắt đều là quyến rũ quyến luyến vẻ, tay trắng thon thon đột nhiên tháo ra quần áo. Cả người giống như nhập ma vậy, trong miệng dù gì nói, tôn chủ, ta muốn hiến thân cho ngươi. Ừ, nghe được Yên Vũ Tiên Tôn như vậy lời trực bạch, Diệp Thần người đều đần độn. Nhưng gặp Yên Vũ Tiên Tôn quần áo cởi hết, lộ ra trắng nõn tuyết non thân thể, để cho được Diệp Thần đều có điểm hô hấp dồn dập. Đúng rồi,
nàng bị Linh Khư Thiên Châu yêu khí ảnh hưởng, lại nhập ma. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, Linh Khư Thiên Châu dung hợp trấn diệt yêu thạch hậu, mang theo yêu khí sát phạt, có thể ăn mòn người tinh thần, để cho người bộc lộ ra nội tâm bí mật nhất một mặt, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Yên Vũ Tiên Tôn bộ dáng như vậy, rõ ràng cho thấy bị Linh Khư Thiên Châu ảnh hưởng. Nàng nội tâm bí mật nhất một mặt, lại là muốn hiến thân cho Diệp Thần. Diệp Thần một ngay hoảng hốt, Yên Vũ Tiên Tôn mềm nhũn thân thể, đã dựa vào tới. Bảy bảy, mau tỉnh lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, vội vàng thu hồi Linh Khư Thiên Châu, trong tay một món thiên tiên cá chép sao linh khí thả ra, bao phủ ở Yên Vũ Tiên Tôn trên người. Yên Vũ Tiên Tôn thân thể mềm mại run lên, mắt đẹp đỏ ửng rút đi, khôi phục thần thức, phát hiện mình lại cởi hết quần áo, không khỏi kinh hãi, lại là một hồi e lệ rụt rè, nói, tôn chủ, ta thế nào? Diệp Thần vội vàng phủ thêm cho nàng quần áo, nói, ngươi không có sao, tạm thời bị Linh Khư Thiên Châu mê hoặc mà thôi, lần sau cẩn thận một chút liền tốt. Yên Vũ Tiên Tôn nga một tiếng, nghĩ đến mình mới vừa thất thố, nhưng là xấu hổ được không đất dung thân, liền tìm một cái cớ, nói, tôn chủ, bên kia tựa hồ có động tĩnh, ta đi xem. Nói xong, liền bay vậy chạy tựa như. Diệp Thần dở khóc dở cười, nội tâm vừa âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra Linh Khư Thiên Châu, dung hợp trấn diệt yêu thạch hậu, quả nhiên là uy lực tăng lên gấp bội, thậm chí có thể ảnh hưởng người tinh thần, vô cùng lợi hại. Viên này Linh Khư Thiên Châu, hẳn có thể tiêu trừ ma tổ vô thiên, mang cho ta tác dụng phụ. Diệp Thần trong lòng động một cái, lần nữa sử dụng Linh Khư Thiên Châu, trôi lơ lửng ở trước người, ngồi xếp bằng xuống. Rào! Thiên Châu ánh sáng lóe lên lúc đó, một cái tiên cảnh thế giới, hiện ra. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở tiên cảnh trung ương trên đỉnh núi, phía sau là một khối yêu khí bia đá. Các loại tiên khí yêu khí, ở hắn quanh thân vần quanh, không ngừng bồi dưỡng hắn tinh thần. Dần dần, Diệp Thần cảm thấy linh đài một phiến trong sạch, các loại sợ hãi, kinh sợ, hoảng, khiếp nhược vân. Vân, nội tâm chỗ sâu nhất mặt trái tâm trạng, đều ở đây tan đi, bị một phiến mênh mông quang minh thay thế. Ma tổ vô thiên mang cho Diệp Thần tinh thần vết thương, đang nhanh chóng khép lại. Như vậy qua được 10 ngày, Diệp Thần tinh thần vết thương, hoàn toàn khép lại, sau này hắn coi như gặp lại ma tổ vô thiên, cũng sẽ không lại sợ hãi chút gì. Thậm chí, ở tinh thần vết thương khép lại sau đó, Diệp Thần cảm giác được tự thân tu vi, cũng có to lớn tiến bộ, hiện tại đã đến còn thật cảnh 6 tầng thiên điểm giới hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đột phá thăng cấp. Cái này cổ viên mãn cảm giác cường đại, để cho được Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Tính một chút thời gian, còn có mấy ngày bên ngoài Minh Công Thành ngày, kém không nhiều đến lúc rồi. Diệp Thần trong lòng động một cái, trước mắt khoảng cách bên ngoài Minh Công Thành, chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày thời gian. Cho dù là chỗ hoang đảo bên trong, Diệp Thần cũng có thể mơ hồ bắt được, ngoại giới trong không khí tràn ngập khói lửa hơi thở, đó là đại chiến tướng dậy dấu hiệu. Yên Vũ Tiên Tôn đi tới Diệp Thần bên người, hòn đảo bên kia kiếm vô danh, vậy rất ăn ý, đi tới Diệp Thần bên người. Đi qua gần một tháng nghỉ ngơi, kiếm vô danh trạng thái hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp, cả người đúng như một cái ra khỏi vỏ thiên kiếm, vô cùng ác liệt. Diệp đại nhân, chúng ta phải lên đường sao? Kiếm vô danh chắp tay hỏi. Ừ, đi thôi, cũng nên đến thanh toán hết thảy thời điểm. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại rút ra hoang ma thiên kiếm, đưa cho kiếm vô danh, nói. Thanh kiếm này, ta cho ngươi mượn, ngươi thật tốt cầm. Kiếm vô danh cũng không tiếp, lắc đầu một cái, nói không, Diệp đại nhân, đây là kiếm ngươi, ta không cần người ngoài kiếm. Diệp Thần cười nói, ngươi ngược lại là quật cường. Kiếm vô danh im lặng không nói, vẻ mặt như kiếm đạo của hắn vậy lạnh lùng. Thôi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần vậy không bắt buộc, lập tức liền dẫn Yên Vũ Tiên Tôn, đi cổ U Hải Thành bay đi. Kiếm vô danh yên lặng đi theo phía sau hai người. Lần này đi cổ U Hải Thành, Diệp Thần mục đích chủ yếu, phải đi cổ U Minh Tù, cứu ra tiểu hoàng đồng loại, như vậy mới có thể làm rõ tiểu hoàng thân phận chân thật. Cổ U Hải Thành bị tiểu cửu đỉnh trận bao trùm, khó mà tiến vào, nhưng cái này lần bên ngoài Minh Công Thành, nhưng là tuyệt hảo cơ hội, có lẽ có thể đục nước béo cò. Ba người một đường phi hành, không cần thiết đã lâu, liền tới đến cổ U Hải Thành bên ngoài. Nhưng gặp cổ U Hải Thành bầu trời, lơ lửng 9 tòa đỉnh lớn, mỗi một tòa đỉnh lớn,
cũng giống như Thái Dương vậy huy hoàng, thụy khí lao nhanh, sáng chói lóa mắt, cửu đỉnh chấn thiên, vô cùng nguy nga. Diệp Thần ánh mắt híp lại, chính là một tòa tiểu cửu đỉnh trận, cửu đỉnh phù không khí tượng, lại có thể vậy như vậy bàng bạc, như là chân chánh cửu đỉnh đại trận, không biết sẽ có bao nhiêu huy hoàng. Toàn bộ cổ U Hải Thành, nước biển đã hoàn toàn lui đi, hạ một nửa thành chỉ vậy toàn bộ hiển lộ ra. Hiển nhiên, vì đối kháng bên ngoài Minh Công Thành, An Thiết Tâm cũng là chuẩn bị toàn lực tác chiến. Giờ phút này, công thành chiến còn chưa bắt đầu, nhưng ở cổ U Hải Thành bên ngoài, đầy trời lần biển, toàn bộ là từng chiếc lâu thuyền chiến hạm. Mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền, dây xích hoành biển, lẫn nhau tới giữa dùng xích sắt chuỗi liền trước, vạn thuyền nối thành một thể, một khối thiết bản, khí cơ tương liên, giống như một cái trận pháp vậy, vô cùng nguy nga. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền, ít nhất có 100 cái võ giả, phi kiên cầm sắc bén trưng bày, xúc thế đãi phát. Toàn bộ chiến trận cộng lại, đó chính là mấy triệu người, chi chít vây khốn trước cổ U Hải Thành, đơn giản là khủng bố. Đây chính là bên ngoài minh thế lực sao? Diệp Thần thấy vậy mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền, nối thành một mảnh cảnh tượng nguy nga, không khỏi khen ngợi. Hắc ám cấm hải chỗ này, quả nhiên mênh mông, đơn giản một cái bên ngoài biển, tiểu thế ra tới giữa liên minh, lại có thể cũng có như vậy khí tượng. Nếu như là bên trong biển thế giới, trong truyền thuyết cựu Nhật Minh, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nghịch thiên. Mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền vi thành, đội hình nguyên nghiêm túc, không có một chút tiếng người phát ra, toàn trường tĩnh mịch một phiến, chỉ có nước biển sôi trào, tiếng gió gào thét, bộ binh tuần tra tiếng bước chân, trừ cái này ra, thanh âm gì cũng không có, bầu không khí vô cùng kiềm chế, mưa núi sắp tới. Diệp Thần, Kiếm Vô Danh, Yên Vũ Tiên Tôn ba người, che giấu ở trên trời một đoàn khói mù bên trong, cũng không có bại lộ. Đám khói mù này, dĩ nhiên là Yên Vũ Tiên Tôn thần thông hiển hóa, nàng tinh thông mưa bụi phúc thiên sương mù cùng mưa bụi huyễn mộng thuật, che giấu thủ đoạn cao minh vô cùng, không có bị người bất kỳ phát hiện. Thật là nguy nga tình cảnh. Yên Vũ Tiên Tôn nhìn phía dưới chiến thuyền hoành biển cảnh tượng, cũng là một hồi khen ngợi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, quét nhìn toàn trường. Trước mắt công thành chiến còn chưa bắt đầu, bên ngoài minh hạm đội chỉ là vi thành, không hề tấn công. Lớn như vậy chiến, đặc biệt chú trọng khí vận, thiên thời ngày tốt vô cùng trọng yếu, giờ chưa tới, tự nhiên sẽ không khinh động. Mà cổ U Hải Thành bên này, rất nhiều vệ binh trưng bày ở trên đầu tường, dựa lưng vào cửu đỉnh, bày trận mà đợi. Hai bên xúc thế đãi phát, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Như vậy qua mấy ngày, bên ngoài minh thuyền trận bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi lanh lảnh tiếng kèn lệnh, vang tận mây xanh. Cái này tiếng kèn lệnh, chính là tấn công bắt đầu tín hiệu. Chu Diệt An Thiết Tâm, bảo vệ bên ngoài biển chánh đạo, ngay tại hôm nay. Một tiếng kêu gào nổ vang, toàn bộ hạm đội đều sôi trào. Rồi sau đó, mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền, điên cuồng chạy nhanh đến cổ U Hải Thành dưới thành, hạm thuyền thượng hỏa pháo đủ oanh, tấn công tường thành. Rất nhiều võ giả như con kiến vậy, hướng đầu tường chen chúc leo đi. Công thành chiến bắt đầu. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn đang đợi, rốt cục thì đến khi chiến loạn bắt đầu. Nhưng gặp cổ U Hải Thành thủ thành vệ binh, không ngừng bắn tên phóng hỏa, đem bỏ hướng đầu tường bên ngoài minh võ giả đánh rơi. Mà bên ngoài minh hạm đội pháo binh, công kích ở trên tường thành, lại bị một hồi đặc thù cấm chế ngăn lại. Vậy cấm chế, dĩ nhiên là tiểu cửu đỉnh trận bảo vệ cấm chế. Theo khói lửa cuộc chiến nảy lên, trên trời cửu đỉnh ánh sáng bùng nổ đến mức tận cùng, vô cùng chói lọi đáp xuống, giống như ban phúc vậy, bảo vệ cổ U Hải Thành thành trì. Nhưng công thành người, thực ra quá nhiều. Rất nhiều bên ngoài minh võ giả, không sợ chết, cứng rắn là chĩa vào cửu đỉnh cấm chế, dùng mạng người máu tươi bổ sung ra một con đường, rất miễn cưỡng vò tới trên đầu tường. Cổ U Hải Thành lính phòng giữ, liều chết ngăn cản, hai bên đánh sáp lá cà, chém giết thật là thảm thiết. Một đám gà vườn chó đất, bằng các ngươi cũng muốn công phá ta cổ U Hải Thành. Buồn cười. Vừa lúc đó, một đạo nghiêm khắc chợt quát tiếng vang lên. Nhưng hôm nay không bên trong, một đạo cẩm bào thanh niên bóng người xuất hiện, chính là thành chủ An Thiết Tâm. An Thiết Tâm hạ xuống ở cửu đỉnh trận pháp trung ương, cửu đỉnh vây quanh hắn chuyển động, tiên hà bung ra. Vô cùng nguy nga. Nhưng Diệp Thần nhìn kỹ lại, nhưng gặp An Thiết Tâm gương mặt, mang một chút âm trầm tử khí, tựa như người đem giống như chết, điềm xấu đặc biệt kịch liệt.
ở An Thiết Tâm giữa eo, treo một khối ngọc phù, chính là duy trì tiểu cửu đỉnh trận ngọc phù, hàm chứa vạn khư quy luật uy áp. Giờ phút này, vậy ngọc phù lục quang lóe lên, ánh sáng vô cùng không ổn định, các loại quy luật năng lượng, tựa như tùy thời muốn nổ vậy. Cái này cổ không ổn định hơi thở, cũng để cho được An Thiết Tâm bản thân hình dáng, nhìn giống như là một đầu tùy thời muốn bùng nổ mãnh thú vậy, dị thường dữ tợn. Ha ha, cái này An Thiết Tâm, cưỡng ép suy trì cửu đỉnh trận pháp, cắn trả nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện chết tướng mạo, hắn không nhịn được bao lâu. Kiếm Vô Danh thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, vậy nhìn thấu An Thiết Tâm yếu ớt. Cái này cửu đỉnh trận pháp, quy luật năng lượng đến từ vạn khư, An Thiết Tâm đã phản bội, vẫn còn muốn mở trận pháp, tự nhiên cắn trả nghiêm trọng. Bầu trời long hồn, lên. Nhưng gặp tận trên trời, An Thiết Tâm không để ý tự thân tình trạng, cưỡng ép gọi ra thiên không chi vương thần hồn, một đoàn long ảnh ánh sáng nổi lên, bầy kim quang sáng chói. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, một màn kinh người xuất hiện, cổ U Hải thành lính phòng giữ cửa, ở trên trời long hồn ra chỉ xuống, người người gân cốt nổ tung, lực lượng tăng vọt, thậm chí có những người này, còn hiển hóa ra long tướng, sinh ra sừng rồng long chảo, vô cùng kỳ dị. Hống, từng cơn tiếng rồng ngâm vang lên, lấy được bầu trời long hồn ra trì, cổ U Hải thành lính phòng giữ cửa, liền bắt đầu điên cuồng phản kích. Bên ngoài Minh võ giả, nhất thời bị giết được máu chảy thành sông, thật may bên ngoài Minh người nhiều, ngược lại cũng không tới xa sút. Hai bên chém giết càng ngày càng thảm thiết, mùi máu tanh tràn ngập ngàn dặm, nước biển chung quanh đều bị nhiễm đỏ. Tốt cơ hội, chúng ta chui vào. Diệp Thần quét nhìn toàn trường, hôm nay chém giết chính là thảm thiết. An Thiết Tâm lại phải trấn giữ chiến trường, căn bản không người chú ý tới bọn họ, chính là lặn vào trong thành, đi cổ U Minh tù, cứu tiểu hoàng đồng loại lớn thời cơ tốt. Lập tức Diệp Thần hướng Yên Vũ Tiên Tôn tỏ ý, Yên Vũ Tiên Tôn lập tức thi triển khói mù thần thông, che lại ba người bóng người, bay vào cổ U Hải thành bên trong. Trong chiến loạn hai bên, thấy có một đoàn khói mù, đột ngột bay vào bên trong thành, đều cảm thấy kỳ quái, nhưng đại chiến ngay đầu, ai cũng không cách nào thoát thân. Tự nhiên không rảnh chiếu cố đến. Diệp Thần ba người thuận lợi lẻn vào bên trong thành, đáp xuống. Suy, một đạo ma quang, từ Diệp Thần trong cơ thể bắn ra, nhưng là tiểu hoàng bóng người, hắn ngửi được khí tức của đồng loại, không kịp chờ đợi dọn ra nhảy ra. Chủ nhân, ta đồng loại ở bên này. Tiểu hoàng nhìn về một phương hướng, hơi có chút kích động cùng khẩn trương nói. Ừ, chúng ta lại xem. Diệp Thần gật đầu một cái. Tiểu hoàng ở phía trước chạy như bay, Diệp Thần ba người liền đi theo hắn phía sau, nhanh chóng đi vậy tống giam chi địa chạy đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần các người cũng gặp phải không thiếu cổ U Hải thành tuần tra người, Kiếm Vô Danh trực tiếp ra tay, đem người toàn bộ giết sạch, thủ đoạn ác liệt, một đường phá giết, đám người rất nhanh đi tới cổ U Hải thành nơi hạch tâm. Cổ U Minh Tù. Trước mắt, là một nơi vách núi núi cao chót vót, vách núi bị đào rỗng, xây dựng thành phòng giam. Có từng cơn tiếng thú gào, từ trong phòng giam truyền ra, lạnh lẽo nhân tâm tỳ. Mà ở cổ U Minh tù bên ngoài, có mấy cái ông già ở trấn thủ, thấy Diệp Thần cùng người đến gần, lập tức cảnh giác, quát lên, đứng lại, người nào. Diệp Thần còn không có động thủ, Kiếm Vô Danh rút ra xương thú kiếm, kiếm quang vừa chuyển, như nhanh như tia chớp mau lẹ, đem vậy mấy cái ông lão đầu, toàn bộ bổ xuống. Người sát khí vậy quá nặng, không sợ xâm nhập phạt tự thân sao. Diệp Thần nhìn Kiếm Vô Danh nói. Kiếm Vô Danh nói, lấy giết chứng đạo, sợ gì xâm nhập phạt. Diệp Thần nghe được lấy giết chứng đạo bốn chữ, ánh mắt nhỏ tránh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiểu Hoàng kêu lên, chủ nhân, ta đồng loại ở bên trong. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, ừ một tiếng, nói chúng ta đi vào xem. Lập tức Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng, Kiếm Vô Danh, Yên Vũ Tiên Tôn các người, bước vào cổ U Minh tù bên trong. Nhưng gặp chỗ tòa này phòng giam, vô cùng hắc ám, tràn ngập tanh hôi hơi thở, tất cả cổ xưa thần thú, bị tống giam ở từng phòng bên trong phòng giam. Những thần thú này, có bữa sừng chim, ác ma viên, một sừng quỳ ngưu, cửu u hống, thái cổ vàng chim, bất tử phượng hoàng vân. Vân, đều là cổ xưa dị chủng, huyết mạch bất phàm. Mà giờ khắc này, cái này rất nhiều thần thú, cũng bị tống giam ở từng phòng nhỏ hẹp trong phòng giam, chúng trên người có vết thương. Rõ ràng gặp cổ U Hải thành nghiêm hình ép tìm.
Cổ U Hải Thành chăn nuôi những thần thú này, cách mỗi một đoạn thời gian, liền lấy máu một lần, đem thần thú máu tươi, buôn bán đến ngoại giới, kiếm lấy lời, duy trì an thiết tâm phú quý sinh hoạt. Ngày xưa Vũ Hoàng Cổ Đế, chăn nuôi thần thú, là vì đối kháng ma tổ vô thiên, nhưng hôm nay, an thiết tâm chăn nuôi thần thú, chỉ là vì lấy máu buôn lợi thôi. Cách cục này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nếu như bị Vũ Hoàng Cổ Đế biết, mình ngày xưa bố trí, lại có thể biến thành như vậy, chỉ sợ ở tức hộc máu. Tiểu Hoàng, người đồng loại ở nơi nào? Diệp Thần vẫn nhìn bốn phía, hỏi nói. Chỗ tòa này cổ U Minh Tù, cấu tạo khá là đặc thù nguy nga, phòng giam là xây dựng ở vách núi bên trong, một tầng lại một tầng, từ lòng đất mấy lần, thẳng đến đỉnh núi, chỉ sợ mới có thể có mấy chục tầng nhiều, nơi tống giam thần thú, số lượng thực không thiếu, hơi thở phức tạp. Diệp Thần nhìn một cái, vậy không tìm được Tiểu Hoàng đồng loại. Chủ nhân, ở nơi đó. Tiểu Hoàng ánh mắt nhìn về một nơi vách núi, lộ vẻ kích động cùng tức giận. Diệp Thần dọc theo Tiểu Hoàng ánh mắt nhìn, nhưng gặp núi kia vách đá bị đào tạc ra một gian phòng giam, trong phòng giam nhốt một đầu sư ma hung thú. Vậy sư ma hung thú, bề ngoài cùng Tiểu Hoàng rất là tương tự, nhưng con ngươi là hạt hoàng ánh mắt, cùng một vậy sư tử ánh mắt, không việc gì khác biệt, không giống Tiểu Hoàng như vậy, có đỏ xanh âm dương dị tướng. Vậy sư ma hung thú, rũ thấp đầu, hơi thở chán trường. Trên thân thể có một từng đạo vết đao, mới tổn thương vết thương cũ, từng cái vết sẹo chồng chung một chỗ, nhìn thấy mà đau lòng, rõ ràng cũng bị cổ U Hải Thành chèn ép lấy máu, tình huống vô cùng thê thảm. Yên Vũ Tiên Tôn thấy vậy sư ma hung thú cảnh tượng thê thảm, cũng là không đành lòng. Kiếm Vô Danh thì yên lặng ôm kiếm đứng, vẻ mặt lạnh lùng, không gặp chút nào chập chờn. Chủ nhân, chúng ta đi trước cứu nó đi ra. Tiểu Hoàng vành mắt hết sức nứt ra. Nội tâm tức giận cổ U Hải Thành tàn bạo, hiện tại chỉ muốn cứu người. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng cứu, chợt nghe núi tù bên trong, hô hô vang dội, có từng cơn yêu phong nổi lên. Sau đó, một đoàn đoàn yêu sương mù, từ lòng đất bên trong toát ra. Yêu phong cùng yêu sương mù, lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cái trận pháp, hoàn toàn đem Diệp Thần các người bao phủ ở. Đây là cái gì? Yên Vũ Tiên Tôn kinh hãi. Vội vàng dựa vào đến Diệp Thần bên người. Kiếm Vô Danh cảm thấy được dị biến, vậy cầm kiếm nơi tay, ngưng thần phòng bị. Nhưng gặp một lần màu đen phiên kỳ, từ yêu sương mù bên trong nổi lên, vậy phiên kỳ thêu các loại yêu ma dị tượng, núi thây biển máu, vô cùng quỷ dị, mà phiên kỳ cột cờ, nhưng là xương trắng đúc thành, sát khí dày đặc. Hồng Quân thất bảo, ly cốt yêu phiên. Diệp Thần thấy cái này phiên kỳ hình dáng, nhất thời con ngươi co rúm một cái. Bắt được đáng sợ thiên cơ. Cái này phiên kỳ, lại là một kiện chí bảo, 33 thiên thái thượng thần khí một trong, Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo pháp bảo, đại biểu yêu khí ly cốt yêu phiên. Hống! Một hồi trầm thấp tiếng rồng ngâm, từ phiên kỳ truyền lên ra. Sau đó, liền gặp một cái màu đen ly long hư ảnh, hiện ra, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần các người, thân thể mãnh liệt động một cái, mang vô cùng yêu khí, hướng Diệp Thần các người đạp chết đi. Cổ Vân có ly, ly là long một loại. Cái này ly cốt yêu phiên, chính là dùng cổ xưa ly long hài cốt, đúc thành pháp bảo, phiên cần là ly cốt chế tạo mà thành, phiên vải chính là dùng ly long gân rồng, lông, da lân vân. Vân, nhào nát sau bện thành. Cái này ly cốt yêu phiên một hiển hóa đi ra, nhất thời làm được Diệp Thần các người nghẹt thở, áp lực lớn vô cùng. Thập phương vẫn thần kiếm, phá. Kiếm Vô Danh dẫn đầu xuất thủ, cốt kiếm vung chém. Chém về phía vậy đối diện đạp chết mà đến ly long hư ảnh. Phốc xích. Chém xuống một kiếm, vậy ly long bị chém đứt. Nhưng, ly cốt yêu phiền ánh sáng động một cái, vô cùng yêu khí bộc phát ra, lại đem ly long thân thể tu bổ. Ly long lần nữa gầm thét giết ra, sức sống tựa như vô tận vậy, cắn một cái hướng Kiếm Vô Danh đầu. Kiếm Vô Danh hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau. Ly long thân thể ngăn lại. Lại đột nhiên hướng Yên Vũ Tiên Tôn đạp chết đi. Yên Vũ Tiên Tôn ai yêu một tiếng thét kinh hãi, ở đó ly cốt yêu phiên hơi thở dưới áp chế, lại không cách nào ra tay. Chú ý! Diệp Thần rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, như tấm thuẫn vậy, chắn Yên Vũ Tiên Tôn trước mặt, hung hăng một ô, đem vậy ly long chấn động lui ra. Tiểu Hoàng dựa vào đến Diệp Thần bên người, nhìn chung quanh bao phủ yêu khí, nói chủ nhân, chúng ta tựa hổ trúng kế. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống,
nói, không nghĩ tới vậy An Thiết Tâm, lại có thể ở chỗ này bày mai phục. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần gọi ra Hoàng Tuyền Đồ, hình thành một tầng suối vàng sông cấm chế, tướng kiếm vô danh, Yên Vũ Tiên Tôn, Tiểu Hoàng các người bảo vệ được, khỏi bị Ly Long cùng yêu khí xâm nhập phạt. Vậy Ly Long gầm thét liền liền, nhưng tạm thời tới giữa, cũng không cách nào xông phá Hoàng Tuyền Đồ phòng ngự. Kiếm vô danh ngưng mắt nhìn chung quanh yêu khí, nói cái này tựa hồ là một cái trận pháp. Diệp đại nhân, người tinh thông trận tự quyết, nhưng có phương pháp phá trận. Bốn phía yêu khí, hội tụ thành trận pháp, đem đám người bao phủ ở. Mà trận pháp này hạch tâm, chính là ly cốt yêu phiên. Hiển nhiên, An Thiết Tâm lợi dụng ly cốt yêu phiên, ở chỗ này bày mai phục, nếu như có kẻ địch xông tới, cũng sẽ bị ly cốt yêu trận khó khăn. Hắn tựa hồ dự liệu được Diệp Thần đám người đến, cho nên nói trước bố cục. Diệp Thần thấy rõ bốn phía, rất nhanh thăm dò cái này yêu trận lai lịch, sắc mặt nhất thời hơi đổi, nói, trận pháp này, không đơn giản, phá là có thể phá, nhưng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Kiếm vô danh nói, có hậu quả gì không? Diệp Thần nói, An Thiết Tâm cố ý bố trí, nếu như có người cưỡng ép phá trận, ly cốt yêu phiên liền sẽ tự bạo, cùng phá trận người lấy mạng đổi mạng. Kiếm vô danh con người có giúp một cái, nói tự bạo. Diệp Thần nói, không sai. Ha ha, cái này An Thiết Tâm, ta đây là đánh giá thấp hắn quyết tâm, hắn lại có thể bỏ được hy sinh ly cốt yêu phiên, cũng phải lưu lại chúng ta. Diệp Thần thấy rất rõ ràng, một khi cưỡng ép phá trận, tất nhiên đưa tới ly cốt yêu phiên tự bạo. Nếu như ly cốt yêu phiên tự bạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, coi như Diệp Thần có thể may mắn chạy khỏi, nhưng Yên Vũ Tiên Tôn, Tiểu Hoàng, Kiếm Vô Danh các người, nhưng chưa chắc có thể còn sống sót. Kiếm Vô Danh nói, cái này ly cốt yêu phiên, cuối cùng chỉ là một khối mảnh vỡ, nếu như hy sinh một khối mảnh vỡ, có thể lưu lại chúng ta, vậy An Thiết Tâm là được lợi lật. Nếu như hoàn chỉnh ly cốt yêu phiên, giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng Diệp Thần các người trước mắt, thật ra thì chỉ là một khối pháp bảo mảnh vỡ biến thành, cũng không phải là bản thể. Đơn thuần một khối mảnh vỡ, nếu như có thể lưu lại Diệp Thần các người, đó không thể nghi ngờ là đặc biệt tính toán. Yên Vũ Tiên Tôn nói, một khối pháp bảo mảnh vỡ, có lợi hại như vậy sao? Diệp Thần nói, đây là Hồng Quân lão tổ pháp bảo, dĩ nhiên lợi hại. 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, cường đại nhất, chính là Hồng Quân lão tổ chế tạo 7 kiện pháp bảo. Xem thập phương kiếm tâm, chính là Hồng Quân thất bảo một trong, ban đầu hiến tế thời điểm, thậm chí ban đầu vạn khư vũ hoàng chu thần kiếm, có thể gặp Hồng Quân pháp bảo có lợi hại dường nào. Mà ly cốt yêu phiên, chính là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo pháp bảo, uy năng tự nhiên không phải chuyện đùa, cho dù chỉ là một khối mảnh vỡ, một khi tự bảo, cũng không phải Yên Vũ Tiên Tôn các người có thể chịu đựng. Diệp Thần võ đạo nội tình thâm hậu, có thể miễn cưỡng chịu đựng ở, nhưng hắn tổng không thể nhìn Yên Vũ Tiên Tôn, Kiếm Vô Danh, Tiểu Hoàng các người chết. Tiểu Hoàng ánh mắt trầm xuống, nói chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thần khẽ cau mày. Nói, cho ta suy nghĩ một chút. Cưỡng ép phá trận mà nói, dám chắc được không thông, chỉ có thể dùng biện pháp khác giải quyết, nhưng muốn dùng biện pháp gì, Diệp Thần tạm thời tới giữa, vậy không nghĩ ra được. Nếu như thời gian trì hoãn nữa, cùng bên ngoài chiến sự ổn định lại, An Thiết Tâm đánh trở lại, vậy thì phiền toái. Lần trước Diệp Thần tạm thời may mắn, chế trụ An Thiết Tâm, để cho hắn không có dùng pháp bảo cơ hội. Nhưng hiện tại, An Thiết Tâm đã sử dụng ly cốt yêu phiên, có pháp bảo này gia trì, lại phối hợp cửu đỉnh trận pháp, thiên không thần hồn, hắn cơ hồ là vô địch, Diệp Thần phần thắng đặc biệt thấp. Nếu như không nhanh chóng phá trận đi ra ngoài, vậy ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Đang trù trừ tới giữa, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, nhưng gặp một cái lão ngư dân, mang nón lá, sau lưng vác giỏ cá, chậm rãi đi vào. Diệp Thần vừa nhìn thấy cái này lão ngư dân, nhất thời cả kinh. Hắn một người trước lẻn vào cổ U Hải Thành, muốn cứu vãn Kiếm Vô Danh thời điểm, liền gặp được cái này lão ngư dân, đối phương còn kêu hắn rời đi, không nên mạo hiểm. Ha ha, họ Diệp tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có bị kẹt cư trú một ngày. Lão ngư dân một tiếng cười khẽ, nói. Diệp Thần nghe được hắn thanh âm, như cũ cảm thấy vô cùng quen thuộc, trước kia nhất định là nghe qua. Kiếm Vô Danh nắm chuôi kiếm, hướng lão ngư dân nói, ngươi là người nào? Lão kia ngư dân ha ha cười một tiếng, nói ta à?
một cái sớm đáng chết lão đầu tử thôi. Dứt lời, lão ngư dân chậm rãi tháo xuống nón lá, lộ ra một tấm dãi gió rầm xương, gò má hiện đầy nếp nhăn. Tờ này già nua mặt người, Diệp Thần chỉ cảm thấy đặc biệt xa lạ, nhưng lại hết sức quen thuộc. Lão ngư dân trong hốc mắt ẩn hàm nước mắt, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi nhận được ta sao? Diệp Thần nghe được hắn câu hỏi, đầu ầm một tiếng, nhớ lại kiếp trước câu chuyện, bật thốt lên, ngươi là trời nhân ma thần. Kiếp trước luân hồi chi chủ, dưới quyền có 6 người làm, được gọi là luân hồi 6 ma thần. Cái này luân hồi 6 ma thần, mỗi một người cũng thừa kế một phần luân hồi phép tắc năng lượng, chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bên trong, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sanh đạo, nhân đạo, tu la đạo quy luật, Diệp Thần đều đã lần nữa thu hồi gom đủ, chỉ kém cuối cùng một phần thiên nhân đạo quy luật, chậm chạp không có thể nắm trong tay. Mà thiên nhân ma thần, hắn vậy vẫn không có gặp qua. Nhưng giờ phút này, thấy cái này lão ngư dân, Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh, lúc đầu người này chính là trời nhân ma thần. Khó trách, người thanh âm sẽ làm ta như vậy quen thuộc. Diệp Thần rung động không dứt, hắn có như thế cảm giác quen thuộc, nguyên lai là bởi vì, thanh âm này, hắn ở kiếp trước nghe qua. Kiếm vô danh, Yên Vũ Tiên Tôn, Tiểu Hoàng các người, tự nhiên biết luân hồi 6 ma thần truyền thuyết, giờ phút này thấy thiên nhân ma thần xuất hiện, mọi người đều là rung động. Ở lục đạo luân hồi bên trong, thiên nhân đạo lợi hại nhất, thiên nhân, chính là trời thần ý, là chỉ thái thượng chư thần, chân chính thượng vị giả. Luân hồi đạo pháp bao trùm chư thiên, một khi Diệp Thần nắm trong tay 6 nói, liền thái thượng chư thần sống chết, đều có thể định đoạt. Có thể tưởng tượng được, luân hồi đạo pháp có kinh khủng dường nào, đủ để nắm trong tay thượng vị giả sinh tử đạo pháp, chỉ là 6 đạo ở giữa một đạo. Vũ Hoàng cổ đế liều mạng vậy muốn giết Diệp Thần. Chính là biết luân hồi huyết mạch thật đáng sợ, một khi lớn lên, đó chính là vượt qua Hồng Quân truyền thuyết tồn tại, đủ để tham phá không không, nắm trong tay hết thảy. Thiên nhân ma thần lộ ra một chút tang thương nụ cười, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, thật ra thì ta thật là tò mò ngươi thân phận. Diệp Thần sững sờ một chút, nói ta còn có thể là ai, dĩ nhiên là luân hồi chi chủ. Ngày xưa tu la ma thần, ác quỷ ma thần, ngũ hành ma thần các người. Thấy Diệp Thần sau đó, đều là vô cùng cung kính hoài niệm, nhưng cái này cái trời nhân ma thần, thái độ nhưng ra Diệp Thần ý liệu, đối phương không gọi hát tôn chủ, thậm chí lại có thể kêu hắn tiểu tử. Thiên nhân ma thần nói, không, ngươi không phải luân hồi chi chủ, ta chủ nhân, sớm ở chục nghìn năm trước liền chết. Diệp Thần nói, kiếp trước luân hồi chi chủ, mặc dù chết đi, nhưng chính là mình tự tay bố trí, ngươi hẳn biết, hắn chuyển sanh thành ta chính là luân hồi chi chủ. Thiên nhân ma thần nói, không phải, ngươi và luân hồi chi chủ, cuối cùng là có khác biệt, các ngươi là hai người, ngươi có ngươi tư tưởng, ngươi tính cách cũng cùng luân hồi chi chủ không cùng, chính xác mà nói, ngươi hẳn là luân hồi huyết mạch người thừa kế, không phải ta chủ nhân. Nghe vậy, Diệp Thần ngây dại, hắn thật ra thì cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, một mực coi mình chính là luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, cũng là như thế cho rằng. Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ chính là Diệp Thần, chỉ là kiếp này kiếp trước không cùng, nhưng nhân quả là tương thông. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ dĩ nhiên chính là luân hồi chi chủ, thiên nhân ma thần, người la lý giải dòng tranh luận những thứ này, thì có ích lợi gì? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Thiên nhân ma thần nói, cái vấn đề này, liên quan đến luân hồi căn bản, không thể không xem kỹ. Hắn ngắm nhìn Diệp Thần. Nói, thằng nhóc, ngươi là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là ngươi, cái vấn đề này, ngươi hiểu không? Diệp Thần mờ mịt nói, ta không hiểu. Dừng một chút, Diệp Thần ánh mắt lại lăng lệ, nói, nhưng ta biết, cái này nhất thế, ta có ta võ đạo, sẽ không bị kiếp trước nhân quả liên lụy. Thiên nhân ma thần nghe được lời này, như có điều suy nghĩ, sau đó than thở một tiếng, nói thôi, cái vấn đề này, thật ra thì ta cũng không biết câu trả lời, nhưng có thể khẳng định. Ngươi chính là luân hồi người thừa kế, ta có ít thứ muốn còn đưa ngươi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói thứ gì? Thiên nhân ma thần nói, kiếp trước ta chủ nhân, giao phó cho ta luân hồi phép tắc lực lượng, hôm nay ngươi thừa kế luân hồi, ta cũng nên còn đưa ngươi, còn có âm dương thần điện trưởng giáo bảo vật. Diệp Thần cả kinh nói, âm dương thần điện, tiền bối, ngươi cùng âm dương thần điện cũng có quan sao? Âm dương thần điện. Là luân hồi chi chủ một vòng bố trí,
mà luân hồi sáu ma thần, bởi vì kiếp trước thanh danh quá lộ vẻ, mũi nhọn quá lộ, vì bảo thủ khởi kiến, bọn họ đã bị luân hồi chi chủ bỏ qua. Nói cách khác, từ luân hồi chi chủ chết sau đó, sáu đại ma thần khí vận sẽ chấm dứt, bọn họ nhất định phải thối lui ra ván cờ, đi về sau bay xuống cả đời, đây là đi theo luân hồi giá phải trả. Luân hồi chi chủ có rất nhiều người theo đuổi, không phải mỗi cái người theo đuổi, cũng có thể chết hiên lành, bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, hy sinh ở khó tránh khỏi. Diệp thần trước mặt đã gặp ác quỷ ma thần, tu la ma thần, ngũ hành ma thần các người, đều đã toàn bộ chết, không có một cái có thể còn sống sót. Sáu đại ma thần là vứt đi, Diệp thần lại không nghĩ rằng, cái này thiên nhân ma thần, lại có thể sẽ cùng âm dương thần điện có liên quan, hắn hẳn không tư cách lại tham dự ván cờ mới đúng. Thiên nhân ma thần nói, âm dương thần điện tầng thứ hai đạo tràng, rời rời đến hắc ám cấm hải, bọn họ thiếu một vị lãnh tụ, liền đề cử ta vi tôn, hy vọng có thể dựa vào ta luân hồi quy luật lực lượng, chấn thủ trụ khí vận, thoát khỏi tai ách, à, nhưng ta là một viên vứt đi, lại làm sao có thể thống lĩnh bọn họ đâu. Nói xong, thiên nhân ma thần móc ra một quả phong cách cổ xưa chỉ vòng, ném cho Diệp thần. Chỉ vòng vượt qua yêu khí sương mù dày đặc, rơi vào Diệp thần trước người. Diệp thần khoanh tay tiếp lấy, nhưng gặp cái này chỉ vòng đen nhánh cổ sơ, là dùng cổ xưa hắc thiết đúc thành. Vù vù. Khi thấy cái này chỉ vòng ngay tức thì, Diệp thần đầu ông ông tác hưởng, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, vậy nghĩ tới. Ở kiếp trước, luân hồi chi chủ khai sáng âm dương thần điện. Trong đó, đệ nhị trọng âm dương thần điện, thế lực cường hãn, vì chấn thủ khí vận, luân hồi chi chủ đặc biệt thiết lập trưởng giáo một chức. Trưởng giáo phụ trách quản lý âm dương thần điện công việc, địa vị vô cùng trọng yếu, mà hiện tại, thiên nhân ma thần viên này vứt đi, lại có thể thành trưởng giáo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần nói, lúc đầu âm dương thần điện trưởng giáo đâu? Thiên nhân ma thần nói, năm đó âm dương thần điện tầng thứ hai, tổng đàn lúc đầu ở âm đất nguyên, nhưng sau đó bị Hồng Thiên Kinh phá hủy, trưởng giáo vậy bị đả thương mất tích, rơi xuống không rõ, sau đó âm dương thần điện còn sót lại. Rời đến hắc ám cấm hải, hoang mang không thể cả ngày, cuối cùng lại có thể mời ta làm lãnh tụ, thật là trượt thiên hạ lớn kê. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, xem ra âm dương thần điện tầng thứ hai, ngày thật không tốt qua. Yên Vũ Tiên Tôn cũng là ngưng trọng, nàng còn muốn tìm tầng thứ hai tổng đàn tới, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ liền âm dương thần điện tầng thứ hai, cũng là tự thân khó bảo toàn. Diệp thần trong tay màu đen chỉ vòng, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có ý nghĩa trọng đại, chính là âm dương thần điện đệ nhị trọng trưởng giáo tín vật. Thiên nhân ma thần có thể móc ra cái này cái chỉ vòng, đủ để chứng minh hắn không có nói láo. Tiền bối, âm dương thần điện đệ nhị trọng tổng đàn, trước mắt ở nơi nào? Là bên ngoài biển vẫn là bên trong biển? Diệp thần nắm chỉ vòng, hỏi. Thiên nhân ma thần lắc đầu một cái, nói, không muốn ta nói cho ngươi, chính ngươi đi tìm, đây cũng là một tràng chui luyện. Diệp thần thở dài một tiếng, nói, được rồi. Thiên nhân ma thần ừ một tiếng, nói thằng nhóc, thuộc về ngươi luân hồi quy luật, ta cũng nên cho ngươi, chúc ngươi sau này võ vận xương long, ta viên này vứt đi, thật ra thì sớm chết rồi, chống đỡ đến ngày hôm nay, cuối cùng là giải thoát. Dứt lời, thiên nhân ma thần khẽ mỉm cười, trên người có tia máu nổi lên. Vậy từng luồng tia máu, là hắn quy luật máu tươi biến thành, giờ phút này toàn bộ hướng Diệp thần bơm vào đi. Giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Oanh! Diệp thần đầu óc nhất thời chấn động, sau lưng có một đạo luân hồi chi bàn hư ảnh, tự động hiện ra. Mà ở đó luân hồi chi bàn trên, cuối cùng một đạo quy luật, thuộc về thiên nhân đạo quy luật tinh vị, rốt cuộc toát ra sáng chói nhất thần quang. Sáu đạo pháp thì, đến chỗ này viên mãn. Ùm ùm! Diệp thần trong cơ thể, tiếng sấm từng cơn, hơi thở điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, hắn tu vi, chính là nước chảy thành sông, thuận lợi đột phá 6 tầng thiên, đạt tới hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cảnh giới. Hống! Mà theo Diệp thần tấn thăng, vậy ly cốt hiêu phiên ly long, tựa hồ vậy cảm nhận được liền uy hiếp, một hồi trầm thấp gầm thét, thân thể ở phiên kỳ trên vần quanh, trong tròng mắt đều là vẻ ngưng trọng. Thiên nhân ma thần quy luật máu tươi, toàn bộ hiến đi ra, thân thể dần dần khô cằn. Hắn trên khuôn mặt mang mỉm cười, nói thằng nhóc. Nhanh lên một chút trưởng thành đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trọng trưởng âm dương thần điện, thậm chí là chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, vượt qua ta kiếp trước chủ nhân. Dứt lời,
hắn thân thể như gió cắt vậy tan vỡ, hóa thành bụi bẩm tiêu tán, hoàn toàn chết. Diệp Thần nhìn vậy rơi xuống gió cát, gương mặt nhưng là có chút đờ đẫn. Ta là ai? Ta là Diệp Thần, vẫn là luân hồi chi chủ. Là phụ mẫu sinh dục ta, vẫn là luân hồi sáng lập ta. Diệp Thần trầm tư thiên nhân ma thần nói, mờ mịt thất thần. Hắn đang suy tư triết lý trung cực vấn đề, ta là ai, ta từ đâu tới đây, lại đem muốn đi đâu. Những vấn đề này, hắn trước kia cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bây giờ nghe thiên nhân ma thần một phen tiếng nói sau đó, đầu nhất thời có dũng khí chia ra cảm giác, không phân rõ kiếp trước kiếp này hư thật. Hống! Ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Nhưng gặp vậy Ly Cốt Hiêu Phiên Ly Long, con người mang vẻ sợ hãi, nhanh chóng cuốn pháp bảo, đi bên ngoài thoát đi. Thời khắc này Diệp Thần, hơi thở quá đáng sợ, làm nó cảm thấy to lớn uy hiếp, còn muốn trực tiếp chạy trốn. Diệp Thần tu vi, đã đạt tới hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa lục đạo luân hồi quy luật, hoàn toàn viên mãn, luân hồi huyết mạch năng lượng thật to tăng vọt, luân hồi khí thế oai mãnh, giống như muốn chân áp chư thiên vậy, cho dù là tùy ý đứng, đều có một cổ muốn nghiền bạo thiên địa đại khí phách. Tựa như mảnh thiên địa này, đã không tha cho Diệp Thần cái này tôn nhân vật. Muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, sau lưng luân hồi chi bản ánh sáng lóe lên, vô cùng sức mạnh to lớn ra chỉ ở trên người hắn, bàn tay hắn cách không vung ra, một cổ mạnh mẽ hấp lực truyền ra, lại rất miễn cưỡng đem vậy Ly Cốt Hiêu Phiên, cách không nhiếp đoạt lại. Ngao. Vậy Ly Long nhất tiếng không cam lòng gầm thét, cũng đã bị Diệp Thần cầm nắm ở trong tay, liều mạng vùng vẫy, cũng không cách nào tránh thoát. Yên Vũ Tiên Tôn cùng Kiếm Vô Danh, còn có Tiểu Hoàng, đều là hơi có điểm kinh hãi lui về phía sau. Bây giờ Diệp Thần, uy thế quá đáng sợ, trong giơ tay nhấc chân, đều có một cổ bá đạo khí thế, đó là thuộc về duy nhất luân hồi uy nghiêm, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sáu đạo pháp thì viên mãn sau đó, Diệp Thần thực lực đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại coi như ngày xưa cửu địch cùng tiến lên, cũng không ngăn nổi hắn một chiêu. Còn có vậy An Thiết Tâm, nếu như tái chiến nói, Diệp Thần cũng có 100% chắc chắn, đem đối phương chém chết. Minh Tự Quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần trong mắt uy nghiêm, bàn tay nổ lên Minh Tự Quyết mũi nhọn, trực tiếp chặt đứt Ly Cốt Hiêu Phiên chỗ sâu huyết khế. Đó là An Thiết Tâm, in vào Ly Cốt Hiêu Phiên bên trong huyết khế. Những thứ máu này khế bị chém đứt, vậy Ly Long nhất tiếng gào hô, sau đó ánh mắt đổi được ôn hòa thành kính, thân rồng chiếm cứ ở Diệp Thần trên cánh tay, tại chỗ nhận chủ. Vậy Ly Cốt Hiêu Phiên, vậy trực tiếp bị Diệp Thần đoạt vào tay, thành pháp bảo của hắn. Minh Tự Quyết, chính là như vậy bá đạo, có thể trực tiếp cướp lấy người binh khí pháp bảo. Diệp Thần tu vi, mục đạt tới trước liền hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa 6 đạo pháp thì viên mãn. Minh Tự Quyết thần thông tự nhiên cũng lớn lớn tăng lên, cho dù là Ly Cốt Hiêu Phiên loại pháp bảo này mảnh vỡ, đều có thể ngay tức thì đoạt vào tay, trấn áp thu phục. Chúc mừng Diệp đại nhân, lại hàng phục Ly Cốt Hiêu Phiên mảnh vỡ. Kiếm Vô Danh thấy vậy, mừng rỡ nói hạ. Hắn ở Hồng Quân bí cảnh lịch luyện nhiều năm, biết rõ Hồng Quân thất bảo chân quý. Cái này Ly Cốt Hiêu Phiên, chính là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo pháp bảo, cho dù chỉ là một khối mảnh vỡ. Vậy giá trị cũng là không được. Yên Vũ Tiên Tôn cùng Tiểu Hoàng, cũng là hướng Diệp Thần chúc mừng. Nhưng mà, Diệp Thần vẻ mặt vắng lặng xuống, cũng không có gì mừng rỡ ý. Hắn nội tâm bên trong, lại lần nữa hồi tưởng lại thiên nhân ma thần lời nói. Ta là ta, nhưng ta cũng không phải là ta, ta kết quả là ai? Kiếp trước thời điểm, là Huyền Cơ Nguyệt giết chết ta, vẫn là ta bố trí giết chết ta. Kiếm Vô Danh các người. Nhìn Diệp Thần mờ mịt hình dáng, cũng là rối rít yên lặng xuống, chố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy. Bọn họ đều biết, Diệp Thần đang đứng ở đạo tâm cảm ngộ nhất muốn đóng chặt đầu, nếu như hơi có bất ngờ mà nói, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp điên mất. Sau hồi lâu, Diệp Thần ánh mắt dần dần bình tĩnh, thư thái cười một tiếng, thật dài thư ra một hơi, khôi phục như cũ. Yên Vũ Tiên Tôn kéo hắn tay, nói tôn chủ. Diệp Thần nói, ta không có sao. Yên Vũ Tiên Tôn nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chính là ngươi không phải người khác, ngươi vừa là Diệp Thần, cũng là luân hồi chi chủ, không người có thể thay thế ngươi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, ngươi nói không sai, suy nghĩ nhiều vô ích,
trước hay là làm xong trước mắt sự việc. Liên quan tới thế giới, liên quan tới tự mình, liên quan tới đại đạo trung cực, những vấn đề này, đối với Diệp Thần mà nói, cũng quá mức phức tạp, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nếu như quá mức chìm đắm vào mà nói, ngược lại có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần lập tức thu liễm nghĩ bậy, hắn biết những vấn đề này, cùng mình sau này tu vi đến, tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu Hoàng nói, chủ nhân, ta đồng loại. Tiểu Hoàng nhìn về núi kia vách đá lao ngục, nhưng gặp lao ngục bên trong, đầu kia sư ma hung thú, cũng ở đây ngắm nhìn Diệp Thần các người. Ừ, ta biết. Diệp Thần gật đầu một cái, vung tay lên, binh tự quyết cùng canh kim thần mạch bùng nổ, trong ngón tay nổ bắn ra ăn gian trăm đạo kim quang phi kiếm, suy 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 một hồi chém phách, đem tất cả lao ngục gông xiềng, toàn bộ chặt đứt. Trong thoáng chốc, những cái kia bị kẹt thần thú vậy, tất cả đều thoát khốn ra, phát ra từng cơn hưng phấn gầm to. Đa tạ luân hồi chi chủ cứu giúp. Ta nguyện đi theo luân hồi chi chủ, chọn đời cống hiến. Ta vậy nguyện đi theo luân hồi chi chủ. Rất nhiều thần thú thoát khốn sau đó, lại không có rời đi, mà là vây quanh ở Diệp Thần chung quanh, cúi đầu cung thuận, miệng phun tiếng người, biểu thị thần phục. Ngoại giới quá mức hung hiểm, vạn khư thần điện cùng cựu Nhật Minh tranh đấu, ngày càng kịch liệt, cho dù là thái cổ cấp bậc thần thú, giao thiệp với trong đó, cũng chỉ có mặc cho người định đoạt kết quả. So với ở bên ngoài phiêu linh dạo chơi, rõ ràng cho thấy đi theo Diệp Thần càng an ổn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như thu phục những thần thú này mà nói, sau này cũng có thể hơn một phần trợ lực. Ừ, rất tốt, các ngươi vừa chịu đi theo ta, ta vậy sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi mới vừa thoát khốn, nguyên khí chưa khôi phục, tiến vào viên này vạn thú thiên tinh bên trong, có thể tạm được an nghỉ. Diệp Thần bước ra một bước, phần thiên tự tại thiên mở ra, mà ở nơi này phiến tự ở trên trời không, nhưng treo một cái tinh cầu. Viên tinh cầu này, chính là vạn thú thiên tinh, hỗn độn cửu tinh một trong. Bàn về uy lực, vạn thú thiên tinh mặc dù xa xa kém hơn nguyện vọng thiên tinh, nhưng là một cái chăn nuôi thần thú thật tốt sân. Diệp Thần sớm đã đem vạn thú thiên tinh, luyện hóa nhập tự thân tự tại thiên trong thế giới, chỉ là hắn thần thông công pháp quá nhiều, một đường tới rất ít sử dụng, hiện tại ngược lại là có thể công dụng ở trên. Đa tạ luân hồi chi chủ. Rất nhiều thần thú rối rít nói cảm ơn. Liền nối đuôi tiến vào vạn thú thiên tinh bên trong, an nghỉ điều tức. Diệp Thần đem bộ phận hoàng tuyền thánh thủy, vạn yêu tiên chỉ ao nước, dẫn lưu đến vạn thú thiên tinh bên trong đi, phụ trợ những thần kia thú môn khôi phục. Những thần thú này, huyết mạch đều là xuất xứ từ thái cổ, nếu như chúng nguyên khí có thể hoàn toàn khôi phục nói, nhất định có thể tăng cường vạn thú thiên tinh khí vận. Đến lúc đó, vạn thú thiên tinh đem sẽ thăng cấp, biến thành một kiện cường đại pháp bảo. An thỏa hết thảy sau đó, Diệp Thần liền đem vạn thú thiên tinh thu. Lúc này, vậy sư ma hung thú cũng là chú ý tới Tiểu Hoàng hai con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt, hắn vẻ mặt thay đổi cực kỳ kích động. Hắn biết đỏ xanh hai con ngươi đại biểu cái gì. Hắn từng bước một tập tễnh, đi tới Tiểu Hoàng bên người, lè lưỡi, cúi đầu liếm Tiểu Hoàng móng trước, thái độ khá là khiêm nhường, thấp trầm giọng, kêu lên. Thiếu chủ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy ngươi. Ngươi thành luân hồi chi chủ đồng bạn, vậy có lẽ chính là tộc ta cơ duyên đi. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, tương lai thành liền không thể giới hạn. Ở tộc ta một mực lưu truyền một câu nói, Hồng Quân lão tổ đã từng nói, đời sau sẽ có một cái thiên tài siêu cấp xuất hiện, thành tựu thậm chí sẽ vượt qua hắn, thiên tài này phỏng đoán chính là luân hồi chi chủ. Hắn nói, hắn sẽ ở không không trong thế giới, chờ đợi luân hồi đến. Cái này sư ma hung thú. Chính là ác mộng thần tộc một thành viên, cùng Tiểu Hoàng huyết mạch tương thông. Giờ khắc này, nó lại gọi Tiểu Hoàng là thiếu chủ, hơn nữa còn nhắc tới Hồng Quân lão tổ. Tiểu Hoàng ngẩn ngơ, nói, Hồng Quân lão tổ, ở không không thế giới, chờ đợi ta chủ nhân. Diệp Thần cũng là hơi có chút ngạc nhiên, nói, trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, quả nhiên bước chân vào không không cảnh giới sao. Không không, là tu luyện cuối cùng cực cảnh giới, cho dù là Vũ Hoàng cổ đế. Đều không thể dòm ngó gặp, đó là võ đạo nhất đỉnh cấp, thế gian không người biết hắn bí ẩn. Nhưng hiện tại, cái này sư ma hung thú lại nói, Hồng Quân lão tổ lại có thể bước chân vào không không, hơn nữa còn ở không không trong thế giới, chờ đợi Diệp Thần đến. Không không, liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, vậy kết quả là như thế nào thế giới? Diệp Thần mờ mịt thất thần,
thật sự có thế giới như vậy sao? Vậy sư ma hung thú ừ một tiếng, nhìn về tiểu hoàng nói, thiếu chủ, chúng ta huyết mạch, xuất xứ từ mộng yểm chi vương, mà mộng yểm chi vương, chính là hồng quân lão tổ tọa hạ 41 trong thần thú, những thứ này bí mật, ở gia tộc chúng ta cổ tịch bên trong, đều có ghi lại, ngươi không nhớ sao? Tiểu hoàng một hồi ngạc nhiên, đỏ xanh hai con ngươi lưu chuyển thần sắc mê mang, nói ta cho tới bây giờ chưa có xem qua, ngươi tại sao phải kêu thiếu chủ của ta? Vậy sư ma hung thú nói, bởi vì ngươi chính là ta thiếu chủ à, chúng ta ác mộng thần tộc, huyết mạch xuất xứ từ mộng yểm chi vương, vạn cổ tới nay, duy nhất có thể thức tỉnh tổ vương huyết mạch nói, chỉ có ngươi một người. Đúng rồi, ngươi từ nhỏ bị đưa đi, huyết mạch vậy bị phong ấn, rất nhiều chuyện cũng không biết, ta mang ngươi hồi tổ địa, hụ. Nói xong lời cuối cùng, vậy sư ma hung thú ho khan ra một hơi máu bầm, nó bị kẹt quá lâu, hành hạ quá sâu, hiện tại 10 phần yếu ớt, muốn mang tiểu hoàng rời đi, nhưng lại liền đi bộ cũng đi không nổi. Tổ vương huyết mạch, tiểu hoàng nghe cái này bốn chữ, suy nghĩ xuất thần. Hắn tự nhiên biết, hồng quân lão tổ tọa hạ, có bốn lớn thú vương. Nếu như tin tức không sai, vậy mộng yểm chi vương, chính là hắn tổ tiên. Tổ tiên vương mạch, truyền thừa vạn cổ, cho tới bây giờ không có ai thức tỉnh, mà truyền tới trên người hắn thời điểm, hắn nhưng thức tỉnh. Nói cách khác, hắn là vạn cổ tới nay, ác mộng thần tộc bên trong, duy nhất một, thức tỉnh tổ vương huyết mạch tồn tại. Cũng khó trách vậy sư ma hung thú thái độ, cung kính như thế. Chúng ta tổ địa, ở nơi nào? Tiểu hoàng không kịp chờ đợi hỏi, lòng hắn bên trong có thật nhiều nghi vấn, rất muốn làm biết thân thế của mình. Tại, hụ hụ. Vậy sư ma hung thú một hồi ho khan kịch liệt, muốn nói, nhưng quá mức yếu ớt, hơn nữa thấy tiểu hoàng sau đó, tâm tình quá mức kích động, giờ phút này thở hồng hộc, hình dáng rất là không ổn, tựa như tùy thời sẽ một hơi thuộc qua đi vậy. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, lập tức đi lên, mở ra bát quái thiên đan thuật, thay hắn chữa trị. Nhưng mà, cái này sư ma hung thú, thật ra thì thương thế không nặng lắm, chỉ là bị hành hạ thời gian quá dài, nguyên khí quá mức yếu ớt, huyết mạch cơ hồ khô kiệt. Diệp thần bát quái thiên đan thuật, cũng không thể cứu vãn khô kiệt huyết mạch. Lúc này, ở bên ngoài Minh Công Thành, cổ U Hải Thành phòng thủ, hai bên kịch chiến khỏi bệnh hàm. Bên ngoài Minh tuy người nhiều, nhưng cổ U Hải Thành bên này, có An Thiết Tâm chấn giữ, dựa lưng vào thiên không thần hồn cùng tiểu cửu đỉnh trận, nhưng cũng là phòng thủ kiên cố. Hai bên kỳ cổ tương đương, chém giết không ngừng. Ừ, nhưng vừa lúc đó, trôi lơ lửng ở trên trời An Thiết Tâm, gương mặt nhất thời biến sắc. Ta pháp bảo. Vào giờ khắc này, An Thiết Tâm cảm giác được, mình cùng Ly Cốt Hiêu Phiên vậy đạo mảnh vỡ, lại có thể cắt liên lạc. Pháp bảo của hắn, bị người cướp đi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là, luân hồi chi chủ, binh tự quyết? An Thiết Tâm thần sắc đại biến, hắn sớm bắt được thiên cơ, phỏng đoán đạo Diệp Thần ngày hôm nay muốn tới. Cho nên, hắn sớm lợi dụng Ly Cốt Hiêu Phiên mảnh vỡ, ở núi tù bên kia bày cạm bẫy. Chỉ cần Diệp Thần tới một cái, lập tức sẽ bị Ly Cốt Hiêu Phiên vây khốn, muốn cưỡng ép phá trận cởi khốn, sẽ trực tiếp nổ pháp bảo, ngọc đá cùng vỡ. Nếu như có thể giết chết Diệp Thần, cho dù hy sinh Ly Cốt Hiêu Phiên mảnh vỡ, vậy cũng đáng. Nhưng vấn đề là, hiện tại An Thiết Tâm nhưng cảm thấy, pháp bảo đã bị Diệp Thần cướp đi. Hắn kế hoạch, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Không thể nào, ta pháp bảo, là Hồng Quân lão tổ tự tay đúc. Hắn binh tự quyết thần thông, chẳng lẽ đã đến chém ngược Hồng Quân bước? Cái này không thể nào. An Thiết Tâm kinh hãi không thôi, vậy Ly Cốt Hiêu Phiên mảnh vỡ đối với hắn vô cùng trọng yếu, nếu như bị đoạt đi, tương đương với chặt đứt hắn một cánh tay. Hơn nữa, Diệp Thần cởi khốn, khẳng định vậy sẽ phóng thích hết núi tù bên kia thần thú, đối với hắn mà nói, nhưng là càng đả kích nghiêm trọng. Đáng chết! Luân hồi chi chủ, ta muốn giết ngươi! An Thiết Tâm tức giận cùng khủng hoảng, cũng không lo tình hình của chiến trường, lập tức mang thiên không thần hồn, ngự hướng gió trước cổ U Minh Tù phương hướng bay đi. Hắn khu vực đi thiên không thần hồn, cổ U Hải Thành bên trong, rất nhiều lính phòng giữ nhất thời ngạc nhiên. Mất đi thiên không thần hồn che chở, thế cục nhất thời tan vỡ, bên ngoài Minh các võ giả, trong miệng kêu gào gầm thét, cao giọng kêu giết, ồ ạt xông lên vào trong thành. Bên trong thành lính phòng giữ quân lính tan rã. Như cỏ rác vậy chém chết. Bất quá, chiến trường nơi này tình thế,
An Thiết Tâm cũng không quản được nhiều như vậy. Thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này đánh bại, sau này luôn có nghịch chuyển cơ hội. Nhưng nếu như, bị Diệp Thần cướp đi Ly Cốt Hiêu Phiên, hắn lại không nghịch chuyển cơ hội. Cổ U Minh Tù bên trong, Diệp Thần đang thay vậy sư ma hung thú chữa trị, nhưng nghe phía bên ngoài tiếng kình phong nhanh cấp, một hồi sấm sét cùng bão gió vang động cuồn cuộn nổ tung. Luân hồi chi chủ, cho ta cút ra đây. Chỉ gặp An Thiết Tâm mang đầy trời thần phạt uy nghiêm, phá không bạo giết tới. Bữa trước không long hồn hư ảnh, ở sau lưng hắn phập phồng không chừng. Ở trên trời long hồn chấn động hạ, chư thiên thần phạt hạ xuống, sấm sét gió bão, băng tuyết chảy loạn đại tác, tình cảnh vô cùng nguy nga. Hu hu hu, ở mãn không thiên tai thần phạt, sấm sét gió tuyết bên trong, có 9 tòa cự đỉnh nổi lên, cứ như muốn chấn áp bầu trời, uy sắp mặt đất, vô cùng bá đạo. Vì đối phó Diệp Thần, An Thiết Tâm lại đem tiểu cửu đỉnh trận, vậy 9 tòa đỉnh lớn, vậy mang theo tới đây. Ông ông ông, bên hông hắn ngọc phù, một hồi chấn động, bung ra từng cơn lục mang. Hắn trên gương mặt, phơi bày ra trầm trầm tử khí, khói mù đền bù. Thời gian dài vận dụng tiểu cửu đỉnh trận, hắn đang chịu đựng vạn khư phép tắc cắn trả. Bất quá, vì đối phó Diệp Thần, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Diệp Thần thấy An Thiết Tâm hạ xuống, lại thân xác khôi phục, muốn đến đối phương lại mượn thiên không thần hồn năng lượng, liền phi thân ra. Người tù vi, lại đột phá, hoàn chân cảnh 7 tầng thiên. An Thiết Tâm vừa thấy được Diệp Thần, nhưng là con người co rúm lại. Hắn cảm nhận được, Diệp Thần tu vi hơi thở, so với trước kia cường hãn rất nhiều, lại có thể đạt tới hoàn chân cảnh 7 tầng thiên. Hơn nữa, vậy cổ luân hồi uy áp, càng làm cho người cảm thấy khủng bố. An Thiết Tâm, người còn muốn mai phục giết ta. Bất quá, người một giới hủ cỏ huỳnh quang, cuối cùng hám không nhúc nhích được ta khí vận. Diệp Thần ngưng mắt nhìn An Thiết Tâm, nhưng tựa như đang nhìn một cái mộ bên trong xương khô. Trước kia đối mặt An Thiết Tâm, hắn có thể còn có kiêng kỵ, nhưng hiện tại, tấn thăng hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa 6 đạo pháp thì viên mãn sau đó, chính là An Thiết Tâm, ở hắn trong mắt, bất quá gà vườn chó đất thôi. An Thiết Tâm cả người phát run, mắt gặp Diệp Thần khí thế như vậy hùng hồn, lập tức liền bắt pháp quyết, điều động sau lưng 9 tòa đỉnh lớn, quát lên. Cửu đỉnh uy sắp, cho ta trấn áp. Ùm ùm. Hắn pháp quyết rơi xuống, vậy cửu tôn cự đỉnh, lôi cuốn thiên địa tiếng sấm gió, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hướng Diệp Thần bạo đập đi. Ly Cốt Hiêu Phiên, Ly Long Phá Đỉnh. Diệp Thần khí định thần nhàn, chút nào không hoảng hốt, sử dụng Ly Cốt Hiêu Phiên. Yêu khí tràn ngập ra, hóa thành 9 cái ly long. Cái này 9 cái ly long, lập tức kết thành trận thế, tạo thành một cái ly long đại trận, long ngâm gầm thét, phóng lên cao. Bình bịch bịch, một màn kinh người xuất hiện, nhưng gặp vậy 9 cái ly long, ngất trời phá đỉnh, lại đem vậy 9 tòa đỉnh lớn, toàn bộ sông lên bể. Một tôn tôn đỉnh lớn, hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán, toàn bộ tiểu cửu đỉnh trận, cũng là hoàn toàn tan vỡ đi xuống. Phốc xích, An Thiết Tâm há mồm cuồng phún máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn gương mặt trắng bệch, vô cùng bi phẫn nhìn chằm chằm vậy 9 cái ly long, nói ta pháp bảo. Luân hồi chi chủ, người dám cướp đồ ta. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, vì sao không dám. Người đức không xứng vị, bằng ngươi cũng muốn chấp trưởng hồng quân pháp bảo, thậm chí là thiên không thần hồn. Diệp Thần nhìn An Thiết Tâm sau lưng. Bữa trước không long hồn hư ảnh, ánh mắt lướt qua một chút dùng mình. Thật ra thì, An Thiết Tâm chỉ là một người bình thường, khí vận có hạn, căn bản không tư cách chấp trưởng Ly Cốt Hiêu Phiên, càng không tư cách chấp trưởng thiên không thần hồn. Hắn là dựa lưng vào vạn khư thần điện, ăn cắp phú hoàng cổ đế thiên uy, mới có hôm nay thành tựu. Nhưng nói cho cùng, hắn cuối cùng là một giới tên hề nhảy nhót thôi. Ta cầu nguyện, bầu trời long hồn, đem sẽ quay về ta sử dụng. Diệp Thần đột nhiên sử dụng nguyện vọng thiên tinh, hai tay giơ lên trời giơ lên, cao giọng ngâm sướng. Ầm, thật lớn lanh lảnh cầu nguyện tiếng, chấn triệt tiêu vũ. Một chùm oảnh ánh sáng trắng, từ nguyện vọng thiên tinh bộc phát ra, suy suy vang dội, biện thành một tấm thiên la địa võng, hung hăng hướng An Thiết Tâm bao phủ đi. Cái gì? An Thiết Tâm thần sắc hoảng hốt, nhưng gặp vậy nguyện vọng lưới trời bao phủ xuống, trực tiếp bao lại bầu trời long hồn. Thu. Diệp Thần quát to một tiếng,
liền muốn đem bữa trước không long hồn, trực tiếp cướp đoạt lại. An Thiết Tâm kinh hãi muốn chết, hắn đã bị cướp đi ly cốt hiêu phiên, lại bị cướp đi bầu trời long hồn, vậy thật thành một giới phế nhân. Mắt nhìn bầu trời long hồn, sẽ bị Diệp Thần cướp đi, bỗng nhiên tới giữa, An Thiết Tâm bên hông ngọc phù, lục mang như nước thủy triều bùng nổ, lục triều mênh mông mãnh liệt, có kinh khủng quy luật ý chí thả ra ngoài. Đó là vạn khư quy luật. Vũ Hoàng cổ đế ý chí. Ha ha, luân hồi chi chủ, đồ ta, người cũng dám cướp. Một đạo vô cùng già nua, tràn đầy uy nghiêm mênh mông thanh âm, từ vậy ngọc phù bên trong bung ra. Lại là Vũ Hoàng cổ đế thanh âm. Hắn ý chí, giờ phút này lại hạ xuống. Vù vù, ngọc phù chấn động, hiển hóa ra một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, mơ hồ, đặc biệt hơi giống, chính là Vũ Hoàng cổ đế một món hình chiếu. Tuy là hình chiếu, thế nhưng cổ uy sắp thiên hạ, phách tuyệt bầu trời đại khí phách, như cũ làm người ta vô cùng sợ hãi. Vũ Hoàng cổ đế, là ngươi. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng cổ đế hạ xuống, nhất thời hoảng hốt. Mà ở ngắn ngủi kinh hãi sau này, Diệp Thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn đột phá đến hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, 6 đạo pháp thì khôi phục viên mãn sau đó, tâm cảnh rõ ràng vậy tiến bộ rất nhiều. Giờ phút này một tỉnh táo lại, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng Vũ Hoàng cổ đế hơi thở, nhưng phát hiện đối phương hư ảnh trên, không có một chút năng lượng ba động, chỉ là đơn thuần một món hình chiếu. Lại cẩn thận bắt, Diệp Thần liền bắt được Thúy Trúc Tiên Chỉ linh khí. Nhất thời, Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu Vũ Hoàng cổ đế là lợi dụng Thúy Trúc Tiên Trì, đem mình bóng người, chiếu đến cổ U Hải Thành, cũng không phải thật có phân thân hạ xuống. Cái này hình chiếu, nói cho cùng, chỉ là Thúy Trúc Tiên Trì một cái chiếu, là ao nước phản bắn ra bóng sáng, truyền tới nơi này. Bốn đại tiên trong ao Thúy Trúc Tiên Trì, nhưng là ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, ao nước phản xạ bóng sáng, thậm chí có thể xuyên thấu hắc ám cấm hải sương mù dày đặc, hạ xuống tới nơi này. Hắc ám cấm hải cuối cùng là ma tổ vô thiên địa bàn, cho dù là Vũ Hoàng cổ đế, đều không cách nào rơi xuống phân thân, đầu hạ một luồng quang ảnh, đã là cực hạn. Cái này luồng quang ảnh, không thể sử dụng bất kỳ thần thông võ đạo, không có lực sát thương. Cảm thấy được một điểm này, Diệp Thần cũng là an tâm rất nhiều. Lão tổ, An Thiết Tâm nhưng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, tại chỗ quỳ xuống. Hắn phản bội Vạn Khư. Giờ phút này thấy Vũ Hoàng đích thân tới, cho dù chỉ là một món hình chiếu, vậy đủ để hù được lòng hắn gan câu liệt. Phản đồ, người lấy làm người ở hắc ám cấm hải, là có thể chạy khỏi ta nắm trong tay. Vũ Hoàng cổ đế mắt lạnh nhìn chằm chằm An Thiết Tâm, thanh âm mang âm trầm tức giận. Lão tổ tha mạng, tha mạng. An Thiết Tâm hù được liền liền dập đầu đầu, mặt như màu đất. Vũ Hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng, nói, người lấy là bằng ngươi khí vận. Là có thể chấp trưởng thiên không thần hồn. Đều là ta ở sau lưng mưu đồ, chính xác ngươi trộm thiên tự lập, đáng tiếc thôn phệ chi vương chậm chạp một phát hiện thân, muốn đến là khám phá ta kế hoạch, ngươi còn cờ này, vậy lại không giá trị lợi dụng. An Thiết Tâm nghe Vũ Hoàng cổ đế mà nói, cái gì thôn phệ chi vương, cũng không biết là cái gì, nhưng mình lại không giá trị lợi dụng, những lời này nhưng là nghe rõ rõ ràng. Lão tổ, tha mạng, ta... An Thiết Tâm muốn giải thích rõ chút gì. Nhưng, phịch đích một tiếng, bên hông hắn ngọc phù, đột nhiên nổ. Oanh! Ngay sau đó, An Thiết Tâm thân xác thân thể, vậy trong nổ tung, hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời phiêu tán mưa máu, liên quan thần hồn cũng bị nổ diệt. Diệp Thần, Kiếm Vô Danh, Yên Vũ Tiên Tôn các người, mắt thấy một màn này, đều là con người co rúc lại. An Thiết Tâm chịu đựng vạn khư quy luật cắn trả. Ngọc phù này sớm muộn có nổ nguy hiểm, nhưng Diệp Thần các người lại không nghĩ rằng, lại là Vũ Hoàng cổ đế tự tay nổ. Hiển nhiên, thế cục vẫn luôn ở Vũ Hoàng cổ đế nắm trong tay bên trong. An Thiết Tâm phản bội, chấp trưởng thiên không thần hồn, khống chế cổ U Hải Thành, cái này các loại hành vi, đều là Vũ Hoàng cổ đế ngầm cho phép. Vũ Hoàng cổ đế rõ ràng khác có bố trí, chỉ bất quá hiện tại, bố trí không có kéo dài nữa giá trị. Hơn nữa Diệp Thần muốn đoạt lấy thiên không thần hồn, hắn vậy phải đi ra ngăn cản. Luân hồi chi chủ, đáng tiếc ta hiện tại không giết được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta cửu đỉnh đại trận bày thành công, tiêu diệt địa tâm vực, chính là ngươi ngày rỗ. Vũ Hoàng cổ đế cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, sau đó, hắn ánh mắt, rơi vào thiên không thần hồn trên. Ừ, cái này thiên không thần hồn,
cũng nên quay về ta, có cái này thần hồn, ta cửu đỉnh đại trận, có thể bảo đảm năng lượng vô cùng. Thiên không thần hồn năng lượng, vô cùng dư thừa, nếu như bơm vào nhập cửu đỉnh trong đại trận, đủ để cho trận pháp kia, năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Đến lúc đó, Diệp Thần muốn phá trận, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Long bay vạn khư, tráng ta nghiệp bá. Vũ Hoàng cổ đế một tiếng ngâm sướng, vậy thiên không thần hồn, tựa hồ bị cảm cho đòi vậy, phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một món lưu quang, hướng phương xa vạn khư thần điện phương hướng bay đi. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, cái này thiên không thần hồn, một mực bị An Thiết Tâm nắm trong tay, thật ra thì sau lưng là Vũ Hoàng cổ đế đang bố trí. Giờ khắc này, Vũ Hoàng cổ đế muốn lấy lại thiên không thần hồn, một khi cái này thần hồn, rơi vào vạn khư trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trở lại cho ta. Diệp Thần phóng lên cao, hoang ma thiên kiếm giết ra, muốn cản lại thiên không thần hồn. Nhưng, bữa trước không long thần hồn, bị vạn khư cảm cho đòi, nhưng là ai cũng không cách nào ngăn trở. Mắt nhìn bầu trời long hồn, thì phải hoàn toàn bay cởi, chạy về phía vạn khư, nhưng vừa lúc đó, phương xa chân trời, đột nhiên truyền ra một hồi rát rát quạ đen tiếng kêu lạ. Đầy trời quạ đen bay tấn công tới, trên bầu trời ma khí cuồn cuộn, tất cả ánh sáng đều bị che giấu, trong phút chốc lâm vào một phiến vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ung ung, hắc ám sấm sét chấn động, ở bầu trời đen nhánh, đột nhiên nứt ra, xuất hiện một viên to lớn con ngươi. Viên này con ngươi, phủ đầy tia máu, do như trời trăng sao vậy to lớn, trôi lơ lửng ở trên không bên trong, con ngươi chuyển động, quan sát phía dưới, mang máu tanh, hung ác, tàn nhẫn, khủng bố, uy nghiêm vân. Vân rất nhiều đáng sợ hơi thở. Cổ U Hải Thành bên trong, công thủ hai bên, thấy trong thiên địa dị biến, đều là kinh ngạc không thôi, ngừng chiến dừng tay, hoảng sợ xem chừng. Hồng Quân tọa hạ bốn thần thú, hư không vương, chết triệu ma nhãn. Vũ Hoàng cổ đế thấy trên bầu trời to lớn con ngươi, gương mặt nhất thời trầm xuống, trong tròng mắt rất có vẻ khiếp sợ. Nhưng gặp đầy trời quả đen, rát rát xít lên, bay nhào tới vậy con ngươi bốn phía, vần quanh lẩn quẩn. Ở đầy trời quả đen vây quanh, một đạo áo bào đen bóng người chậm rãi hiện lên. Lại là Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế sau lưng, viên kia to lớn con ngươi chuyển động, lấy này làm bối cảnh, hắn hơi thở vậy lộ vẻ được vô cùng xâm nghiêm. Lạnh lùng, khủng bố. Vũ Hoàng cổ đế, ta cựu Nhật Minh địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Già Thiên Ma Đế vung tay lên, lại đem thiên không thần hồn, nhiếp đoạt lại. Hống. Long hồn gầm thét, còn quấn viên kia to lớn con ngươi, quanh quẩn bay múa, tựa hồ muốn dung nhập vào con ngươi bên trong. Một màn này đặc biệt nguy nga, đen nhánh một mảnh bầu trời, có một viên to lớn con ngươi, lóe lên yêu dị mang khí, mà con ngươi trên lại có hình rồng thần hồn vần quanh. Long uy nghiêm cùng yêu dị con mắt ma khí, lẫn nhau xen lẫn, càng lộ vẻ được Già Thiên Ma Đế bất phàm. Già Thiên Ma Đế, là ngươi, ngươi lúc nào lấy được rồi chết triệu ma nhãn. Vũ Hoàng cổ đế tức giận, bàn tay một nhiếp, quát lên, bầu trời long hồn, là ta vạn khư, còn chưa tới phiên ngươi tới chấm mút. Hắn lần nữa phát ra cảm cho đòi, bữa trước không long hồn, từ chết triệu ma nhãn bên trong đi ra ngoài. Phải hướng vạn khư thần điện bay đi. Ở hắc ám cấm hải bên trong đồ, chính là ta cựu Nhật Minh, người vạn khư cũng dám quấy rối. Già Thiên Ma Đế bàn tay nắm chặt, viên kia to lớn con người tia máu quấn quanh, phát ra cường hãn hấp lực, đem bầu trời long hồn lôi kéo qua tới. Hừ! Vũ Hoàng cổ đế hừ lạnh một tiếng, kéo dài phát ra cảm cho đòi, cùng Già Thiên Ma Đế chống lại. Bữa trước không long hồn, liền ở hai người lôi kéo đánh cờ lúc đó, lúc vào lúc lui. Dẫu sao cái này đạo Vũ Hoàng cổ đế liền hư ảnh cũng không tính, tự nhiên không có vậy vạn khư ngút trời uy thế. Rắc rắc sát, mà ở hai người không ngừng lôi kéo tới giữa, chung quanh không gian tầng tầng nổ tung, liên quan phía dưới cổ U Hải Thành, vậy được nghiêm trọng đánh vào, nguyên tòa thành chỉ sụp đổ bạo diệt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết, tiếp vang liên tục dậy. Vậy bên ngoài Minh Công thành người, cổ U Hải Thành lính phòng giữ, còn có bên ngoài thành mấy chục ngàn chiếc chiến thuyền, tựa như gặp phải hàng duy đả kích vậy, rối rít nổ tung nghiền. Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng cổ đế giữa hai người tranh đấu, khí tức uy nghiêm bao trùm ngàn dặm, mà ở nơi này ngàn dặm trong phạm vi, tất cả chân thực tồn tại, sinh linh tồn tại, phép tắc tồn tại, toàn bộ như đồ sộ trùy xuống đổ sứ vậy,
bình bịch bịch nổ tung. Mới vừa công thành cuộc chiến, hạng nguy nga, nhưng ở hai người tranh đấu hạ, tất cả nhân viên cũng giống như con kiến hôi, toàn bộ phải bị nghiền nát. Bọn họ tranh đấu chiến phạt, cùng già thiên ma đế, vũ hoàng cổ đế hai người so sánh, đơn giản là không đáng giá để ra. Trong chớp mắt, ngàn dặm chu vi, đã thành một phiến tử địa. Không phải phế tích, là trực tiếp biến thành tử địa, nơi có sinh linh toàn bộ bạo diệt, quy luật toàn bộ nghiền, biến thành một mảnh hư vô thế giới, giống như hỗn độn vậy. Thật là mạnh va chạm. Ma đế tiền bối tu vi, làm sao có thể? Hắn lúc nào đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên? Hơn nữa, sau lưng hắn yêu dị con ngươi, là thứ gì, pháp bảo sao? Kêu chết triệu ma nhãn, thế nào sẽ có sinh mạng hơi thở? Diệp thần gọi ra hoàng tuyển đồ, mở ra một phiến hoàng tuyển giang sơn, bảo vệ được tự thân, còn có yên vũ tiên tôn, kiếm vô danh, tiểu hoàng, sư ma hung thú các người. Hắn đối với già thiên ma đế thực lực, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lần trước gặp già thiên ma đế, đối phương còn không có chém ra đột phá, nhưng hiện tại, hắn lại có thể trực tiếp đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên, thật là không thể tưởng tượng nổi, muốn đến là ở hồng quân bí cảnh bên trong, lấy được cái gì động trời kỳ ngộ. Nhưng càng như vậy, Diệp thần càng bất an, mặt sau này tất nhiên có vô thiên bàn tay đẩy. Già thiên ma đế càng mạnh, vô thiên như đoạt xác đồ đựng thành công, thực lực vậy sẽ càng phát ra khủng bố. Rắc rắc sát. Không gian không ngừng nổ tung, vũ trụ chỗ sâu thất lạc thời không, ở trên trời hiển hóa liền đi ra. Ô! Đột nhiên, bữa trước không long hồn, ở hai người vật lộn hạ, không chịu nổi gánh nặng, lại trực tiếp rơi vào thất lạc thời không bên trong. Cái này một tí nổi lên biến cố, già thiên ma đế cùng vũ hoàng cổ đế, đều là kêu lên một tiếng. Thất lạc thời không mênh mông vô biên. Long hồn một đánh mất đi vào, lập tức bị vô cùng thất lạc hơi thở chìm ngập, lại cũng không thấy được chút nào bóng dáng. Đáng chết, già thiên ma đế, xem ngươi làm chuyện tốt. Vũ hoàng cổ đế thấy long hồn thất lạc, vô cùng tức giận, nếu như hắn uy nghiêm có thể chân chánh phủ xuống nói, hắn tuyệt đối phải đem già thiên ma đế bằng thây vạn đoạn. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ, chỉ là một món hình chiếu, không thể phát huy bất kỳ lực lượng. Mới vừa phát động vạn khư cảm cho đòi, đã là cực hạn. Già thiên ma đế thấy long hồn đánh mất, cũng là sắc mặt trầm xuống, sau đó ha ha cười nhạt, nói, long hồn thất lạc, cũng tốt hơn rơi vào các ngươi vạn khư thần điện trong tay. Vũ hoàng cổ đế hừ một tiếng, nhìn một chút già thiên ma đế, lại nhìn xem diệp thần, nói, được, rất tốt, vạn cổ tới nay, vẫn là lần đầu tiên, có người dám ở ta trước mặt như thế phách lối. Luân hồi chi chủ. Ngươi và già thiên ma đế cùng phe với nhau, ta trong thời gian ngắn còn thật không giết được ngươi, nhưng ngươi đồng bạn, vậy cũng không nhất định. Nói xong, vũ hoàng cổ đế ánh mắt, ở yên vũ tiên tôn, tiểu hoàng, kiếm vô danh cùng trên người, vòng vo vừa chuyển. Yên vũ tiên tôn cùng tiểu hoàng các người, đều là dùng cả mình, chỉ cảm thấy sau lưng có ngàn vạn cầm thiên kiếm ám sát, vô cùng khó chịu. Bị vũ hoàng cổ đế để mắt tới, tự nhiên không phải một kiện thoải mái chuyện. Vũ hoàng cổ đế uy hiếp tiếng sau khi rơi xuống, hình chiếu thân thể liền dần dần tiêu tán. Già thiên ma đế thu hồi chết triệu ma nhãn, viên này con ngươi, hóa thành một quả màu vàng sậm mắt đứng, in vào hắn ấn đường tới giữa, khá là đặc biệt. Mà chết triệu ma nhãn thu hồi sau đó, vĩnh hằng nửa đêm vậy tiêu tản mát, trong ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống, chung quanh một phiến ấm áp. Vốn là hắc ám cấm hải, là vĩnh viễn không có ánh mặt trời đến. Nhưng ở già thiên ma đế cùng vũ hoàng cổ đế vật lộn hạ, ngàn dặm phương viên quy luật, đã toàn bộ nổ tung, ánh mặt trời lại có thể lần nữa chiếu vào. Ma đế tiền bối. Diệp thần phi thân lên, đi tới già thiên ma đế bên người. Diệp thần, người không có sao chứ? Già thiên ma đế lần nữa cùng diệp thần gặp lại, vô cùng vui vẻ, hai người bốn tay nắm chặt. Diệp thần con người đông lại một cái, nói, bữa trước không long hồn. Già thiên ma đế nói, à, đã rơi vào thất lạc thời không, trong thời gian ngắn không thể nào tìm về, xem ra ta cựu Nhật Minh, cùng vạn khư thần điện, kỳ cổ tương đương, hai bên ai cũng không đè ép được ai, cho nên ai cũng không cách nào cướp lấy long hồn, kết cục lại có thể thất lạc. Diệp thần lại nhìn xem già thiên ma đế mi tâm mắt đứng, nói, người viên này con ngươi, là ở hồng quân bí cảnh bên trong tìm được sao? Già thiên ma đế gật đầu một cái, nói ừ. Ta ở hồng quân bí cảnh, đã thuận lợi tìm được địa mạch kết tinh,
không nghĩ tới vậy địa mạch kết tinh bên trong, lại còn có một viên chết triệu ma nhãn. Diệp thần trong sâu thẳm, bắt được một chút thiên cơ, vậy chết triệu ma nhãn, tựa hồ cùng thiên không chi vương, mộng yểm chi vương có liên quan, cho giỏi kỳ hỏi, chết triệu ma nhãn, rốt cuộc là thứ gì? Già thiên ma đế nói, người có thể từng nghe qua, Hồng Quân tọa hạ có bốn lớn thú vương. Diệp thần nói, ta biết, Hồng Quân lão tổ năm đó, chăn nuôi liền bốn đầu thần thú. Già thiên ma đế nói, đúng vậy, ta cũng là đạt được địa mạch kết tinh sau đó, mới hiểu cái này bí mật, không nghĩ tới lúc đầu ngươi đã sớm nghe qua. Diệp thần nói, ta chỉ biết một chút, cũng không phải là quá rõ, hiện tại chỉ biết là có hai đại thú vương, theo thứ tự là thiên không chi vương, còn có mộng yểm chi vương. Vừa nói, Diệp thần nhìn tiểu hoàng một mắt. Mộng yểm chi vương tổ vương huyết mạch, liền bị tiểu hoàng thừa kế. Già thiên ma đế nói, còn dư lại hai đại thú vương, trong đó một cái, liền kêu hư không vương. Diệp thần nói, hư không vương. Già thiên ma đế nói, truyền thuyết hư không vương, không phải cái thế giới này thần thú, là từ không không trong thế giới sản sinh ra tới, thật ra thì chính là một viên con ngươi. Vừa nói, hắn chỉ mình ấn đường, nói, kêu chết triệu ma nhãn, đã bị ta luyện hóa, còn có Hồng Quân địa mạch kết tinh, ta vậy đã tìm được luyện hóa. Hoặc giả là bởi vì ở Hồng Quân bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên quá mức nghịch thiên, tu vi rất nhiều đột phá, liền vào tầng 3, đạt tới trăm gia cảnh 3 tầng thiên. Liền ta cũng không thể nào tin nổi. Liền vào tầng 3. Diệp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn biết rõ trăm gia cảnh đột phá, có gian nan dường nào, nhưng hiện tại giả thiên ma đế, lại có thể liền phá tầng 3, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột nhiên tăng mạnh, có thể gặp hắn cơ duyên lớn, kỳ ngộ sâu. Già thiên ma đế cười nói, người ở vực ngoại kẻ địch, Huyền Cơ Nguyệt cùng đế Thích Thiên, ta hẳn có thể dễ như trở bàn tay giết chết, bọn họ ở nơi nào. Ta vì ngươi sắp xếp bọn họ đi. Diệp thần nói, không cần, bây giờ còn chưa phải lúc, ta cũng có thể chém chết bọn họ, nhưng trước mắt địa tâm vực nguy cơ, còn cần mượn dùng bọn họ lực lượng và khí vận, không thể nội đấu. Già thiên ma đế suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, hai người này khí vận nhưng mà cực kỳ nghịch thiên. Đối kháng vạn khư quả thật còn có tác dụng, hắn gật đầu một cái, nói, được rồi. Hắn cùng Diệp thần nhìn nhau một mắt, sau đó hai người đều nở nụ cười. Trước kia đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cùng đế Thích Thiên, hai người đều là vô cùng áp lực, nhưng hôm nay, bọn họ vô luận là ai, đều có nghiền ép vận mệnh tâm ma tư cách. Thế sự càng giao dịch, ván cờ nghịch chuyển, tạo hóa cơ biến, thật sự là khó mà dự liệu. Bất quá, nghĩ đến ma tổ vô thiên. Còn có vạn khư thần điện cùng đáng sợ hơn kẻ địch, hai người vẻ mặt đều là ngưng trọng xuống. Diệp thần nói, ma đế tiền bối, người nói vậy. Chết triệu ma nhãn, một viên con ngươi, nhưng thật ra là thần thú. Già thiên ma đế nói, không sai, viên này con ngươi, là có sinh mệnh cùng ý thức, chính là ngày xưa Hồng Quân tọa hạ, bốn lớn thú vương một trong, tôn hào là giả không vương. Hư không vương, cũng chính là chết triệu ma nhãn. Truyền thuyết là từ không không thế giới ra đời ra, là gần gũi nhất không không thần thú, ở Hồng Quân lão tổ chết sau đó, hư không vương chết theo, đem tự thân phong ấn ở địa mạch kết tinh bên trong, nhưng không nghĩ bị ta đạt được. Diệp thần nói, ma đế tiền bối, người khí vận, thật đúng là vô địch, lại có kỳ ngộ lớn như vậy. Già thiên ma đế lắc đầu một cái, nói, không phải ta khí vận, sau lưng còn có ma tổ vô thiên trợ lực, ta mới có thể có hôm nay cơ duyên. Đều là ma tổ vô thiên ở sau lưng phò hộ, liền như vậy an thiết tâm, có thể chấp trưởng thiên không thần hồn, không phải hắn lợi hại, là vũ hoàng cổ đế ẩn thân sau lưng thôi. Diệp thần thần sắc trầm xuống, nói cũng phải, ma tổ vô thiên, tựa hồ là ở nuôi heo, hắn đào tạo ngươi, để cho ngươi đột phá, sau này tốt cho hắn đoạt xác. Già thiên ma đế cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng rộng rãi, nói, bất kể như thế nào. Hôm nay bằng vào ma tổ vô thiên khí vận, ta có thể ăn cắp đến như cơ duyên này, đã không uổng công cuộc đời này. Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, ta hôm nay chém ra 87, đã mơ hồ dòm ngó thấy thiên quân đại lộ, dù chết không tiếc. Luyện hóa Hồng Quân địa mạch kết tinh, còn có chết triệu ma nhãn sau đó, giả thiên ma đế chặt đứt gông xiềng, đạt tới 87 nói, đã vượt qua 81 hạn chế, có thể nói là thiên quân tư. Diệp thần vui vẻ nói, chúc mừng, ma đế tiền bối, chỉ cần có thể chịu đựng qua ma tổ vô thiên kiếp nạn, ngươi là có thể phi thăng thái thượng. Già thiên ma đế nói,
muốn tránh qua ma tổ vô thiên đoạt xác, đó là khó hơn lên trời, ta tu vi càng tiến bộ, càng cảm thấy vô thiên đáng sợ, chỉ sợ ta cuối cùng là chết, đến lúc đó, xin ngươi hãy chiếu cố Ao Giao. Giờ phút này Già Thiên Ma Đế, lại là có chút ủy thác, phân phó hậu sự hình dáng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Ma Đế tiền bối, đừng bảo là cái loại này tiêu nghỉu mà nói, người đạo tâm không kém gì người, tuyệt sẽ không bị tùy tiện đoạt xác. Già Thiên Ma Đế không câu chấp cười một tiếng, nói thôi, trong thời gian ngắn, ma tổ vô thiên vậy sẽ không làm thương tổn ta, hiện tại không nói cái này, ta muốn nói với ngươi nói đi săn đại hội. Diệp Thần có chút chưa bao giờ nghe, liền hỏi nói cái gì đi săn đại hội. Già Thiên Ma Đế nói, qua đoạn thời gian, ma tổ vô thiên dự định cử hành đi săn đại hội, mời bên ngoài trong nước biển, rất nhiều võ giả tham dự, từ trong chọn dị bẩm thiên phú, võ đạo cường hãn hạng người, gia nhập cựu Nhật Minh bên trong, coi như là cựu Nhật Minh một cái khảo hạch nhập môn, người có thể có hứng thú tham dự. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đi săn đại hội, đây là khảo hạch nhập môn. Ta cùng ma tổ vô thiên ân oán không nhỏ, làm sao có thể gia nhập cựu Nhật Minh? Già Thiên Ma Đế nói, đi săn đại hội, phần thưởng đặc biệt phong phú, người có thể đi tham dự, không nhất định không muốn gia nhập cựu Nhật Minh. Diệp Thần nói, ma tổ vô thiên cho phép ta tham gia. Già Thiên Ma Đế nói, dĩ nhiên cho phép, hắn ước gì ngươi đi, bởi vì vậy đi săn đại hội ở Diệt Thần Tạng Hoang cử hành, mất thần tạng hoang chỗ này, vô cùng nguy hiểm, người bình thường nếu là đi, cửu tử nhất sanh. Ma tổ vô thiên còn đặc biệt phân phó ta, mời ngươi tham dự, ngoài mặt nói là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước, buông xuống ân oán, thật ra thì hắn hận không được ngươi chết. Bất quá, ta muốn lấy ngươi thực lực, muốn thông qua khảo hạch không hề mệt khó khăn. Cho nên vẫn là muốn kêu ngươi đi thử một chút. Dẫu sao, cái này đi săn đại hội phần thưởng, đích xác là vô cùng phong phú. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, không được, ta không đi, miễn được gây thêm rắc rối. Già Thiên Ma Đế nói, ngươi không hỏi một chút ta là cái gì phần thưởng sao? Diệp Thần nói, không cần, dù sao ta cũng không muốn đi. Già Thiên Ma Đế nhún vai một cái, nói, được rồi, tùy ngươi. Diệp Thần nói tiếp, Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương, Thiên Không Chi Vương Thiên Không Thần Long, Mộng Yểm Chi Vương Ác Mộng Thần Thú, Hư Không Vương Chết Triệu Ma Nhãn, còn có cái cuối cùng đâu. Hắn rất muốn biết cái này tứ đại thần thú bí mật, dẫu sao cái này sau lưng, dính dấp đồ quả thực không thiếu. Già Thiên Ma Đế nói, cái này cái cuối cùng, chính là thôn phệ Chi Vương, chính là một đầu thái cổ thao thiết. Là thế gian rất nhiều thao thiết dị thú tổ tiên. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, thôn phệ Chi Vương, thao thiết thần thú sao? Tựa hồ có nghe Vũ Hoàng Cổ Đế đề cập tới. Mới vừa Vũ Hoàng Cổ Đế, tựa hồ có đề cập tới thôn phệ Chi Vương tên chữ, hắn lợi dụng an thiết tâm bố trí, chính là cùng thôn phệ Chi Vương có liên quan. Già Thiên Ma Đế nói, thôn phệ Chi Vương bí mật, ta cũng biết không nhiều, ta hiểu biết, đều là viên này chết triệu ma nhãn. Lưu lại dấu vết. Chỉ mi tâm ánh mắt. Viên này chết triệu ma nhãn, chết theo sau đó, ý thức đã tiêu tán, nhưng ở địa mạch kết tinh dưới sự bảo vệ, sinh mệnh lực vẫn tồn tại. Nói cách khác, con mắt này, là còn sống. Ở chết triệu ma nhãn bên trong, lưu lại có rất nhiều thái cổ dấu vết, cổ xưa thiên cơ. Già Thiên Ma Đế sau khi luyện hóa, cũng biết không thiếu bí mật, nhưng dẫu sao những thứ này bí mật. Cũng quá mức rất xưa, rất nhiều tình báo đều đã mơ hồ. Ừ, Mộng Yểm Chi Vương huyết mạch, là truyền thừa đến Tiểu Hoàng trong cơ thể sao? Diệp Thần ánh mắt nhìn về Tiểu Hoàng, lại hướng Già Thiên Ma Đế hỏi. Già Thiên Ma Đế ấn đường mắt đứng lóe lên, có màu vàng sậm ma khí ánh sáng bắn ra, rơi vào Tiểu Hoàng trên người. Tiểu Hoàng vô cùng khẩn trương đứng, vậy là vô cùng hiếu kỳ mình thân thế. Già Thiên Ma Đế quét nhìn một hồi. Liền gật đầu nói, Tiểu Hoàng đúng là thừa kế Ác Mộng Tổ Vương huyết mạch, nhưng huyết mạch bị phong ấn, không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ta luôn cảm giác Tiểu Hoàng trên người có quá nhiều bố trí, Hồng Quân Lão Tổ bố trí, Mộng Yểm Chi Vương bố trí, người kiếp trước bố trí, còn có rất nhiều bố trí, cùng với không gian quy tắc rối loạn, nhìn như bình thường, nhưng vẫn ẩn núp, nhìn như lột xác, nhưng vừa có rất nhiều thay đổi. Diệp Thần cũng là gật đầu thật sâu. Tiểu Hoàng cho hắn quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, hắn tổng lấy là Tiểu Hoàng đã là cực hạt, nhưng phát hiện cuối cùng bất quá là băng sơn một góc, lòng hắn bên trong động một cái, nói cùng hắn huyết mạch hồi phục,
há chẳng phải là vô địch. Ngày xưa ác mộng thần thú, là Hồng Quân tọa hạ bốn lớn thú vương một trong, chấp trưởng sát phạt tồn tại, vô cùng cường hãn, nếu như tiểu hoàng huyết mạch hồi phục, vậy thật muốn nghịch thiên. Già Thiên Ma Đế nói, muốn hồi phục tổ vương huyết mạch, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần nói cũng phải, không quá ta cuối cùng là biết tiểu hoàng thân thế. Già Thiên Ma Đế nói, người nếu là mang theo tiểu hoàng, tham gia đi săn đại hội, nhất định có thể đoạt cúp. Đi săn đại hội, cùng đi săn hung thú có liên quan, mà tiểu hoàng người mang ác mộng tổ vương huyết mạch, dựa vào huyết mạch ưu thế, có thể khắc chế nghiền ép phổ thông hung thú, đủ để ở đi săn đại hội bên trong, được nhiều thành tựu xuất sắc. Diệp Thần nhưng vẫn lắc đầu, nói, không được, ta không muốn cùng ma tổ vô thiên, có quá mức quấn quýt. Già Thiên Ma Đế thở dài một cái, nói, vậy cũng tốt, người tiếp theo muốn đi nơi nào? Diệp Thần nhìn xem tiểu hoàng đồng loại, đầu kia sư ma hung thú, nói ta chuẩn bị cùng tiểu hoàng cùng nhau, đi hắn tổ địa cố hương. Già Thiên Ma Đế nói, ác mộng thần tộc tổ địa sao? Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, người đắc tội vũ hoàng cổ đế, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, vũ hoàng cổ đế lại không thể đích thân hạ xuống, hắn muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Già Thiên Ma Đế nói, ngươi là đại khí vận người, trừ phi vũ hoàng cổ đế đích thân tới, nếu không người ngoài rất khó giết chết ngươi, nhưng ngươi đồng bạn bên cạnh, vậy cũng không nhất định. Vừa nói, Già Thiên Ma Đế nhìn tiểu hoàng một mắt, nói ta nghe nói vũ hoàng cổ đế năm đó, bắt được một đầu ma đồng ác mộng, chính là tiểu hoàng đồng tộc, nhưng huyết mạch nhập ma, hung hãn dị thường, hắn rất có thể phái vậy ma đồng ác mộng, hạ xuống, đối phó tiểu hoàng. Diệp Thần nói, ma đồng ác mộng. Già Thiên Ma Đế nói, ừ, ta trong chỗ U Minh bắt được thiên cơ, người tương lai, vô cùng nguy hiểm, người chú ý làm trọng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được, ta biết, đa tạ Ma Đế tiền bối nhắc nhở. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, Ma Đế tiền bối, vậy chỉ nhỏ miêu nữ đâu? Già Thiên Ma Đế nói, người nói Hồng Huyên sao? Ta đã chính xác nàng gia nhập Cựu Nhật Minh. Nàng đang cầu ma tổ vô thiên, hồi phục chủ nhân của nàng. Hồng Huyên chủ nhân Hồng Hân, trên đất tim vực trong nguy cấp chết, chỉ còn dư lại một chút tàn hồn. Ma tổ vô thiên thần thông quảng đại, nếu như hắn chịu ra tay nói, đích xác có thể hồi phục Hồng Hân, liền như hồi phục mưa ao giao vậy. Nhưng Hồng Huyên muốn mời ma tổ vô thiên ra tay, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Thần nhớ tới cùng Hồng Hân trải qua một màn, ánh mắt hơi có chút mờ mịt cùng thổn thức. Nơi nào nghĩ đến Hồng Hân lại có thể sẽ cùng ma tổ vô thiên, dính dấp tới liền quan hệ. Già Thiên Ma Đế nói, trên mình ngươi nhân quả quá nhiều, không muốn những thứ này, liền làm vậy Hồng Hân hoàn toàn chết thôi. Diệp Thần cười khổ nói, tiền bối nói phải. Già Thiên Ma Đế nói, không có chuyện gì nói, ta đi trước. Diệp Thần nói, tiền bối đi thong thả. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, ngự gió phóng lên cao, đi phương xa bay đi. Nhìn Già Thiên Ma Đế rời đi bóng người, Diệp Thần ánh mắt hơi có chút mê ly, suy nghĩ muôn vàn. Chủ nhân, tiểu hoàng một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, liếc mắt vừa thấy, nhưng gặp tiểu hoàng đồng loại, vậy sư ma hung thú đã hơi thở yếu ớt, huyết mạch suy kiệt tới cực điểm. Không có sao chứ. Diệp Thần cùng tiểu hoàng, vội vàng đi tới vậy sư ma hung thú bên người. Vậy sư ma hung thú bốn chân nằm trên đất, rũ thấp đầu, thở hồng hộc, dụ ánh mắt, nhìn tiểu hoàng nói, thiếu chủ, thật xin lỗi, ta quá yếu ớt, chỉ sợ không thể mang ngươi hồi tổ địa. Nó bị An Thiết Tâm hành hạ quá lâu, huyết mạch đã sớm khô kiệt, đã đến đèn cạn dầu tình cảnh. Mới vừa Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu, càng cho nó khô kiệt huyết mạch, mang tới nghiêm trọng áp lực, băng diệt bỏ mạng ở tức. Tiểu hoàng ngẩn ngơ, nhưng là không nói. Vậy sư ma hung thú nói, thiếu chủ, ta sắp chết, ta tên gọi Bắc Mãng An, hy vọng ngươi có thể nhớ ta. Tiểu hoàng dù gì nói, Bắc Mãng An. Vậy sư ma hung thú nói, ừ, ta ác mộng thần tộc họ, số là, Bắc Mãng, chính là Hồng Quân lão tổ tự mình ban thưởng họ, tổ tiên tên là Bắc Mãng Quá Võ. Tiểu hoàng nói, Bắc Mãng Thị, vậy họ của ta tên đâu, lại kêu cái gì? Vậy sư ma hung thú nói, thiếu chủ, ngươi tên chữ, ta không biết. Cái này phải hỏi ngươi phụ mẫu. Ta đã cảm giác được ngươi phụ mẫu, sắp tới đón ngươi, bọn họ hồi mang ngươi hồi tổ địa cố hương,
ở nơi này chờ, không cần đi động, bọn họ rất nhanh liền đến. Nói xong, vậy sư ma hung thú nhắm mắt mà chết, hơi thở hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng cả người lại có kim quang bắn ra, đó là nó cuối cùng còn sót lại một chút huyết mạch, kịch liệt thiêu đốt ánh sáng. Vậy một món huyết mạch kim quang, bắn ngất trời tiêu, liền giống như một gửi tín hiệu đánh, xa xa lóng lánh đi ra ngoài. Tiểu hoàng thấy vậy sư ma hung thú cuối cùng là chết, đôi mắt nhất thời rơi lệ, một hồi bi thương. Diệp thần sờ một cái tiểu hoàng đầu, than thở một tiếng, nói tiểu hoàng, đừng quá thương tâm, chúng ta ở chỗ này chờ, chờ ngươi phụ mẫu tới đón ngươi. Tiểu hoàng ngư một tiếng, gật đầu một cái. Vậy sư ma hung thú thi thể, huyết mạch cháy hết sau đó, liền hóa thành từng luồng cho cốt tiêu tán. Diệp thần, tiểu hoàng, Yên Vũ Tiên Tôn, kiếm vô danh các người, tại chỗ chờ. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới, vạn khư thần điện chỗ sâu. Một tòa tĩnh lặng núi hoang bên trong, mới trồng từng bụi trúc xanh, mà ở trúc xanh vần quanh hạ, có một tòa linh khí hòa hợp hồ tiên, chiếu ánh mặt trời, tràn ngập sương mù, hơi thở mát rượi mà dịu dàng. Chỗ tòa này hồ tiên, chính là bốn đại tiên trong ao Thúy Trúc Tiên Trì. Giờ phút này, ở Thúy Trúc Tiên Trì cạnh, ngồi xếp bằng một vị ông già, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Trước đây vận dụng Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, Vũ Hoàng Cổ Đế hao phí thực không nhỏ, thua chuyện sau khi kết thúc, hắn một mực ở Thúy Trúc Tiên Trì cạnh chữa thương. Ao nước chiếu ngược hắn bóng người, mới vừa chính là mượn Thúy Trúc Tiên Trì, hắn đem mình bóng người, đầu bắn tới Hắc Ám Cấm Hải, cổ U Hải Thành bên trong. Luân hồi chi chủ, giả thiên ma đế, tốt, rất tốt, các ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, chờ ta tiêu diệt địa tâm vực ngày, chính là các ngươi ngày rỗ. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt sắc bén, Diệp Thần cùng giả thiên ma đế, liên hiệp một mạch, hơn nữa lại đang Hắc Ám Cấm Hải, hắn muốn động thủ chu diệt, có thể nói muôn vàn khó khăn. Bất quá, chỉ cần địa tâm vực cửu đỉnh đại trận, thành công ký kết, hắn hạ xuống tới đất tim vực, đến lúc đó, Diệp Thần cùng giả thiên ma đế. Nhất định tới cứu, hắn liền có thể chu diệt hết thảy. Không nghi ngờ chút nào, cửu đỉnh đại trận là ván cờ chỗ mấu chốt nhất, chỉ cần cửu đỉnh đại trận có thể ổn định, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá vậy luân hồi chi chủ, khí vận thâm hậu, đại trận muốn 3 năm thế gian mới có thể bày thành công, cái này 3 năm thời gian, nếu là bị hắn nghịch thiên quật khởi, đó cũng không hay. Vũ Hoàng Cổ Đế chân mày nhíu chặt, nội tâm khá là lo âu. Giao. Vừa lúc đó, bầu trời bên trong, bỗng nhiên có một đoàn quang mang hạ xuống. Cái này đoàn quang mang, thánh khiết cao quý, tựa như hàm chứa chư thiên đại đạo cao nhất quy luật, chính là thiên lý quang. Thiên lý hạ xuống, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, người thất lạc bầu trời long hồn, như thế nào hướng ta giao phó? Thanh âm mang nghiêm nghị ý. Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, nói cái gì giao phó? Ta cần hướng ngươi giao phó cái gì? Thiên lý cả giận nói, ngươi quên giao dịch giữa chúng ta. Ta cầm tinh không cổ đạo nhường cho ngươi, đem ngươi bầu trời long hồn đưa cho ta, để cho ta tạo nên hình thể, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Lúc đầu, ban đầu thiên lý cùng Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch, cuối cùng thương định tiền đặt cuộc, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế muốn ngoài định mức đưa ra bầu trời long hồn, trợ giúp thiên lý tạo nên hình thể. Trước mắt, thiên lý là không có hình thể. Chỉ là một đoàn thiên đạo phép tắc quang, tuy có ý chí, nhưng vô hình vô chất, như gió bên trong lục bình. Mặc dù trên đời trong mắt người, thiên lý vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể ngửa mặt trông lên cùng kính sợ, nhưng đến Vũ Hoàng Cổ Đế cảnh giới này, thiên lý đã không đủ gây sợ hãi. Thậm chí nếu quả thật chiến đấu, thiên lý không phải Vũ Hoàng Cổ Đế địch thủ. Vì dài xa hơn dự định, thiên lý cần tạo nên hình thể, bất luận là thần hồn hình thái. Vẫn là thân thể hình thái, tóm lại phải có một cái hình thể, nếu không vô hình vô chất, căn bản không phải Vũ Hoàng Cổ Đế, mà tổ vô thiên đám người địch thủ, càng không thể nào dòm ngó gặp không không. Mà ngày xưa thiên không thần long, chấp trưởng đệ nhất thiên lý quy luật, nó lưu lại thần hồn, chính là hôm nay thiên lý nhất đồ mong muốn. Chỉ cần dung hợp bầu trời long hồn, hôm nay thiên lý, có thể khôi phục cổ xưa vinh quang, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, mà tổ vô thiên các người tranh phong. Vốn là bầu trời long hồn, người sớm liền có thể bắt vào tay cho ta, hết lần này tới lần khác muốn ở lại cổ U Hải Thành bên kia, người nói rõ là cố ý qua loa lấy lệ ta. Thiên lý thanh âm càng ngày càng nghiêm nghị, vậy một đoàn quang mang, kịch liệt lay động. Sau đó, toàn bộ vạn khư thần điện bầu trời,
đều là sấm sét cổn đáng, mây đen đầy vải, có trùng trùng phong lôi chấn động, còn có bão tuyết lửa trời tai hỏa hung quang, quanh quẩn không tiêu tan, xúc thế đãi phát. Ta giết không chết ngươi, chẳng lẽ còn giết không chết ngươi đồ tử đồ tôn? Thiên Lý Nghiêm uy danh hiếp, hôm nay bầu trời long hồn thất lạc, nhưng là để cho hắn vô cùng giận dữ. Bầu trời long hồn đánh rơi đến liền thất lạc thời không bên trong, mà thất lạc thời không, truyền thuyết là từ không không trong thế giới đản sanh ra, thời không quy luật gần như ngừng, một mảnh hỗn độn, thế giới vô biên vô tận bát ngát, muốn ở bên trong tìm một món tàn hồn, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Phú Hoàng cổ đế thấy Thiên Lý nổi giận, ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cứ việc động thủ, người toàn bộ giết sạch tốt nhất, cũng tiết kiệm được ta động thủ, dính liền khí huyết nhân quả, tốt nhất toàn bộ thái thượng thế giới, đều bị ngươi tàn sát sạch, vậy thế giới liền thanh tịnh, một phiến trống rỗng, nói không chừng ta còn có thể trước thời hạn dòm ngó gặp không không thế giới. Ngươi, ngươi, Thiên Lý vô cùng tức giận, không nghĩ tới Vũ Hoàng cổ đế lạnh như vậy khốc, nói tin đồn ngươi Vũ Hoàng cổ đế, cay nghiệt thiếu tình cảm, máu lạnh vô sỉ, hôm nay ta coi như là thấy được. Vũ Hoàng cổ đế vuốt râu cười một tiếng, nói, những thứ này trần tục nhân quả, đều là vô căn cứ, chỉ có võ đạo đỉnh cấp, không không thế giới, mới là thật, vì dòm ngó gặp không không, cái khác hết thảy đều có thể buông tha. Thiên Lý nói, người vi phạm lời hứa, lưng đeo Thiên Lý nhân quả, ta xem ngươi còn tu luyện thế nào đi xuống. Vũ Hoàng cổ đế nói, ai nói ta làm trái lời hứa. Ngươi muốn tạo nên hình thể, không phải nếu không phải là bầu trời long hồn không thể. Thiên Lý chớp sáng một hồi chớp động, nói, ngươi còn có biện pháp khác. Ước định giữa chúng ta, là trong 3 năm phải hoàn thành, ngươi còn muốn dẫn dụ thôn vệ chi vương sao? Lúc đầu Vũ Hoàng cổ đế, đem bầu trời long hồn, ở lại An Thiết Tâm trên tay, không có cướp lấy, là muốn dụ dụ thôn vệ chi vương. Thôn vệ chi vương, chính là 4 lớn thú vương một trong, chính là Thái Cổ Thao Thiết, cùng Thiên Không Thần Long là đồng môn. Năm đó Hồng Quân lão tổ tọa hóa, đặt chân không không, ở hiện thế tới giữa, thật ra thì ngang hàng chết, tọa hạ tứ đại thần thú toàn bộ chết theo. Thôn vệ chi vương, năm đó vậy đi theo chết theo, bất quá nó là thao thiết thần thú, chết đi vạn cổ sau đó, dựa vào chiếm đoạt phép tắc năng lượng, lại lần nữa hồi phục lại. Vũ Hoàng cổ đế kế hoạch, chính là lợi dụng bầu trời long hồn, dụ bắt thôn vệ chi vương. Một khi chộp được thôn vệ chi vương, nắm giữ thao thiết chiếm đoạt quy luật, hắn sau này chiếm đoạt luyện hóa địa tâm vực khí vận, sẽ đơn giản dễ dàng rất nhiều. Nhưng, thôn vệ chi vương chậm chạp không có phát hiện thân, rõ ràng không có bị lừa. Vũ Hoàng cổ đế nói, không, thôn vệ chi vương khiếp nhược hoảng, muốn dụ dụ nó đi ra, cơ hồ không thể nào, ta định bắt tóm Bác Mãng Thị Thánh Tử, đem hắn hiến tặng cho ngươi. Thiên Lý nói, Bác Mãng Thị Thánh Tử, chính là vậy hai con ngươi ác mộng. Bác Mãng Thị, chính là ác mộng thần tộc họ, tổ tiên Bác Mãng Quá Võ, chính là 4 lớn thú vương bên trong ác mộng thần thú. Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt híp lại, nhớ lại. Hắn nhớ Diệp Thần bên người, có một đầu hai con ngươi ác mộng, nếu như không nhìn lầm, đó chính là Bác Mãng Quá Võ huyết mạch người thừa kế, cũng chính là Bác Mãng Thị Tộc Thánh Tử. Tương truyền Bác Mãng Thị Tộc Thánh Tử thần bí mất tích, rồi sau đó căn cứ hắn điều tra, chẳng biết tại sao, cái này thánh tử hóa là 3 giọt máu tươi tích chữ mệnh, bị mọi người dự là thái cổ di trùng. Thiên Lý nói, người muốn bắt tóm Bác Mãng Thánh Tử, nơi nào có như thế dễ dàng. Hắn đi theo ở luân hồi chi chủ bên người, bị luân hồi khí vận che chở, người muốn đem bắt, trừ phi trước hết giết luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng cổ đế ha ha cười một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, chờ ta tin tức tốt đi. Thiên Lý nói, muốn chờ bao lâu? Vũ Hoàng cổ đế trầm ngâm một tí, vốn muốn nói mấy ngày bên trong, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nói, không phải nói ước định 3 năm sao? Ngươi gấp cái gì, trong 3 năm hoàn thành ước định là được, nếu như thuận lợi, có thể 3 ngày là được rồi. Thiên Lý hừ một tiếng, nói, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng, nếu không ta liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Vũ Hoàng cổ đế cười ha ha một tiếng, nói, vạn cổ tới nay, ngươi là cái đầu tiên dám trước mặt người uy hiếp ta chờ. Thiên Lý lại nữa lời nói, chớp sáng lóe lên, sau đó che giấu ở trong hư không. Hoàn toàn chui đi. Mà đến Khơ Thiên Lý sau khi đi, Vũ Hoàng cổ đế đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn Thúy Trúc Tiên Trì, đánh một đạo pháp quyết, quát khẽ, mở. Ùm ùm.
ao nước nứt ra, lộ ra một cái sâu thẳm khe hở. Phú Hoàng Cổ Đế lắc người một cái, ngay tức thì qua lại, xuyên qua kẽ hở, đi tới ao nước phía dưới. Nhưng gặp đáy nước bên trong, chính là một tòa hầm giam. Trong ngục dưới lòng đất, phòng ấn một đầu sư ma hình dáng hung thú, hai con ngươi một phiến đen nhánh, tràn ngập ma khí, bề ngoài cùng ác mộng thần tộc giống nhau như đúc, nhưng hơi thở muốn hung ác âm ngoan rất nhiều. Phú Hoàng Cổ Đế, ngươi làm sao tới? Vậy sư ma hung thú, cả người bị từng cái xích sắt những ràng buộc, chịu đủ hành hạ, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, liền lộ ra vô cùng là tàn bạo ánh mắt. Phú Hoàng Cổ Đế khẽ mỉm cười, nói, Bắc Mãng Trụ, ta có nhiệm vụ cấp cho ngươi. Vậy sư ma hung thú nói, nhiệm vụ gì? Ta Bắc Mãng ma tộc, tuyệt không ngoác đuôi xin xỏ, người muốn giết cứ giết, ta sẽ không vì ngươi cống hiến. Phú Hoàng Cổ Đế cười nói, ta biết các ngươi ác mộng thần tộc, phân là vương tộc cùng ma tộc, hai tộc mấy đời không cho, ngươi là ma đồng ác mộng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta sẽ đích thân ra tay, vì ngươi tiêu diệt Bắc Mãng vương tộc thành viên, để cho các ngươi ma đồng ác mộng một nhà độc bá. Tên kia là Bắc Mãng Trụ ma đồng ác mộng, nghe được Phú Hoàng Cổ Đế mà nói, nội tâm nhất thời động một cái, nói, ngươi chịu ra tay. Không sợ dính nhân quả sao? Phú Hoàng Cổ Đế cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta ủy thác nhiệm vụ, cái gì nhân quả ta đều có thể chịu đựng. Bắc Mãng Trụ một đôi đen nhánh con ngươi, hơi lóe lên, nhưng biết Phú Hoàng Cổ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm, tàn bạo vô tình, nên cũng không dám tùy tiện đáp ứng, nói, ngươi trước nói nghe một chút, cần ta làm gì? Phú Hoàng Cổ Đế nói, ta đã tra được Bắc Mãng vương tộc thánh tử vị trí, ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, ta không tốt hạ xuống, ngươi thay ta đi một chuyến, đem vậy thánh tử giết chết, tên hắn tựa hồ kêu Tiểu Hoàng tới, một vị thần tộc, lại sẽ rơi được như vậy tên chữ, thật là buồn cười. Bắc Mãng Trụ ha ha cười lạnh nói, Tiểu Hoàng, thật đúng là khó nghe, ta còn tưởng rằng là một con chó đâu, thật là vương tộc thánh tử. Hắn cũng mất tích hơn 10.000 năm, ngươi tìm được. Phú Hoàng Cổ Đế khoát tay một cái, nói tên chữ chỉ là biệt hiệu, không trọng yếu, phổ thông tên chữ ngược lại dễ nuôi, hắn lưng đeo Bắc Mãng tổ vương huyết mạch, có thể sống sót đến nay, vận khí ngược lại không tệ, ta xác định hắn ngay tại Hắc Ám Cấm Hải. Bắc Mãng Trụ nói, vương tộc thánh tử, huyết mạch cường hãn, ta một thân một mình, chưa chắc là hắn địch thủ. Phú Hoàng Cổ Đế nói, yên tâm, ta ban cho ngươi Phạm Thiên Thần Công, chữ Lâm Quyết, ngươi có thể ung dung đem vậy thánh tử chém chết. Vừa nói, Phú Hoàng Cổ Đế ngón tay đưa ra, điểm ở Bắc Mãng Trụ trên trán, một món kim quang xuyên qua mà qua. Bắc Mãng Trụ ống một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy nhức đầu đau sắp nứt. Mà ở nơi này nhọn đau sau cơn đau, chính là thể hồ quán đỉnh vậy, có mênh mông tuyệt diệu thần thông, in vào hắn trong thức hải. Đó là Phạm Thiên Thần Công, chữ Lâm Quyết thần thông. Bắc Mãng Trụ ngẩn ngơ, nó tự nhiên rõ ràng Phạm Thiên Thần Công lợi hại, Phú Hoàng Cổ Đế lại có thể chịu ban thưởng một quyết, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi ban cho. Phú Hoàng Cổ Đế khẽ mỉm cười, nói, người nắm giữ chữ Lâm Quyết, muốn giết vậy Bắc Mãng thánh tử, dễ như trở bàn tay, nhưng người muốn chú ý, chủ nhân hắn là Luân Hồi Chi Chủ, người ngàn vạn lần không thể cùng Luân Hồi Chi Chủ là địch, nếu không một chiêu bên trong, liền phải bị giết. Diệp Thần trưởng thành đột phá quá nhanh, hôm nay đã đến hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa kiếp trước 6 đạo viên mãn, nếu như chiến đấu, trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, đều phải bị Diệp Thần tùy tiện chém chết. Bắc Mãng Trụ thực lực, cũng là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cỡ đó, coi như hơn nữa chữ Lâm Quyết, cũng không thể là Diệp Thần địch thủ. Cái gì, Luân Hồi Chi Chủ, vậy vương tộc nghiệt tử, lại có thể đầu phục Luân Hồi. Bắc Mãng Trụ kinh hãi, nó lại không nghĩ rằng, vương tộc thánh tử lại có thể đi theo Luân Hồi. Luân Hồi uy nghiêm hùng bá chư thiên, nó sớm có nghe đồn, nếu như có Luân Hồi Chi Chủ che chở nói, nó muốn giết vương tộc thánh tử, cơ hồ không thể nào. Phú Hoàng Cổ Đế nói, đừng hoảng hốt, ngươi thi triển chữ Lâm Quyết, có thể mở ra một cái viễn cổ ma thần chiến trường, ngăn cách người ngoài tiến vào, ta chỉ ngươi như thế nào mở ra. Lập tức Phú Hoàng Cổ Đế, Tương Lâm Tự Quyết tinh túy, như thế nào triệu hoán ma thần, mở ra chiến trường, liên lạc huyết mạch, ngăn cách người ngoài vân. Vân mấu chốt, đều nhất nhất nói cho Bắc Mãng Trụ. Bắc Mãng Trụ âm thầm thán phục Phú Hoàng Cổ Đế võ đạo kiến thức, rung động được không nói ra lời. Phú Hoàng Cổ Đế bắn ra chỉ, chặt đứt trói buộc nó gông xiềng, nói, ngươi lên đường đi,
nhớ không nên trêu chọc luân hồi chi chủ, bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết Bắc Mãng Thánh Tử, cướp lấy huyết mạch hắn là được. Bắc Mãng Trụ trong lòng động một cái, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi cướp lấy Bắc Mãng Vương Tử huyết mạch, có ý đồ gì? Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt run lên, nói, biết được quá nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt, tóm lại ngươi giữ ta phân phó làm theo, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thay ngươi dọn dẹp Bắc Mãng Vương tộc thành viên, nhưng cái này phần tổ vương huyết mạch, là không thể nào cho tài sản của ngươi, các ngươi ma đồng ác mộng nhất tộc, còn không người có tư cách thừa kế. Bắc Mãng Trụ trong lòng trầm xuống, ác mộng thần tộc chia ra, phân chia vương tộc cùng ma tộc cho tới nay, cũng muốn cướp lấy tổ vương huyết mạch. Hiện tại, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn nhúng tay vào, trực tiếp đem tổ vương huyết mạch cướp đi, Bắc Mãng Trụ nội tâm bên trong, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng, tình thế bức người, vậy không tới phiên hắn làm chủ. Thôi, ta trước đem tổ vương huyết mạch đoạt trở lại, làm tiếp dự định. Bắc Mãng Trụ quyết định chủ ý, liền rời đi hầm giam, dựa theo Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ thị, đi Hắc Ám Cấm Hải bay đi, chuẩn bị tiêu diệt Tiểu Hoàng, cướp lấy tổ vương huyết mạch. Mà lúc này, Tiểu Hoàng đang cùng Diệp Thần các người cùng nhau, ở cổ U Hải Thành trong hư không, chờ đợi phụ mẫu đến. Hồng Quân tọa hạ thần thú, Mộng Yểm Chi Vương, Bắc Mãng Thị Tộc, Tổ Vương Huyết Mạch, Tổ Địa Cố Hương, các loại nhân quả, vô cùng phức tạp. Tiểu Hoàng ánh mắt hơi có chút mờ mịt, thân thể bí mật mau muốn cởi bỏ, hắn phụ mẫu rất nhanh sẽ tới, nhưng hắn nhưng không cao hứng nổi, luôn cảm giác con đường phía trước mê mang, hung hiểm trùng trùng. Chủ nhân, Tiểu Hoàng dựa vào đến Diệp Thần bên người, mới cảm thấy một chút an ổn. Không có chuyện gì. Diệp Thần xoa xoa Tiểu Hoàng đầu, yên tĩnh chờ. Như vậy qua được chốc lát, phương xa chân trời, đột nhiên truyền đến cuồn cuộn sấm tiếng, tựa hồ có một cổ khí tức cường đại, sắp muốn hạ xuống. Tới sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, chỉ lấy là Tiểu Hoàng phụ mẫu phải đến, hắn cũng đích xác bắt được một chút ác mộng thần tộc huyết mạch hơi thở. Tiểu Hoàng cả người lông đảo thụ, không biết là khẩn trương vẫn là cái gì, con ngươi nhìn chằm chằm xa phương thiên không. Yên Vũ Tiên Tôn cùng Kiếm Vô Danh vậy ngẩng đầu nhìn, nhưng gặp có một cổ cuồn cuộn ma khí, gào thét tới. Vậy ma khí phun trào lúc đó, hiển hóa ra một tôn nguy nga hung thú bóng người, hình dáng cùng Tiểu Hoàng kém không nhiều, nhưng con ngươi nhưng là quỷ dị màu đen, hiện đầy ma khí. Yên Vũ Tiên Tôn Ai Yêu một tiếng thét kinh hãi đứng lên, rõ ràng phát hiện không ổn. Kiếm Vô Danh vậy cảm nhận được liền nguy hiểm, rút ra xương thú kiếm. Ma đồng ác mộng. Diệp Thần thấy vậy hung thú bóng người, đặc biệt là đen nhánh kia con ngươi, ngay tức thì nhớ lại Giả Thiên Ma Đế trước khi đi, nói tới qua ma đồng ác mộng. Cái này đầu hung thú, tựa hồ chính là ma đồng ác mộng. Viễn cổ ma thần, như ta trụ sắp. Vậy ma đồng ác mộng bạo xông lên tới, trong cổ họng phát ra động trời thú hống, một cái to lớn sắp chữ, ở sau lưng nó hiển hóa đi ra. Phạm Thiên Thần Công, chữ Lâm Quyết. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, bắt được Phạm Thiên Thần Công hơi thở. Ở Phạm Thiên Thần Công bên trong, chữ Lâm Quyết có thể triệu hoán viễn cổ ma thần, hạ xuống đến trên người mình, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, Diệp Thần trước kia vậy gặp qua. Cái này chữ Lâm Quyết, trên thực tế là triệu hoán phương pháp. Nhưng gặp vậy ma đồng ác mộng một tiếng thú gào, chữ Lâm Quyết bùng nổ, chung quanh ngàn vạn nặng hư không, băng diệt nổ tung, một tôn tôn khổng lồ, mênh mông, vô địch ma thần bóng người, dần dần hạ xuống. Những thứ này ma thần, đều là vô cùng là cổ xưa tồn tại, là ngày cũ thời đại, ngày cũ đứng đầu cùng thập đại lão tổ, lẫn nhau tranh đấu đánh giết thời điểm, tồn tại ma thần. Bọn họ cho dù là chết, vậy có ý chí lưu tồn tại thế gian, hiện tại vừa nghe đến chữ Lâm Quyết cảm cho đòi, lập tức hạ xuống. Ngay chớp mắt, chừng mấy trăm ma thần, chi chít, đem Diệp Thần, Tiểu Hoàng, Yên Vũ Tiên Tôn, Kiếm Vô Danh các người vây quanh. Rồi sau đó, không gian quy luật chấn động, một phiến cổ xưa ma thần chiến trường, vậy được triệu hoán liền đi ra, vắt ngang ở trong hư không. Diệp Thần các người, liền đứng ở nơi này phiến ma thần chiến trường trên phế tích. Chút tài mọn, cũng muốn vây khốn ta. Diệp Thần ánh mắt run lên, lập tức rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, chuẩn bị phá đánh ra. Lấy hắn thực lực trước mắt, vậy trăm gia cảnh cường giả, căn bản không có thể vây khốn hắn. Mà vậy ma đồng ác mộng, chỉ là trăm gia cảnh tầng 2 thiên mà thôi, coi như nắm giữ chữ Lâm Quyết, thật chiến đấu, Diệp Thần 10 chiêu bên trong có thể chém chết thủ thắng.
Nhưng là, ngay tại Diệp Thần mới vừa rút kiếm lúc đi ra, một cổ cường đại lực bài xích, đem hắn trực tiếp ép ra ngoài. Cái này cổ lực bài xích, lại mang theo vạn khư quy luật ý chí. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bị dồn đến ma thần chiến trường ra, cũng may vậy cổ ý chí không hề mạnh, vậy không có thể thương tổn tới hắn. Yên Vũ Tiên Tôn cùng kiếm vô danh, vậy bị ép đi ra, sắc mặt hai người đều là mờ mịt. Ở ma thần trên chiến trường, chỉ để lại Tiểu Hoàng và ma đồng ác mộng hai con cự thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ nhân, Tiểu Hoàng thấy Diệp Thần đến bên ngoài, liền muốn phi thân đi ra ngoài. Nhưng vừa lúc đó, vậy ma đồng ác mộng thân thể chớp mắt, cản đường ở Tiểu Hoàng trước mặt, nói, vương tộc nhà nghiệt tử, ngày hôm nay ngươi đừng muốn đi. Ngươi là ai? Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vậy ma đồng ác mộng, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Vậy ma đồng ác mộng cười ha ha một tiếng, nói ta chính là ma tộc nhà thánh tử, Bắc Mãng Trụ. Đúng rồi, người từ nhỏ bị đưa đi, không gặp qua ta, cũng không biết ta tên chữ, người đường đường vương tộc thánh tử, dường như liền tên chữ cũng còn không có, người kêu Tiểu Hoàng. Làm sao nổi lên một con chó tên chữ, cũng không sợ thất lạc ta Bắc Mãng thị mặt mũi. Tiểu Hoàng có chút nghi ngờ, hắn bản thể đến từ Côn Lôn Hư. Nhưng kết hợp ba giọt mọi người cái gọi là thái cổ di chủng lột xác thành hôm nay, mà Bắc Mãng Trụ hiển nhiên là nói mình thái cổ di chủng thân phận. Hắn biết mình vừa là Côn Lôn Hư Tiểu Hoàng, cũng là vậy quá cổ di chủng thừa kế thân phận. Cho ta im miệng. Tiểu Hoàng vô cùng tức giận, hai con người bùng nổ đỏ xanh ánh sáng, mãnh liệt hướng Bắc Mãng Trụ đạp chết đi, móng vuốt có vô cùng là bén hàn mang nổ bắn ra ra. Thần thông cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta đạt được Vũ Hoàng cổ đế ban phúc. Ngươi tuyệt đối không phải ta địch thủ. Bắc Mãng Trụ ha ha cười một tiếng, đi về sau bay ngược đi, đồng thời chữ lâm quyết mở, bầu trời chiến trường, một đạo cổ xưa ma thần bóng người, lập tức hạ xuống đến nó trên người, cũng hoàn toàn dung nhập vào nó trong huyết mạch. Giao. Nhất thời, Bắc Mãng Trụ thân thể, bộc phát ra mênh mông ma quang, như cổ xưa ma thần lại đến thế gian. Ma uy hiển hóa, phá. Bắc Mãng Trụ một móng vuốt đánh ra. Như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hung hăng một móng, cách không đánh vào Tiểu Hoàng trên người. Phốc xích. Tiểu Hoàng há mồm phun ra máu tươi, bị đánh được rơi xuống đất, mặt đất cũng lõm sụp xuống. Tiểu Hoàng. Diệp Thần kinh hãi, giữa trán lửa giận nhảy lên, liền chuẩn bị cầm kiếm tiến vào chiến trường, cứu vãn Tiểu Hoàng. Luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn. Bắc Mãng Trụ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lạnh lùng nói cái này phiến ma thần chiến trường, cùng ta huyết mạch tương liên, ta đã định hạ quy tắc, nếu như có ác mộng thần tộc người bên ngoài xông vào, chiến trường lập tức muốn nổ, ta cố nhiên là chết, nhưng người con chó này, chỉ sợ cũng phải chết. Vừa nói nhìn Tiểu Hoàng một mắt, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cẩn thận cảm ứng một tí, quả nhiên phát hiện, cái này phiến ma thần chiến trường, thật ra thì tương đương với Bắc Mãng Trụ mở ra ra tự tại thiên thế giới. Ở nơi này phiến tự tại thiên trong thế giới, hắn đã lập được quy tắc, một khi có người ngoài xông vào, chiến trường lập tức nổ, hắn cùng Tiểu Hoàng thân chỗ chiến trường bên trong, cũng muốn đi theo tiêu diệt. Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn muốn xông vào, coi như chiến trường nổ, hắn vậy có nắm chắc, đem Tiểu Hoàng cứu vãn lại được. Bắc Mãng Trụ tựa hồ nhìn ra Diệp Thần tâm tư, cười nói, luân hồi chi chủ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là ta cùng vương tộc thánh tử ân oán. Không tới phiên ngươi nhúng tay, ngươi cứng rắn muốn nhúng tay, mảnh chiến trường này nổ, cuối cùng sẽ than xúc, đánh rơi đến thất lạc thời không bên trong, ngươi tuyệt không thể nào cứu vãn. Ngay lúc nói chuyện, Bắc Mãng Trụ móng vuốt đạp đất, chiến bên ngoài sân hư không, mơ hồ có thất lạc thời không dị tượng, hiển hóa liền đi ra. Nó quả nhiên không có nói láo, một khi chiến trường nổ, than xúc hủy diệt, cuối cùng sẽ mất vào tay giặc đến thất lạc thời không bên trong, hết thảy tồn tại đều phải bị chìm ngập. Ngươi là muốn cùng Tiểu Hoàng đơn đả độc đấu? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Bắc Mãng Trụ thử nhe răng, nói, không sai, ta ác mộng thần tộc, phân là ma tộc cùng vương tộc, hắn là vương tộc thánh tử, mà ta, nhưng là ma tộc thánh tử, hôm nay nên là thanh toán hết thảy thời điểm. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, trên mình ngươi có vạn khư thần điện nhân quả, ngươi có Vũ Hoàng cổ đế ban phúc, coi là cái gì đơn đả độc đấu? Bắc Mãng Trụ cười nói, vương tộc thánh tử. Người mang tổ vương huyết mạch, nội tình vượt xa ta, ta mượn dùng Vũ Hoàng cổ đế lực lượng, đúng lúc là công bằng. Tiếng nói rơi xuống,
Bác Mãng Trụ thân thể bạo như vậy liều chết xung phong ra, hình thú thân thể người lập lên, chữ Lâm Quyết bùng nổ, cả người rắc rắc sát vang dội, che phủ một tầng ma thần chiến giáp. Sau đó, nó hoàn toàn hóa thân thành cổ xưa ma thần, như một đầu hung hãn chiến tướng, hình tượng hoàn toàn lột xác, chỉ có một đôi đen nhánh thú đồng, còn có thể nhìn ra nó là ma đồng ác mộng thân phận. Nham súng phá trời, chấn. Bác Mãng Trụ một tiếng gầm thét, chữ Lâm Quyết thi triển dưới, một cán to lớn súng trường, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong tay nó. Cái này cần súng trường, hoàn toàn là nham thạch đúc thành, hùng hồn, nặng nề, không thể nhất thế, một súng chấn áp, nó lại muốn một súng đem tiểu hoàng đóng đinh. Tiểu hoàng thần sắc đại biến, Bác Mãng Trụ tu vi, ước chừng đạt tới trăm gia cảnh tầng hai trời, vượt qua hắn rất nhiều, hơn nữa lại nắm giữ vạn khư thần điện chữ Lâm Quyết, hắn nhất thời rơi vào hiểm cảnh, thế cục đặc biệt không ổn. Viễn cổ máu tươi, cháy. Tiểu hoàng cắn răng một cái, thiêu đốt lên tự thân huyết mạch, lâu dài tới nay tu luyện, hắn đã nắm giữ không thiếu huyết mạch lực lượng, mặc dù còn không khôi phục tổ vương huyết mạch chân chính thần uy, nhưng vậy không phải chuyện đùa. Cái này một tí huyết mạch cháy, tiểu hoàng cả người nhất thời toát ra kim quang. Ở nơi này cổ kim quang ra chỉ xuống, hắn nhanh chóng nhất thời đổi được bén nhạy, tung người nhảy một cái, né tránh Bác Mãng Trụ công kích. Phịch. Bác Mãng Trụ nham súng, thật sâu đánh vào chiến trường đồng hồ trên, nhất thời đập ra một cái hố sâu, mặt đất làm chấn động, khắp nơi bầu trời là bể tan tành. Hống. Tiểu hoàng một tiếng gào thét, hai con người âm dương ánh sáng nổ tung, đạp chết đến Bác Mãng Trụ mặt trên, móng vuốt biến dạng xuống. Người tu vi quá kém, không phải ta địch thủ. Bác Mãng Trụ hừ lạnh một tiếng, tay trái hung hăng đánh ra, mang ma thần oai, phịch đích một tiếng, đem tiểu hoàng đánh rơi xuống đất. Tiểu hoàng hộc máu lần nữa, cả người khung xương nổ vang, không biết bể nhiều ít xương, nằm trên đất, nhưng liền leo cũng không bò dậy nổi. Tiểu hoàng. Diệp thần kinh hãi không thôi, muốn đi cứu viện, nhưng cuộc chiến đấu này, nhưng là Bác Mãng Trụ cùng tiểu hoàng sống chết đánh giết, nếu như người ngoài tùy tiện xông vào nói, cũng rất có thể đưa đến chiến trường tan vỡ. Ha ha, vương tộc nhà nghiệt tử, xem ra ngươi phụ mẫu cho ngươi phong ấn, hôm nay là hại ngươi chết. Bác Mãng Trụ cười lạnh, tiểu hoàng tổ vương huyết mạch, từ nhỏ liền bị phong ấn, nếu như không phải như vậy, hôm nay tiểu hoàng, cũng sẽ không như vậy chật vật. Chết đi cho ta. Bác Mãng Trụ chỉ sợ chậm thì xanh biến, nham súng lập tức ném xuống, muốn giết chết tại chỗ tiểu hoàng. Diệp thần xem tới nơi này, không thể kiềm được, Long Uyên Thiên Kiếm nắm chặt, chuẩn bị không để ý hết thảy động thủ. Hiện tại tiểu hoàng cũng mau phải bị giết, không có so với cái này càng kết quả xấu. Nhưng ngay vào lúc này, một tôn ấn tỷ, do như núi cao vậy, biến dạng hư không, phá thiên mà rơi xuống, rơi vào tiểu hoàng trước người, vừa vặn chặn lại vậy nham súng bắn chết. Hồng quân pháp bảo, phiên thiên ấn. Bác Mãng Trụ thấy cái này tôn ấn tỷ, nhất thời hoảng hốt. Nhưng gặp vậy ấn tỷ đại bàng long họa phượng, kim quang minh mông, mặt ngoài điêu khắc vô cùng là sáng chói lộng lẫy, phần đáy in tám chữ to. Hồng quân phúc thọ, vạn cổ vô cương. Pháp bảo này, chính là ngày xưa, Hồng quân lão tổ tự tay chế tạo thất bảo một trong, kêu làm phiên thiên ấn, có thay đổi hoàn toàn, điên đảo vũ trụ oai. Cái này phiên thiên ấn một hạ xuống, lập tức bảo vệ được tiểu hoàng. Bác Mãng Trụ kinh hãi dưới, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hôm nay không gió nổi mây vần, kim quang cuồn cuộn, có hai con cự thú, biến dạng hư không xuất hiện. Cái này hai con cự thú, đều là ác mộng thần thú, bề ngoài cùng tiểu hoàng, Bác Mãng Trụ như nhau, hiển nhiên là huyết mạch tương thông, bọn chúng trong con ngươi, lóe lên kim quang sáng chói, chánh khí mênh mông. Xem cái này hai con cự thú hình dáng, một thư một hùng, Diệp thần chỉ nhìn một cái, cũng biết chúng là tiểu hoàng phụ mẫu. Bác Mãng Trụ, ngươi dám đả thương con trai ta. Vậy hùng thú sấm sét tức giận, phá không hạ xuống xuống, cùng vậy thư thú cùng nhau. Rơi vào chiến trường bên trong. Chúng đều là ác mộng thần thú, cho nên cũng không có kích động quy tắc. Bác Mãng Tiêu, Bác Mãng Tính, các ngươi làm sao tới? Bác Mãng Trụ kinh hãi không thôi, thân thể phát run, thậm chí không cách nào duy trì ma thần thân thể, run một cái, lại đổi trở về ma đồng ác mộng hình dáng. Tiểu hoàng thấy vậy hai đầu thư hùng cự thú, huyết mạch nhất thời sản sinh ra một cổ hết sức quen thuộc cảm giác thân cận. Hắn biết mình mặc dù không phải là chân chính ý nghĩa trên hai người con trai,
nhưng thừa kế huyết mạch của bọn họ và vậy ba giọt máu tươi liền đại biểu thừa kế bọn họ con trai thân phận, liền bật thốt lên kêu lên cha, nương. Cái này cha mẹ tiếng hô, giống như xuất từ sẵn có, chút nào cũng không lộ vẻ được ngưng động chất. Vậy hai đầu thư hùng cự thú, nghe được cái này kêu gọi, vô cùng vui vẻ yên tâm cùng kích động, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Hài nhi chớ hoảng sợ, là cha bảo vệ ngươi. Tiểu hoàng phụ thân tiến lên trước một bước, khởi động phiên thiên ấn, hướng bác mãng trụ đập tới. Bác mãng trụ lật đật rút người ra né tránh, xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng cắn răng, nói, rất tốt, coi là các ngươi ngày hôm nay may mắn, chúng ta sau này sẽ chậm chậm tính sổ. Nó không dám lại lưu lại nữa, lập tức biến dạng hư không độn trốn. Dẫu sao, tiểu hoàng phụ mẫu đều tới, nếu như đánh tiếp nữa mà nói, nó căn bản không có phần thắng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà theo bác mãng trụ bỏ chạy, cái này phiến ma thần chiến trường, cũng ở đây sụp đổ, thậm chí hướng thất lạc thời không than xúc đi xuống. Tiểu hoàng phụ mẫu, lập tức mang hắn bay đi ra, trở lại Diệp thần bên người. Chủ nhân, tiểu hoàng lần nữa thấy Diệp thần, vô cùng vui vẻ, chạy nhanh tới Diệp thần bên chân. Diệp thần thở phào nhẹ nhõm, sờ một cái tiểu hoàng đầu, nói, không sao. Vậy hai con cự thú, nhìn Diệp thần, hơi có chút kính sợ cùng rung động. Vậy hùng thú nói, các hạ chính là luân hồi chi chủ sao? Nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, có vẻ vinh hạnh. Diệp thần nói, tiền bối không cần đa lễ, ngươi là tiểu hoàng phụ thân sao? Tiểu hoàng, vậy hùng thú hơi dừng lại một chút, sau đó thư thái nói, chính là. Ta kêu bác mãng tiêu, chính là đương kim bác mãng thị trưởng giáo, đây là vợ ta, cũng là trong miệng ngươi tiểu hoàng mẫu thân. Vừa nói nhìn xem đầu kia thư thú. Vậy thư thú nói, thiếp bác mãng tính, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp thần ôm quyền nói, hạnh hội, hạnh hội. Tiểu hoàng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải là chân chính đối phương hài tử, chỉ bất quá thừa kế huyết mạch và thân phận, không hề biết mình tên thật, liền nói cha, nương, vậy ta tên chữ, lại kêu cái gì. Cho đến ngày hôm nay, tiểu hoàng mới biết mình vậy ba giọt máu tươi thân thế, nhưng hắn chỉ biết là mình xuất thân bác mãng. Cũng không biết cụ thể tên họ. Bác mãng tiêu con người hơi trầm xuống, nói, hài nhi, năm đó ngươi lúc mới sinh ra, thức tỉnh tổ vương huyết mạch, khí tượng quá lớn, đưa tới bác mãng ma tộc mơ ước, lúc ấy chúng ta vương tộc thế lực, không đạt tới ma tộc, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi huyết mạch lực lượng phong ấn, xuyên qua tầng tầng không gian, đem ngươi đưa đi, còn chưa kịp cho ngươi đặt tên. Dừng một chút, hắn nhìn về Diệp thần nói, như vậy đi, luân hồi chi chủ. Ngươi là tiểu hoàng chủ nhân, liền cho hắn dạy tên. Trước mắt tiểu hoàng danh tự này, chỉ có thể coi là biệt danh, không tính là tên thật. Diệp thần trầm ngâm một hồi, nói, bác mãng thì tổ tiên, tên là bác mãng quá võ, mà tiểu hoàng thừa kế tổ vương huyết mạch, như trời hạo ngày, tiền đồ vô lượng, liền kêu hắn bác mãng thái hạo đi. Bác mãng tiêu dù gì nói, bác mãng thái hạo, danh tự này không tệ, hài nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hoàng vui vẻ nói, có thể, chủ nhân cho ta đặt tên, ta rất thích. Bác mãng tiêu nói, ừ, tên chứ quan hệ đến tự thân khí vận, lơ là không được, người tên thật sau này liền kêu bác mãng thái hạo, ngược lại cũng không tệ. Tiểu hoàng tên thật, cứ như vậy quyết định, kêu bác mãng thái hạo. Diệp thần nói, tiểu hoàng, hai vị tiền bối, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ta mơ hồ tới giữa, bắt được một chút vô cùng là cảm giác bất an. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thiên cơ bắt dưới, Diệp thần luôn cảm giác nơi đây vô cùng nguy hiểm, nếu như lại lưu lại nữa, nói không chừng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Bác mãng tiêu khẽ vuốt cằm, tựa hồ phát hiện cái gì, nói, hẳn là ma tổ vô thiên sắp tới, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp thần cả kinh nói, ma tổ vô thiên, chẳng lẽ hắn muốn tới? Lúc đầu cổ nguy cơ này cảm giác, lại là ma tổ vô thiên mang tới. Bác mãng tiêu ngưng trọng nói, chúng ta vợ chồng hạ xuống nơi này, đã bị ma tổ vô thiên phát hiện, hắn sẽ không dễ dàng thả qua chúng ta. Diệp thần nói, tiền bối cùng ma tổ vô thiên có ân oán sao? Bác mãng tiêu nói, ngược lại không phải là ân oán, chỉ là ta ác mộng thần tộc tổ địa, ở bờ huyền hải, ma tổ vô thiên luôn muốn tìm được tiến vào huyền hải biện pháp, cho nên đã từng nhiều lần phát tin cho chúng ta, uy bách dụ dỗ, muốn ép chúng ta nói ra huyền hải tiến vào phương pháp. Diệp thần trong lòng động một cái, nói, huyền hải.
Bắc Mãng Tiêu nói, đúng vậy, Hắc Ám Cấm Hải trừ bên ngoài trong nước hải ngoại, còn có một cái huyền hải, truyền thuyết là Hồng Quân lão tổ một giọt nước mắt biến thành, vô cùng thần bí, ta ác mộng thần tộc tổ địa, liền ở bờ huyền hải, nhưng cụ thể như thế nào tiến vào huyền hải, ta cũng không biết, chúng ta tổ địa chỉ là ở bờ biển. Diệp Thần nói, mà tổ vô thiên người này, vui giận vô thường, vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc hắn, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần các người ngự gió rời đi. Bắc Mãng Tiêu ở phía trước dẫn đường, nói, luân hồi chi chủ, ta mang người đi Bắc Mãng tổ địa xem. Diệp Thần nói, cũng tốt. Bắc Mãng tổ địa ở bờ huyền hải, hơn nữa còn là ngày xưa mộng yểm chi vương cố hương, bên trong nói không chừng có Hồng Quân lão tổ lưu lại cơ duyên, Diệp Thần ngược lại là rất có hứng thú đi xem. Nếu như có thể đạt được Bắc Mãng thị trợ lực, hắn đối kháng vạn khư cũng có thể hơn một phần chắc chắn. Đám người một đường hướng Bắc, Tiểu Hoàng lần đầu cùng phụ mẫu đoàn tụ, tất nhiên không khỏi mừng rỡ, Diệp Thần vậy là hắn cảm thấy cao hứng. Một đường hướng Bắc phi hành, đám người sắp muốn bay khỏi bên ngoài biển địa giới. Nhưng ngay vào lúc này, phía trước hư không, đột nhiên một hồi sấm sét chấn động, sau đó hắc khí bạo dũng, một đóa đóa đen nhánh hoa sen, ở trên trời biển gian tách thả ra, vô số hoa sen tách thả ra tới giữa, lại có ngàn vạn chỉ màu đen con bướm, rào 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 bay lượn lên, vô cùng là rực rỡ tươi đẹp nguy nga. Thiên điệp múa lên, ma tổ vô thiên. Bắc Mãng Tiêu cùng Bắc Mãng Tính vợ chồng, nhất thời thần sắc đại biến, hai miệng đồng thanh kêu lên. Nhưng gặp đầy trời màu đen hoa sen tách thả ra, con bướm bay lượn tới giữa, một đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Đó là cái người đàn ông trung niên, cả người áo bào đen, mái tóc dài bù xù, ngồi ngay ngắn ở một tòa màu đen đài sen trên, vẻ mặt lãnh đạm như nước, vĩnh hằng lạnh lùng, chính là ma tổ vô thiên. Thời khắc này ma tổ vô thiên, quanh thân có từng cái màu đen con bướm biến ảo, thân hình hư phù phiếm phù, mơ hồ, rõ ràng chỉ là một món phân thân. Nhưng ở cái này phân thân sau lưng, nhưng lơ lửng một viên thiên châu. Vậy thiên châu, khắc ngàn vạn con bướm đồ đằng, đặc biệt lộng lẫy nguy nga. Đây là... Diệp Thần nhìn viên kia con bướm hạt châu, nhất thời kinh ngạc. Bắc Mãng Tiêu nói, là ma tổ vô thiên pháp bảo, thiên điệp thiên châu. Thiên điệp thiên châu. Diệp Thần con ngươi hơi co rúc lại, vậy bắt được thiên cơ. Lúc đầu thiên điệp thiên châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong. Đến nơi này một khắc, trong truyền thuyết thập đại thiên châu, Diệp Thần đã toàn bộ gặp qua, theo thứ tự là, võ thần thiên châu, đấu thần thiên châu, phương chu thiên châu, kinh chập thiên châu, thiều đông thiên châu, anh mộ thiên châu, linh khư thiên châu, trùng dương thiên châu, vọng thư thiên châu, thiên điệp thiên châu. Lần trước ma tổ vô thiên phủ xuống thời điểm, cũng là một đạo phân thân, nhưng lúc đó hắn không mang pháp bảo. Mà lần này, ma tổ vô thiên lại có thể vận dụng pháp bảo, rõ ràng tới ý bất thiện. Ma tổ vô thiên khóe miệng mang lạnh nhạt nụ cười, quét nhìn toàn trường, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn vọng Bắc Mãng Tiêu vợ chồng. Cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào Bắc Mãng Tiêu trên mình, cười nói, Bắc Mãng Tiêu, thật lâu không gặp. Tiếng nói rơi xuống. Ma tổ vô thiên sau lưng, gió bão chấn động, từng đạo cường đại bóng người nổi lên, chừng mấy chục ngàn người. Cái này mấy chục ngàn người, phần lớn thân mặc màu đen thiết giáp, uy vũ dọn ra, hiển nhiên là cựu Nhật Minh đại quân. Mấy chục ngàn người đồng loạt hạ xuống, không nói một lời, tác phong quân đội nguyên nghiêm túc, hơi thở âm trầm vắng lặng được dọa người, cho người một loại vô cùng to lớn uy áp. Ở cựu Nhật Minh đại quân trước, là mười mấy cựu Nhật Minh cao tầng hoặc nhân vật trọng yếu, Già Thiên Ma Đế, Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Hồng Huyên các người, cũng ở trong đó. Diệp Thần mới vừa cùng Già Thiên Ma Đế tạm biệt không lâu, lúc này lại lần nữa thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là yên lặng. Già Thiên Ma Đế thân bất do kỷ, thậm chí muốn cho Diệp Thần âm thầm nhắc nhở, nhưng cuối cùng đều bị vô thiên phá hoại. Hiện tại bọn họ lập trường không cùng, trận doanh khác nhau, nhưng là không thể tùy tiện trò chuyện. Mà hiện tại ma tổ vô thiên hạ xuống, rõ ràng không là hướng về phía Diệp Thần tới, mà là hướng về phía Tiểu Hoàng phụ thân, Bắc Mãng Tiêu tới. Bắc Mãng Tiêu tu vi, đạt tới trăm gia cảnh bốn tầng thiên, hơn nữa chấp trưởng phiên thiên ấn, thực lực quả thực cường hãn. Ma tổ vô thiên chân thân không thể tùy tiện hạ xuống, bởi vì ngày cũ quy luật cùng đương kim thời đại mâu thuẫn, một khi rời đi cựu Nhật Minh đạo tràng, hắn sẽ không so khó chịu. Cho nên, hắn hạ xuống.
chỉ là một đạo phân thân. Chỉ có một đạo phân thân, đối mặt Bác Mãng Tiêu, hắn vô cùng tự nhiên thận trọng, ước chừng mang theo mấy chục ngàn đại quân tới đây, hơn nữa mình vậy mang theo pháp bảo. Bác Mãng Tiêu thấy vậy mấy chục ngàn đại quân, đã thùng sắt vậy đem hắn cùng Diệp Thần các người vây quanh, nhất thời ánh mắt trầm xuống, nói, Ma Tổ Vô Thiên, người muốn làm cái gì? Ma Tổ Vô Thiên khẽ mỉm cười, nói, không việc gì, Bác Mãng Tiêu, ta không muốn cùng các người Bác Mãng Thị là địch, chỉ là muốn hướng người thám thính một chút chuyện nhỏ. Bác Mãng Tiêu nói, chuyện gì? Nếu như người muốn hỏi tiến vào huyền hải phương pháp, ta vẫn là câu nói kia, ta cũng không biết. Ma Tổ Vô Thiên nói, ha ha, các người Bác Mãng Thị tổ địa, ngay tại bờ huyền hải, người trấn thủ chỗ đó mấy trăm ngàn năm, làm sao sẽ không biết bước vào huyền hải biện pháp? Ta xem ngươi là muốn nuốt một mình huyền hải cơ duyên, Tiêu lão đệ, ta khuyên ngươi một câu, ăn một mình không kết quả gì tốt. Bác Mãng Tiêu nói, ta thật không biết, hơn nữa huyền hải rốt cuộc có tồn tại hay không, còn rất khó nói, chúng ta ở bờ biển, chỉ là thấy ảo ảnh thôi, mộng vậy tồn tại. Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, làm sao không tồn tại. Truyền thuyết vạn vật mấu kiếm quyết và bụi gai vương miện, ngay tại huyền hải bên trong. Ngươi không chịu nói ra nhập biển phương pháp, nhất định là muốn nuốt một mình cái này hai môn cửu thiên thần thuật. Nghe được Ma Tổ Vô Thiên chất vấn, Bác Mãng Tiêu sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Vạn vật mẫu kiếm quyết, bụi gai vương miện. Diệp Thần nghe được Ma Tổ Vô Thiên mà nói, trong lòng động một cái, mơ hồ tới giữa, cũng là bắt được một món thiên cơ. Cái này tia thiên cơ, quan hệ đến cửu thiên thần thuật. Có hai môn cửu thiên thần thuật. Truyền thuyết ngay tại huyền hải bên trong. Theo thứ tự là, vạn vật mẫu kiếm quyết, bụi gai vương miện. Vạn vật mẫu kiếm quyết, tương truyền là Hồng Quân lão tổ, vì tưởng niệm vợ quá cố, sáng tạo ra một môn kiếm pháp này có tạo hóa vạn vật, thai nghén hết thảy thở mạnh voi. Mà bụi gai vương miện, chính là cửu thiên thần thuật bên trong, đặc thù nhất tồn tại. Cái này cửu thiên thần thuật, nhưng thật ra là một tôn vương miện. Do trời thái sơ sản sinh ra bụi gai bệnh thành, ai có thể đeo lên cái này vương miện, ai liền có thể chấp chưởng bụi gai sát phạt lực lượng, vô cùng lợi hại. Mà truyền thuyết vạn vật mẫu kiếm quyết và bụi gai vương miện, đều ở đây huyền hải bên trong. Huyền hải bên trong ẩn chứa cơ duyên, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phong phú, nếu như ai có thể bước vào huyền hải, cũng đạt được vậy hai môn cửu thiên thần thuật mà nói, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Cửu thiên thần thuật, tổng cộng cũng chỉ có cửu môn. Mỗi một môn cũng không có so chân quý, tùy tiện luyện thành một môn đều có thể hùng phách thiên hạ. Cựu Nhật Minh cùng Vạn Khư Thần Điện, ân oán tranh đấu nghiêm trọng, Ma Tổ Vô Thiên thực lực hơi kém tại Vũ Hoàng Cổ Đế, nếu như cuối cùng khai chiến, hơn phân nửa là khó mà thủ thắng. Mà muốn chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế, cái này hai môn cửu thiên thần thuật, nhưng là chỗ mấu chốt. Cho nên, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, Ma Tổ Vô Thiên không chỉ một lần, uy bách dụ dỗ. Muốn ép Bác Mãng Tiêu nói ra, tiến vào huyền hải biện pháp. Nhưng Bác Mãng Tiêu nhưng là không biết làm sao, bởi vì hắn thật không biết, đáng tiếc Ma Tổ Vô Thiên không tin. Thậm chí, Ma Tổ Vô Thiên còn lấy là, Bác Mãng Tiêu muốn ăn một mình, độc bá vậy hai môn cửu thiên thần thuật. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi không nên ép người quá đáng, chúng ta vợ chồng thật không biết. Bác Mãng Tính cũng là mở miệng, nói. Ma Tổ Vô Thiên vui vẻ cười to. Nói, người lấy là ta là người ngu sao? Các ngươi vợ chồng chó sói chi tâm, mọi người đều biết, các ngươi một cái muốn chấp chưởng bụi gai vương miện, một cái muốn chấp chưởng vạn vật mẫu kiếm quyết, vợ chồng đôi thần hợp bích, tái hiện Bác Mãng vinh quang, vô địch thiên hạ, cùng đến lúc đó, ta vị trí cũng phải làm cho các ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra Ma Tổ Vô Thiên cùng Bác Mãng Tiêu vợ chồng tới giữa, hiểu lầm chân thực quá sâu, đã không cách nào hóa giải. Cũng vậy, coi như đổi thành Diệp Thần, vậy rất khó tin, Bác Mãng Tiêu vợ chồng sẽ không biết nhập biển phương pháp. Dẫu sao, Bác Mãng Thị tổ địa, ngay tại bờ huyền hải bên trong có hai môn cửu thiên thần thuật, xúc tu có thể đụng. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, hiện tại Bác Mãng Tiêu vợ chồng, chính là trong lòng bích người, gặp phải Ma Tổ Vô Thiên mơ ước. Hai môn cửu thiên thần thuật, cái này động trời cơ duyên, không có người có thể kháng cự. Giống Ma Tổ Vô Thiên loại cao thủ này, đời này hạng trước ba, giống vậy võ đạo thần thông, binh khí pháp bảo, đối với hắn đã không có bất kỳ tăng lên tác dụng, cũng chỉ có cửu thiên thần thuật, cái loại này nghịch thiên thần thông, mới có thể đưa tới dục vọng của hắn.
Huống chi, mà Tổ Vô Thiên là nổi tiếng võ si, đặc biệt si mê võ đạo, ước chừng hai môn cửu thiên thần thuật, hắn há có thể kháng cự. Bắc Mãng Tiêu trầm giọng nói, mà Tổ Vô Thiên, ta lặp lại lần nữa, ta thật không biết nhập biển phương pháp, nếu như có thể tiến vào huyền hải, ta Bắc Mãng Thị đã sớm mang vào, lại thế nào sẽ dừng lại đến ngày hôm nay. Mà Tổ Vô Thiên ha ha cười lạnh một tiếng, nói các ngươi che người tai mắt thôi, sau lưng thừa dịp người không chú ý, khẳng định len lén tiến vào huyền hải, mưu toàn ăn cắp cửu thiên thần thuật cơ duyên. Nhưng các ngươi khí vận nông cạn, đức không xứng vị, từ đầu đến cuối không tư cách chấp trưởng cửu thiên thần thuật, ngược lại không như ngoan ngoãn nói ra, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bắc Mãng Tiêu cả giận nói, bất chấp lý lẽ, ngươi nếu không phải là như vậy hiểu lầm, vậy ta vậy không có biện pháp. Mời ngươi lập tức tránh ra, ta Bắc Mãng thị tộc, không muốn cùng các ngươi cựu Nhật Minh mâu thuẫn. Vừa nói, Bắc Mãng Tiêu sử dụng một tôn màu vàng ấn tỳ, chính là phiên thiên ấn. Ha ha, phiên thiên ấn, hồng quân pháp bảo, quả nhiên khí tượng xâm nghiêm. Mà Tổ Vô Thiên nhìn vậy phiên thiên ấn, tán thưởng cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi khí vận quá kém, không phát huy ra pháp bảo này uy lực, ta cho một mình ngươi cơ hội. Lập tức buông xuống pháp bảo đầu hàng, nói ra tiến vào huyền hải biện pháp, ta có thể phụng ngươi là chỗ thượng khách, như ngươi u mê không tỉnh, đừng trách ta vô tình. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, chung quanh mấy chục ngàn đại quân, lập tức tiến lên trước một bước, rút binh khí ra, sử dụng pháp bảo, một bộ đằng đằng sát khí hình dáng. Còn có Vũ Hoàng Nhã Phỉ, Hồng Huyên các người, vậy rút ra trường kiếm, xúc thế đãi phát, chỉ có Giả Thiên Ma Đế, nhíu chặt mày, xuôi tay không nhúc nhích. Bắc Mãng Tiêu nói, người thật muốn xé rách ra mặt. Mà Tổ Vô Thiên, người thật làm ta Bắc Mãng thị không người. Người chỉ có một đạo phân thân, vậy dám như vậy khi dễ người. Mà Tổ Vô Thiên quát lên, người từ đầu đến cuối u mê không tỉnh, tự tìm đường chết, vậy vậy không trách ta. Thiên Điệp Thiên Châu, cho ta trấn áp. Mà Tổ Vô Thiên như cầm hoa vậy bắn ra chỉ, sau lưng Thiên Điệp Thiên Châu bắn ra. Đầy trời màu đen con bướm bỗng nhiên như bạo gió vậy múa lên, hướng Bắc Mãng Tiêu vặn cổ đi. Bắc Mãng Tiêu con người co rúc lại, hô hấp nghẹt thở, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Áp lực này, không chỉ là Ma Tổ Vô Thiên uy áp, còn có vậy mấy chục ngàn đại quân, mang cho hắn áp lực. Phiên thiên ấn, phá. Mắt gặp vậy thiên điệp bay giết tới, Bắc Mãng Tiêu khởi động pháp bảo, màu vàng ấn tỷ đột nhiên chấn rơi xuống đi, từng luồng thiên quang như hãn biển vậy bùng nổ. Vậy Thiên Điệp Thiên Châu, cùng phiên thiên ấn kịch liệt va chạm tới một chỗ, nhất thời chấn lên động trời gợn sóng, Bắc Mãng Tiêu nhưng là tại chỗ hộc máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phu quân! Cha! Bắc Mãng Tính cùng Tiểu Hoàng kinh hãi, vội vàng vọt tới Bắc Mãng Tiêu bên người, nhưng gặp hắn cùng Ma Tổ Vô Thiên giao phong, chỉ một lần hợp, liền bị chấn động được trọng thương hộc máu, màu vàng kim thú đồng mất đi thần quang. Ha ha ha, Bắc Mãng Tiêu! Ngươi có thể không biết ta lợi hại. Ta coi như là một đạo phân thân, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ta cảnh giới tu vi, đã kém không nhiều đến thực tế đại viên mãn, cũng chính là vô lượng cảnh giới, ngươi như thế nào là ta địch thủ. Mà Tổ Vô Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười bên trong tràn đầy hào hứng cùng kiêu ngạo. Võ đạo tu vi cảnh giới tối cao, tên là vô lượng cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết vô lượng thiên quân. Vô lượng ý. Chính là không gian thời gian, hết thảy quy luật, cũng vĩnh hằng tiêu dao, tự tại bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, vạn kiếp bất ma. Cảnh giới này, cũng là thực tế có thể đạt tới nhất đỉnh cấp cảnh giới, hạch tâm chính là bất hủ, một cái ý niệm có thể sinh diệt vạn giới, lật vũ trụ, vô cùng lợi hại. Trước mắt đời này ba đại cao thủ, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thái Thượng Thiên Nữ, Ma Tổ Vô Thiên, đều là vô lượng cảnh hậu kỳ. Trong đó, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng ở nhất đỉnh cấp. Còn lại kiếm thần lão tổ Tiêu Ngân Hà, Hồng gia tổ tiên Hồng Xuân Thu, Phong gia lão tổ Phong Đế Quân các người, phần lớn là vô lượng cảnh giai đoạn trước, mới vừa bước vào hỗn nguyên bất hủ ngưỡng cửa. Vô lượng cảnh tiến thêm một bước, đó chính là trong truyền thuyết không không. Không không cảnh giới, vô cùng thần bí, thậm chí liền hư không cũng không tồn tại, không người có thể đạt tới. Mà Tổ Vô Thiên thực lực, mặc dù xa xa còn không dòm ngó gặp không không. Nhưng đã là vô lượng hậu kỳ, chân chính vô lượng thiên quân, hắn coi như là một đạo phân thân, muốn đánh chết Bắc Mãng Tiêu, đó cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Diệp Thần mắt gặp Ma Tổ Vô Thiên cuồng ngạo như vậy,
vậy là không cách nào nhẫn nại đi xuống, nói, ma tổ vô thiên, ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Tám bộ phù đồ khí. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần bàn tay nắm chặt, một tôn bảo tháp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, cái này tôn bảo tháp, chừng ngàn tầng cao, khí tượng vô cùng huy hoàng, có nhật nguyệt bảo luân, Phật môn pháp chống, kinh la bảo tràng, chảy kim cang, hàng ma kiếm vân. Vân dị tượng, lại có hồng mông thiên long vần quanh, thụy khí thiên điều, hà thải vạn trượng, tràn ra từng cơn khoáng đạt Phật hát. Đây là hồng mông nguyên thuật, tám bộ phù đồ khí, ở đột phá tu vi đến hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, hơn nữa lục đạo luân hồi quy luật viên mãn sau đó, Diệp Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngón này tám bộ phù đồ khí, uy lực cùng khí tượng hơn xa trước kia. À, luân hồi chi chủ, người lại có thể đột phá ta tinh thần xâm nhập phạt. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần ra tay, hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn trước đây từng tự mình ra tay, dạy bảo qua Diệp Thần, cho Diệp Thần tạo thành to lớn tinh thần vết thương. Nhưng hiện tại, xem Diệp Thần dũng hãn vô địch hình dáng, rõ ràng tinh thần vết thương đã hết bệnh. Thiên điệp huyễn vũ, ma Phật hiển hóa. Mắt xem Diệp Thần phù đồ bảo tháp đánh tới, ma tổ vô thiên lại bắn ra chỉ, thiên điệp thiên châu toát ra từng cơn ma quang. Vậy ma quang ngưng luyện tới giữa, hóa thành một tôn ma hóa đổ sộ Phật, mặt xanh răng nanh, vô cùng kinh khủng dữ tợn. Vậy ma hóa đổ sộ Phật, bàn tay một chụp, như nghiền bạo thiên địa vậy, một chưởng đánh vào Diệp Thần phù đồ trên bảo tháp. Vù vù, Diệp Thần phù đồ bảo tháp, nhất thời chấn động, nhưng cũng không có bị đánh bay. Nhưng gặp Diệp Thần cắn chặt hàm răng, sau lưng có lục đạo luân hồi vòng tròn hư ảnh hiển hóa đi ra. Ở luân hồi sức mạnh to lớn ra chỉ xuống, cái này phù đồ bảo tháp, chính là chặn lại ma tổ vô thiên phân thân nhất kích. Rất tốt, lại có thể chống đỡ ta tùy ý thi triển một chiêu, người tiến bộ quả nhiên nhanh mạnh. Ma tổ vô thiên gật đầu một cái, cũng là tán thưởng không dứt. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Thần liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, bây giờ có thể tiếp lấy một chiêu, đã là đặc biệt to lớn tiến bộ. Bắc Mãng Tiêu vợ chồng cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần như vậy lợi hại. Phải biết, cho dù là Bắc Mãng Tiêu, ước chừng trăm gia cảnh bốn tầng thiên cường giả, cũng không ngăn nổi ma tổ vô thiên nhất kích, nhưng Diệp Thần nhưng tiếp theo. Ngươi là ma đế bằng hữu, ta không giết ngươi, các ngươi đi thôi. Ma tổ vô thiên lại không có đánh tiếp nữ ý, cong ngón tay bắn ra, Diệp Thần, kiếm vô danh, yên vũ tiên tôn, tiểu hoàng, Bắc Mãng tính các người. Dưới người ma khí chảo đáng, ngưng tụ thành một đóa màu đen hoa sen. Cái này một đóa màu đen hoa sen, chở bọn họ, xa xa bay ra ngoài mấy dặm. Mà ở ma tổ vô thiên trước mặt, chỉ có Bắc Mãng Tiêu lưu lại. Tiểu Huyên, mang đi Bắc Mãng Tiêu, chuẩn bị đặt đi Diệt Thần tặng hoang, đảm nhiệm đi săn đại hội con mồi. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt một phân phó. Đứng ở sau lưng hắn Hồng Huyên, lập tức bước ra khỏi hàng kêu, ưng. Lập tức Hồng Huyên bay đến Bắc Mãng Tiêu bên người, móc ra một tấm phù chiếu, vậy phù chiếu biến ảo thành một cái màu đen hoa sen cũi, đem dưới trọng thương Bắc Mãng Tiêu, nhốt đi vào. Cha! Tiểu Hoàng thấy một màn này, kinh hãi gọi. Diệp Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, nhìn Hồng Huyên nhu nhược kia bóng người, suy nghĩ khá là phức tạp. Hắn trước kia cùng Hồng Huyên, quan hệ cũng xem là tốt, nào nghĩ tới hôm nay lại bất hòa, đối phương còn đầu phục ma tổ vô thiên. Diệp Thần muốn đi cứu viện, nhưng trước mắt nhưng như có một tầng vô hình bình phong che chở, hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tiến lên trước một bước, rõ ràng cho thấy ma tổ vô thiên thủ đoạn. Ma tổ vô thiên cười nói, luân hồi chi chủ, người muốn cứu vãn Bắc Mãng Tiêu mà nói, vậy thì tới tham gia ta đi săn đại hội đi, ta cho phép người đặc biệt tham dự, không cần thú thần làm. Thú thần làm, là tham gia đi săn đại hội đặc thù tín vật. Mà hiện tại, ma tổ vô thiên nói thẳng, Diệp Thần không cần tín vật, cũng có thể tham gia. Diệp Thần cắn răng, rõ ràng cảm thấy ma tổ vô thiên âm mưu. Ngại vì già thiên ma đế mặt mũi, ma tổ vô thiên không tốt tự mình động thủ giết chết Diệp Thần, cho nên là muốn mượn đi săn đại hội, muốn Diệp Thần đi vào đi săn. Đi săn đại hội ở Diệt Thần tặng hoang cử hành, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, nếu như Diệp Thần chết nơi này, vậy chỉ có thể trách móc hắn võ đạo không tinh. Ngược lại cũng không có thể đem nhân quả coi là đến ma tổ vô thiên trên đầu. Nước cờ này, là định trước chung kết Diệp Thần vận mạng chết cờ. Diệp Thần tự nhiên nhìn thấu ma tổ vô thiên tâm tư, không khỏi được mắng một tiếng, hèn hạ,
Mà Tổ Vô Thiên bắt Bác Mãng Tiêu, chính là muốn cầm đi làm mồi con mồi, ép Diệp Thần tham gia đi săn. Ha ha, đây không phải là cái gì hèn hạ, Bác Mãng Tiêu u mê không tỉnh, ý đồ nuốt một mình Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết cùng Bụi Gai Vương Miệt, ta cho hắn làm chỗ thượng khách cơ hội hắn không muốn, nếu không phải là làm tù nhân, vậy không trách ta. Mà Tổ Vô Thiên như cũ treo người thắng mỉm cười, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, đi săn đại hội ở một tháng sau bắt đầu, như vậy, luân hồi chi chủ, ta ở Diệt Thần Tạng Hoang chờ ngươi. Chúng ta đi. Dứt lời, mà Tổ Vô Thiên ngoắc tay, mang dưới quyền mấy chục ngàn đại quân, còn có giả thiên ma đế các người, xoay người biến dạng hư không rời đi. Cha! Tiểu Hoàng cao giọng kêu lên, mới vừa cho phụ thân nhận nhau, giờ phút này lại phải phân biệt. Hắn nội tâm vô cùng tự nhiên tức giận cùng đau buồn. Hắn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không phải là Bác Mãng Tiêu con trai, nhưng thừa kế ba giọt thái cổ di chủng máu tươi sơ khai, hắn liền lột vỏ thành chân chính hai con ngươi ác mộng. Hài nhi, Bác Mãng Tính than thở một tiếng, cùng Tiểu Hoàng tướng theo chung một chỗ, nhưng cũng vô kế khả thi. Tiểu Hoàng nói, chủ nhân, người muốn đi tham gia vậy đi săn đại hội sao? Diệp Thần trầm ngâm một hồi. Bác Mãng Tiêu bị bắt đi, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi cứu, nhưng cái này đi săn đại hội, hắn không biết lai lịch, nếu như tùy tiện bước vào nói, rất có thể có rơi xuống nguy hiểm. Trước xem nói sau, tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi phụ thân xảy ra chuyện. Diệp Thần nói, rào. Ngay tại lúc này, bầu trời quả đen múa lên, quả đen vây quanh lúc đó, một đạo thân ảnh hạ xuống, nhưng là Giả Thiên Ma Đế. Ma Đế tiền bối. Diệp Thần thấy Giả Thiên Ma Đế đi mà trở lại, một hồi kinh ngạc cùng vui sướng. Thằng nhóc, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Giả Thiên Ma Đế đi tới Diệp Thần bên người, xin lỗi nói. Mới vừa Ma Tổ Vô Thiên bắt Bác Mãng Tiêu, Giả Thiên Ma Đế vậy chỉ có thể nhìn, không cách nào nhúng tay. Diệp Thần nói, không có sao, ta biết ngươi khó xử. Giả Thiên Ma Đế nói, Ma Tổ Vô Thiên tính toán đánh thật hay, hắn không muốn dính nhân quả. Cho nên bắt Bác Mãng Tiêu làm con mồi, là muốn ép ngươi đi tham gia đi săn đại hội. Diệp Thần nói, ngươi nói thế nào đi săn đại hội, ở Diệt Thần Tạng Hoang cử hành, cái này Diệt Thần Tạng Hoang, là địa phương nào? Giả Thiên Ma Đế nói, là lấy trước Thiên Võ Tiên Môn một cái di tích chi địa. Diệp Thần nói, Thiên Võ Tiên Môn. Giả Thiên Ma Đế ừ một tiếng, nói, đúng vậy, Thiên Võ Tiên Môn, chính là ngày cụ đứng đầu và Ma Tổ Vô Thiên. Trước kia đã từng chỗ ở môn phái. Ở ngày cũ thời đại, Thiên Võ Tiên Môn chính là khổng lồ vậy tồn tại, trấn phái chí bảo có hai kiện, một kiện là Thiên Võ Ngọa Long Kinh, khác một kiện là xếp hạng thứ nhất Thái Thượng Thần Khí, sau đó thập đại lão tổ phi thăng, giết chết ngày cũ đứng đầu, vậy tiêu diệt Thiên Võ Tiên Môn. Mà đây cái Diệt Thần Tạng Hoang, chính là Thiên Võ Tiên Môn ngày xưa di tích. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, nguyên lai là Thiên Võ Tiên Môn di tích sao? Giả Thiên Ma Đế nói, Hắc Ám Cấm Hải có thập đại di tích chi địa, Diệt Thần Tạng Hoang hạng thứ 10, cũng là Ma Tổ Vô Thiên nắm trong tay chi địa, mặc dù chỗ này hạng chót hết, nhưng bên trong cực kỳ hung hiểm, Ma Tổ Vô Thiên bắt rất nhiều thái cổ thần thú, chăn nuôi ở bên trong. Diệp Thần nói, Ma Tổ Vô Thiên vậy bắt thần thú. Giả Thiên Ma Đế nói, đúng vậy, Vạn Khư Thần Điện trước kia mở ra cổ U Hải Thành, bắt thần thú, thật ra thì Ma Tổ Vô Thiên đã sớm biết rồi. Hắn vậy bắt không thiếu thần thú, chuẩn bị đối kháng, bất quá sau đó An Thiết Tâm phản bội, đây đối với kháng vậy mất đi ý nghĩa. Thậm chí, Ma Tổ Vô Thiên còn từ An Thiết Tâm trong tay, mua không thiếu thần thú. Nhắc tới An Thiết Tâm, Giả Thiên Ma Đế đầy mặt khinh bỉ. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế, bắt thần thú, dầu gì là vì đối kháng cựu Nhật Minh, coi như có chút dã tâm, nhưng cái này cái An Thiết Tâm, chỉ là cố mình thế lực cùng hưởng lạc thôi. Rất mạnh mẽ bao nhiêu thần thú, đều bị hắn trực tiếp giao dịch ra ngoài. Dĩ nhiên, đây cũng tính là một cái đầu danh trạng.